Hạ Tưởng thấy cao lão mái tóc bạc phơ đầy đầu vẫn đi được cực nhanh, trong lòng xúc động, liền vội tiến về phía trước, đến đám người bên cạnh ông ta. Cao lão, cụ đến đây bằng cách nào? Sao dám làm phiền cụ tới thăm được chứ? Tôi làm sao lại không thể tới? Cao lão sắc mặt hồng hào, tươi cười nói. Tôi tới muộn à, đường đông quá, đã cố đi cho kịp vậy mà tiếc quá, chậm một bước. Lần sau khi kết hôn tôi nhất định tới đúng lúc. Cao lão là ai, trong đám người ngồi đây không mấy ai biết. Nhưng việc người kia đặc biệt cung kính dìu cao lão, thì ngoại trừ giới doanh nhân đang ngồi bên ngoài, hầu như đều hiểu rằng ông ta chính là phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu mà tiếng tăm rất lớn ở tỉnh Yến. Phó chủ tịch tỉnh lấy thái độ hạ thấp như vậy xuất hiện tại buổi lễ đính hôn của Hạ Tưởng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhao nhao đứng lên cực kỳ cung kính. Trần Phong là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng ông ta dù sao cũng chỉ là thị trưởng thành phố Yến. Tuy mới nói về cơ cấu quyền lực, chưa chắc đã thấp hơn phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu nhưng Cao Tấn Chu dù sao cũng là phó chủ tịch tỉnh danh chính ngôn thuận, là lãnh đạo cấp tỉnh thật, quy tắc trong quan trường này mọi người ngồi đây ai mà không hiểu. Phó chủ tịch tỉnh đứng ở bên cạnh, cho dù có khiêm tốn đến mấy thì ông ta cũng vẫn là phó chủ tịch tỉnh chứ. Trong lúc nhất thời, hầu như mọi người đều tiếp tục đứng lên, liên tiếp hô thiết tha đầy xúc động. Chào chủ tịch tỉnh Cao. Chào chủ tịch tỉnh Cao. Chủ tịch tỉnh Cao, chào ngài. Cao Tấn Chu bị Cao lão kéo tới tham gia lễ đính hôn của Hạ Tưởng, thật ra không phải là hoàn toàn tình nguyện, cho rằng hơi không danh chính ngôn thuận. Từ sau khi gia tộc lên tiếng, ông ta còn có ý phải duy trì khoảng cách với Hạ Tưởng vì dù sao ông ta cũng nhờ vào gia tộc mới có thể tới tỉnh Yến làm phó chủ tịch tỉnh, đấy cũng là kết quả tác động mạnh mẽ của gia tộc. Tuy nhiên Cao lão đã nói, ông ta không thể không nghe, rơi vào đường cùng đành phải tới dự. Lúc trước từng xảy ra chuyện Hạ Tưởng bị bắt, ông ta biết đó là gia tộc bày mưu tính kế. Lúc Liên Nhược Hạm tra hỏi, Cao lão nghi ngờ, ông ta vừa không thể mắc tội với gia tộc, lại không dám cãi lại Cao lão, đành phải giả câm vờ điếc, ý đồ lừa dối thành công. Hơn nữa ông ta cũng biết, cho dù ông ta ra mặt, với sức ảnh hưởng của mình tại tỉnh Yến, cơ sở chưa ổn định, thì cơ bản không thay đổi được tình trạng hiện nay. Chỉ có điều khiến ông ta không ngờ đó là vài ngày sau, Hạ Tưởng được thả ra bình an vô sự. Thẩm Phục Minh bị bắt, Phong Tự Lập bị lập án, ngay cả Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng bị tố cáo, một loạt sự kiện làm cho người ta hoa cả mắt. Cao Tấn Chu phân tích kỹ lưỡng và rút ra kết luận, gia tộc lúc này khiến Cao Thành Tùng ra tay với Hạ Tưởng đã kết thúc với thất bại nặng nề. Không ngờ Hạ Tưởng này lại có mối quan hệ rộng rãi vậy. Cao Tấn Chu đến tỉnh Yến mới có một khoảng thời gian. Khác hẳn so với sự thỏa mãn khi ông ta mới đến. Hiện giờ ông ta mới biết không dễ dàng để cởi mở cục diện tỉnh Yến. Đầu tiên là Cao Thành Tùng một nhà độc đại, sau đó là Diệp Thạch Sinh chủ tịch tỉnh bo bo giữ mình. Các ủy viên thường vụ khác đều làm theo ý mình khiến ông ta cảm thấy không rõ phương hướng. Lúc đầu ông ta còn tưởng rằng chỉ bằng năng lực của chính mình có thể chiến đấu tốt ở tỉnh Yến, có được mạng lưới quan hệ và đường dây của mình. Hiện tại xem ra không nhờ được vào lực lượng của gia tộc, lại không có người thân đắc lực tại tỉnh Yến. Muốn làm bất cứ hành động gì đều chỉ là lời nói suông. Chương 314, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến đây. Cao Tấn Chu theo Cao lão đi vào dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng. Vừa lên gác, ông ta nhìn thấy Trần Phong đầu tiên. Trần Phong sẽ là bí thư thành ủy thành phố Yến nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Như vậy, ông ta mới là lãnh đạo tỉnh ủy đích thực, thì ngay cả Cao Tấn Chu cũng phải kêu một tiếng lãnh đạo. Dù sao cũng là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cao Tấn Chu hết sức kinh ngạc, đảo mắt lại nhìn Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và Từ Đức Tuyền. Con người ông ta co rút lại không tự chủ được. Bốn thường vụ thành ủy. Tính lại cả Tào Vĩnh Quốc, năm ủy viên thường vụ đều tập trung cả ở đây. Giỏi thật, Cao Tấn Chu cười gượng trong lòng, Hạ Tưởng này giỏi thật, thậm chí còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả một phó chủ tịch tỉnh như mình. Thấy mọi người đều chào hỏi. Cao Tấn Chu cũng lịch sự đáp lại. Có người giơ tay bắt, ông ta cũng tới bắt, lấy biểu hiện bình dị gần gũi để gặp gỡ. Đang ngồi đây đều là các nhân vật có địa vị tại thành phố Yến, thậm chí cả tỉnh Yến này, đúng là thời cơ tốt để ông ta tạo dựng hình tượng của mình. Đột nhiên Cao Tấn Chu hiểu tâm tư của bố khi muốn mình tới đây. Gừng càng già càng cay, ông cụ khiến ông ta tới chúc mừng Hạ Tưởng chẳng phải là mượn cơ hội này để ông ta biết được một ít nhân vật chủ chốt của thành phố Yến sao. Trong buổi gặp mặt cá nhân hiếm có như thế này,
tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa cá nhân để tiếp xúc, rất dễ dàng gây dựng các mối quan hệ cá nhân. Cao Tấn Chu liếc nhìn phụ thân một cái, trong lòng ông ta tràn ngập sự biết ơn. Tuy là bình thường phụ thân hơi nghiêm khắc với ông ta, nhưng dường như đối với ông ta đi theo con đường chính trị cũng không có mấy hứng thú. Nhưng sâu thẳm trong lòng, phụ thân luôn suy nghĩ cho mình. Ông ta cảm thấy có chút hổ thẹn, thân trong quan trường nhiều năm nhưng nhìn vấn đề không thấu triệt bằng phụ thân ở ngoài quan trường. Chẳng trách mà phụ thân muốn tới. Phụ thân khẳng định có thể đoán được sẽ có những nhân vật quan trọng nào tới tham dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng. Trần Phong, Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang, còn có Từ Đức Tuyền đều đi lên, từng người một cùng Cao Lão, Cao Tấn Chu bắt tay. Tào Vĩnh Quốc mừng rỡ, mặc kệ Cao Tấn Chu này lấy thân phận gì xuất hiện, ông ta thân phận phó chủ tịch tỉnh cũng là thật. Người trong quan trường, mặc kệ lấy lý do đối ngoại tuyên bố là gì hay lấy thân phận gì để tham dự, nhưng mọi người vẫn để ý đến chức vị của ông ta. Cao Lão và mọi người trong phòng rồi nói. Thật đáng ăn mừng, một người là anh bạn trẻ vong niên của tôi, một người là học trò tâm đắc của tôi. Đúng là trời đất tác thành, nhân duyên mỹ mãn, vui mừng không gì sánh bằng. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê dìu Cao Lão vào ngồi trong phòng. Cao Tấn Chu nhìn mọi người xung quanh nói. Tất cả mọi người ngồi đi, đừng khách khí, giờ tôi là bạn của Hạ Tưởng, chứ không phải là phó chủ tịch tỉnh. Tất cả mọi người đang ngồi không hẹn mà cùng nghĩ thầm rằng chuyến đi hôm nay không tệ, xem như mở rộng được tầm mắt. Ngay từ lúc đầu khi thấy vài cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố xuất hiện, mọi người đã nghi ngờ không biết Hạ Tưởng có người nhà trên Bắc Kinh hay không. Chắc phải có nền tảng gì đó đặc biệt nên mới có những quan chức cao cấp như vậy tới dự chứ. Tới khi Cao Tấn Chu xuất hiện, tất cả mọi người càng chắc chắn nghĩ vậy. Ngay cả phó chủ tịch tỉnh cũng đích thân tới dự thì càng chắc chắn Hạ Tưởng có người trên Bắc Kinh. Nếu không với thể diện của phó thị trưởng Tào, chắc không thể mời được nhiều cán bộ lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố như vậy. Cao Tấn Chu không dám ngồi vào vị trí danh dự khi dự tiệc, cuối cùng mọi người nhất trí đề nghị Cao Lão ngồi ở vị trí đó, Cao Lão cũng không khách khí mà ngồi xuống, cười nói. Tôi nhiều tuổi nhất nên dù cậy già lên mặt ngồi ở ghế trên thì mọi người chắc cũng không bất mãn chứ. Tấn Chu, tuy anh là phó chủ tịch tỉnh nhưng có điều tuổi anh còn trẻ, cũng đừng xem mình là phó chủ tịch tỉnh để mọi người rót rượu mời. Tuy là nói vậy nhưng mọi người ai dám để phó chủ tịch tự mình rót rượu. Mọi người muốn nhường nhưng Cao Tấn Chu không chịu, nửa đùa nửa thật nói. Mọi người đừng làm khó dễ tôi. Trước mặt ba tôi, phó chủ tịch tỉnh tôi đây chẳng những không có chút quyền uy mà còn giống như học trò vậy. Nếu ông cụ đã nói vậy, tôi mà không rót rượu thì về nhà khẳng định là sẽ bị mắng. Tất cả mọi người cười, đành phải nghe theo ông ta. Kể từ đó mọi người ngồi quây quần, tạm thời quên thân phận của mình, kể cũng là hiếm thấy, để mà thoải mái nói cười. Dường như bọn họ cũng quên mất trước kia đã từng xảy ra những điều không hài lòng. Cao Tấn Chu âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ làm việc tùy theo hoàn cảnh, nghe theo chỉ thị của gia tộc, đồng thời cũng nhất định phải tự xây dựng được cơ sở vững chắc của mình. Cho nên dù gia tộc bất mãn với Hạ Tưởng, nhưng vì tiền đồ của chính mình, ông ta thấy hợp tác cùng Hạ Tưởng cũng là một lựa chọn không tồi. Từ Đức Tuyền tuy không cho rằng Cao Tấn Chu có thế lực nào trên tỉnh, nhưng cũng biết ông ta đến từ thủ đô. Nếu có thể chạy đến đây tất nhiên phải có kẻ đứng đằng sau rất mạnh. Hơn nữa ông ta tuổi còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ còn làm lâu dài tại tỉnh Yến. Mà nhìn quan hệ giữa phụ thân hắn với Hạ Tưởng gần gũi thân thiết như bạn vong niên. Nói như vậy thì Cao Tấn Chu cũng là một trong mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng à. Từ Đức Tuyền ánh mắt đầy ghen tị nhìn về phía Hạ Tưởng, thầm nghĩ lẽ nào hắn một phó chủ tịch huyện nho nhỏ thật sự được nâng cao thêm uy thế đến vậy. Cứ để cho hắn kiêu ngạo vài ngày. Hơn nữa chờ bí thư Cao từ Bắc Kinh về, qua dịp quốc khánh chắc chắn sẽ có cơ hội trừng trị mày. Trong lúc mọi người chén chạm chén, vừa nói vừa cười thì Từ Đức Tuyền chỉ miễn cưỡng vui vẻ còn lòng thì như có lửa đốt. Giờ cố tình muốn rút lui nhưng lại không có lý do thoái thác nào cho hợp lý. Hắn ta lại vừa muốn nghe xem tất cả mọi người nói cái gì cho nên ngồi ở chỗ này, đúng là lâm vào thế khó xử. Hạ Tưởng nét mặt tươi cười nhìn về phía mọi người kính rượu, bầu không khí náo nhiệt tưng bừng. Ngày thường nhóm cán bộ lãnh đạo tỉnh xa rời quần chúng, uy phong bát diện, thì hôm nay đều dường như thay đổi, giống nhau như một. Mỗi người đều thoải mái cười vang, dường như đều có việc vui mừng. Một lát sau, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng đi vào hai bên cánh trái phải của gian phòng gọi Hạ Thiên Thành và Trương Lan, Hạ An và Hứa Ninh, bên này có Tào Vĩnh Quốc,
Vương Vũ Phân cùng Tào Thủ Quân, xem như là hai nhà thông gia gặp gỡ, cùng hướng về các vị lãnh đạo tỉnh đang ngồi, kính rượu đáp tạ. Từ sau khi lần lượt nhìn thấy mấy vị lãnh đạo cấp cao của thành phố Yến xuất hiện thì Hạ Thiên Thành và Trương Lan hơi hoa mắt chóng mặt, không thể tin được mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Thị trưởng thành phố Yến là cán bộ cấp phó tỉnh, nói cách khác, còn cao cấp hơn so với thị trưởng thành phố Đan Thành, vậy mà cũng giản dị dễ gần như vậy với Hạ Tưởng thì tốt quá. Còn phó chủ tịch tỉnh đương nhiệm kia hiếu kính với ba của hắn thật sự, nói gì nghe nấy. Còn ba của hắn đối với Hạ Tưởng cũng là rất tốt. Trong mắt Hạ Thiên Thành có thể thấy cao lão nói chuyện với Hạ Tưởng với ánh mắt yêu mến, cũng không khác biệt gì so với ánh mắt mình nhìn Hạ Tưởng. Hạ Thiên Thành liền nghĩ thầm rằng chẳng những hiện giờ Hạ Tưởng và thị trưởng có quan hệ tốt mà lại còn có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh, thật sự vinh hạnh quá lớn, việc vui quá lớn. Ngược lại với Hạ Thiên Thành hết sức lo sợ, Trương Lan rõ ràng không có ý kiến gì. Đứa con triển vọng vút thẳng lên trời, dù sao cô chỉ có một ý niệm trong đầu, mặc kệ ai quan to quan nhỏ, cô không hề quan tâm. Cô càng ngắm Tào Thù Lê càng vui mừng, càng ngắm càng cảm thấy cô bé xinh đẹp, thấy con trai mình cưới được một người vợ xinh đẹp hiền lành như vậy thật sự là có phúc lớn. Còn Hạ An và Hứa Ninh đều có tâm lý giống nhau, sau này chỉ cần hiếu kính ba mẹ, miễn là làm cho anh trai phấn khích, thì chỉ cần một câu nói của anh trai là có thể tạo ra tiền đồ sáng sủa cho bọn họ. Nhất là Hứa Ninh, giờ đã vô cùng kính nể Hạ Tưởng. Cô nghĩ lại, cha mẹ mới chỉ có chút quan hệ nho nhỏ cũng đã thấy có hơi chút tự hào, vậy mà so với Hạ Tưởng, người ta đường đường là phó chủ tịch tỉnh còn xưng huynh gọi đệ. Đây thật sự là quá chênh lệch. Trong khi Hạ Thiên Thành dẫn cả đoàn chủ nhà kính rượu mọi người, cao lão đứng lên sớm nhất, cười ha hả nói. Ông em Hạ, tôi so với ông thì gọi một tiếng ông em, ông đừng để tâm nha. Ông thật là may mắn. Đứa con của ông có tài năng trời sinh ở lĩnh vực thiết kế, tôi vài lần muốn nhận cậu ta làm học trò nhưng đáng tiếc nha, cậu ta không hề có tâm tư với việc này. Trước mắt tôi và cậu ta là bạn vong niên, xem cậu ta cũng như con cháu trong nhà, ông không có ý kiến gì chứ? Hạ Thiên Thành ha hả cười mãi. Không ý kiến, không ý kiến, có cao lão chăm sóc nó, tôi rất yên tâm, nó mà làm không đến nơi đến chốn, cao lão, còn có các vị lãnh đạo đang ngồi đây nữa. Hãy phê bình ngay cho. Trần Phong tiến tới cầm tay Hạ Thiên Thành. Lão Hạ, ông phải thay tôi phê bình Hạ Tưởng mới được. Hạ Thiên Thành bị Trần Phong cầm tay, hơi lo lắng, lại thấy được sủng ái mà lo sợ, vội nói. Thị trưởng Trần, dù sao tôi cũng xin nhất định sẽ phê bình nó. Trần Phong cười ha hả. Này tiểu Hạ à, cậu chính là có đôi khi bảo thủ, thực ra nên bước xa hơn một chút, dũng cảm xông xáo mới là tốt. Hạ Thiên Thành liền quay đầu lại nói với Hạ Tưởng. Anh cũng nghe thấy thị trưởng Trần nói rồi, về sau cố gắng mà làm cho tốt có biết không? Hạ Tưởng trước mặt ba trưởng bối cũng rất nhã nhặn, thành thật mà đáp. Vâng, con xin ghi nhớ. Trần Phong vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Xem ra nể mặt ba của cậu thật, trước mặt tôi, cậu chưa từng có thành thật như vậy đâu. Ngay trước mặt mọi người, Trần Phong nói như vậy chính là có ý rất nhiệt tình, thân thiết. Hạ Tưởng khó mà nói được điều gì, đành phải giả vờ im lặng. Trong thời điểm đó, tạm xem là có hòa khí, từ Đức Tuyền giữa đám đông, trong lòng ấm ức, hôm nay tìm Hạ Tưởng nhưng lại không có cách nào chút giận bèn đi ra ngoài tìm chút không khí để hít thở. Hạ Tưởng đang cùng mọi người nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa, một người đi vào nói là bên ngoài có người tìm hắn. Hắn đi ra ngoài thì thấy Phùng Húc Quang đang đứng đợi, cười ha hả. Còn muốn lén lút tránh mặt tôi là không có thoát đâu. Chú đã không xem tôi là bạn chí cốt thì đừng trách tôi không mang theo quà mừng cho chú. Hạ Tưởng tiến lên đấm hắn một quả. Thật nhỏ mọn, không có quà mừng không cho ăn cơm. Phùng Húc Quang len lén nhìn bên trong phòng cử hành đại lễ, sau đó kéo Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Chú tôi cũng đến đây, chú em mặt mũi cũng lớn thật đó. Hạ Tưởng hoảng sợ thật sự. Mã Vạn Chính đúng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng ngang như phó chủ tịch tỉnh nhưng so với Cao Tấn Chu có uy thế hơn rất nhiều. Hắn vội vàng hỏi. Phó chủ tịch tỉnh Mã ngồi chỗ nào? Ở tầng dưới. Phùng Húc Quang cũng không giấu giếm, nói thật. Ban đầu chú tôi tìm tôi có việc muốn cùng bàn bạc, tôi lại không ngờ chú em tổ chức lễ đính hôn ngay sau đó. Ông ấy ngẫm nghĩ một chút rồi bảo cũng muốn tham dự cho vui. Tôi và ông ấy liền tới. Tuy nhiên ông ấy và tôi không thể xuất đầu lộ diện, nên tôi đi trước để tránh sự tiếp đón.
chú em cứ hiểu trong lòng là được rồi. Một lát nữa chú tôi sẽ đi lên và sẽ nói là tới đây ăn cơm, trong lúc vô ý biết được ở trong này tổ chức lễ thành hôn nên cứ lên xem. Hạ Tưởng hiểu ý mà gật đầu, phó chủ tịch Mã cần có một lối thoát hợp lý. Cần phải đóng kịch cho người khác xem, mặc dù đôi khi thật thật giả giả, người khác chưa chắc đã tin tưởng, nhưng trong quan trường sự tình là như thế, tin hay không đều phải làm, cho nên hắn cũng muốn phối hợp cùng phó chủ tịch Mã đóng kịch. Hạ Tưởng liền sắp xếp Phùng Húc Quang vào bàn Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân đang ngồi. Phùng Húc Quang và Thẩm Lập Xuân mới quen đã thân, chỉ lát sau đã trò chuyện tâm đầu hợp ý. Hạ Tưởng lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Tào Vĩnh Quốc, để ông ta chuẩn bị tâm lý. Tào Vĩnh Quốc vừa nghe Phó Chủ tịch Mã cũng muốn tới đây thì hoảng sợ thật sự. Trong giới quan chức, ủy viên thường vụ cấp huyện thường lại hết sức kính sợ thành ủy bởi vì việc bổ nhiệm chức ủy viên thường vụ cấp huyện phải được thường vụ thành ủy thảo luận. Cũng như vậy, ủy viên thường vụ thành ủy cũng rất kính nể đối với ủy viên thường vụ cấp tỉnh. Đối với việc lên chức của Tào Vĩnh Quốc này, mọi chuyện cũng đều phải trình lên hội nghị thường vụ của tỉnh ủy để thảo luận. Cho nên với việc Phó Chủ tịch tỉnh Mã có thể đến dự, ông ta vừa mừng vừa sợ. Tào Vĩnh Quốc ngày càng cảm thấy quý trọng Hạ Tưởng. Ông ta tự nhiên hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng việc Cao Lão và Cao Tấn Chu xuất hiện, tất cả đều nhờ thể diện của Hạ Tưởng. Rõ ràng là mấy người trong thành phố này sở dĩ tới dự cũng một phần bởi vì Hạ Tưởng. Tào Thù Quân sau này thì không hy vọng gì. Cũng may là chỗ Tào gia sinh ra một người con gái tốt, và chính nhờ nó mà tìm được một người con rể tốt. Tào Vĩnh Quốc còn không biết nên nói điều này cho Trần Phong biết hay không, quan sát một chút thì phát hiện ra một bóng người ở cầu thang. Mặc dù ông ta đã gặp qua trên TV một số lần nhưng chỉ cần liếc qua ông ta liền nhận ra người tới đúng là Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính lững thững đi vào bình thường như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi tiến tới phía sau Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật ra đã sớm trông thấy ông ta nhưng làm bộ không thấy. Mã Vạn Chính liền thân mật vỗ vai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, đúng là cậu à. Hạ Tưởng vội nhìn lại, lập tức nét mặt thể hiện niềm vui bất ngờ. Phó Chủ tịch tỉnh Mã, đúng là ngài sao? Giọng của Hạ Tưởng không lớn nhưng đám người trong đại sảnh đều rất nhạy cảm với cách xưng hô như vậy. Hạ Tưởng vừa nói thì lập tức có người nghe được rõ ràng, ngay tức khắc kêu lên một tiếng. Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Mọi người đang ngồi nói chuyện đều là những người trong quan trường nên đều biết tiếng tăm ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Mã, bỗng chốc tất cả đều đồng loạt đứng lên. Có người lúng túng còn làm đổ cả ghế, tạo ra một loạt âm thanh ồn ào. Mã Vạn Chính không biết làm sao đành cười một cách bất đắc dĩ. Ông ta đã bị người ta phát hiện ra, liền giả bộ đi ra, quay người nhìn mọi người khoát tay nói. Các đồng chí hãy ngồi cả xuống, không cần khách sáo đâu. Thật ra tôi ăn cơm ở trên gác, nghe thấy dưới đây rất náo nhiệt, hỏi ra mới biết là tiệc vui của đồng chí Hạ Tưởng. Nếu đã tình cờ gặp, tôi đây không đến chúc mừng thì thật không hay. Xuống tới đây lại không ngờ gặp được mọi người, nhân dịp này tôi cũng muốn tham dự cùng luôn. Mọi người vỗ tay. Có không ít người đang suy nghĩ, quả thật là quan càng lớn càng bình dị dễ gần. Nhìn xem, Phó Chủ tịch tỉnh Mã nói muốn cùng ăn cơm với mọi người. Điều này khiến cho người ta thấy thật có thiện cảm. Tào Vĩnh Quốc thấy thế vội vàng tới trước mặt Mã Vạn Chính, cung kính chào. Chào Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Hạ Tưởng vội giới thiệu. Phó Chủ tịch tỉnh Mã, đây là bác Tào Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Yến. Hạ Tưởng trực tiếp gọi, bác Tào, một cách tự nhiên là muốn thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hắn và Tào Vĩnh Quốc. Thực ra hắn cũng biết chắc rằng Mã Vạn Chính rất hiểu. Tuy nhiên có nhất thiết phải nói ra hay không mà thôi đây cũng là một nghệ thuật nói chuyện. Mã Vạn Chính bắt tay Tào Vĩnh Quốc. Tên Vĩnh Quốc tôi nghe rất quen, không phải chỉ có trưởng ban Lô thường xuyên nhắc tới, mà Phó Bí Thư Lộ cũng khen ngợi năng lực của Vĩnh Quốc đấy sao. Mã Vạn Chính không gọi là Phó Thị trưởng Tào mà trực tiếp gọi là Vĩnh Quốc cho phù hợp với hoàn cảnh. Một là để chứng tỏ hôm nay ông ta tới đây chỉ với tư cách cá nhân, hai là cũng để thể hiện sự thân mật. Tào Vĩnh Quốc hết sức phấn khởi nói. Phó Chủ tịch tỉnh Mã quá khen rồi. Trưởng Ban Lô và tôi có quan hệ thân thiết, còn Phó Bí Thư Lộ là muốn động viên ủng hộ tôi thôi. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên, tuy tính cách khá khiêm nhường nhưng ông ta giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo đã lâu năm nên có nhiều người thân cận trên tỉnh, thậm chí cả trong giới truyền thông Bắc Kinh. Giờ khả năng của giới truyền thông ngày càng lớn chính vậy mà Mã Vạn Chính rất đánh giá cao thanh thế của Lộ Uyên Nguyên. Ông ta vừa nghe Tào Vĩnh Quốc nói vậy liền gật đầu cười.
Tôi và trưởng ban Lô cũng ít qua lại, tuy nhiên tôi rất mến tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, chắc chắn của ông ấy. Tào Vĩnh Quốc, nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, vội nói. Có thời gian rảnh rỗi, mời trưởng ban Lô và ngài cùng tới chơi. Trưởng ban Lô thích chơi cờ vây gần như tới mức đam mê. Tào Vĩnh Quốc và Mã Vạn Chính đều là những người có trình độ nhất định nên trong lúc nói chuyện không cần phải đoán giả đoán non mà hiểu ra ngay. Mã Vạn Chính vừa nghe Tào Vĩnh Quốc có ý làm trung gian cho ông ta với trưởng ban Lô, lập tức ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Lộ Uyên Nguyên. Thật hay tôi cũng có nghiên cứu môn cờ vây này, có cơ hội nhất định phải bàn luận thêm với trưởng ban Lô. Mọi người trong phòng đều không để ý đến tình hình bên ngoài, còn không biết Mã Vạn Chính đã đến. Chỉ có Cao Hải là vẫn để ý không hề bỏ sót. Vào lúc sắp sửa tiếp đón Mã Vạn Chính, hắn đang đứng gần cửa, loáng thoáng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài liền đi ra thì kịp trông thấy. Thiếu chút nữa thì hắn ta đã kêu lên thành tiếng. Phó chủ tịch tỉnh Mã đấy ư, không ngờ lại là phó chủ tịch tỉnh Mã cơ đấy. Hắn cố tránh đám người tới chào hỏi Trần Phong, vội vàng đi thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng thì đứng lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Mã Vạn Chính cung kính chào. Kính chào phó chủ tịch tỉnh Mã. Thấy Cao Hải khá tinh mắt, thêm nữa ông ta có vẻ khẩn trương nên Hạ Tưởng cũng hiểu ông ta có ý đồ, liền giới thiệu. Phó chủ tịch tỉnh Mã, tôi xin được giới thiệu một chút. Đây là chú Cao Hải, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Hạ Tưởng cố tình gọi, chú Cao Hải, chính là muốn làm cho Mã Vạn Chính chú ý. Mã Vạn Chính khi nghe thấy vậy thì chợt muốn hỏi thăm. Có thể khiến Hạ Tưởng gọi ông một tiếng chú. Điều này đã chứng tỏ ông và cậu ấy có quan hệ không tồi. Đến giờ mà Tiểu Hạ còn chưa muốn gọi tôi một tiếng, chú Mã, nữa là, ha ha. Hạ Tưởng hiểu được Mã Vạn Chính là nhờ có Phùng Húc Quang. Hắn luôn muốn tránh ông ta, nhưng trước mặt mọi người, hoặc do muốn sửa thái độ, hắn liền vội vàng, được sủng ái mà lo sợ, nói. Tôi không dám trèo cao, nói vậy xong sợ ngài phê bình tôi thất lễ. Mã Vạn Chính cười cười không nói gì. Nhìn Cao Hải nói. Thật đáng nể, hình như anh giữ chức vụ trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến chắc cũng được 2 năm rồi nhỉ? Cao Hải cảm kích nói. Được hơn 2 năm ạ. Tư cách và sự từng trải cũng đủ rồi. Mã Vạn Chính nói vậy rồi thôi không nói nữa, vừa lúc nhìn thấy cỗ bàn bày biện liền nói. Tôi nếu đã đến đây rồi thì dù sao cũng phải ăn cơm chứ nhỉ? Trong phòng có những ai rồi? Nếu thuận tiện thì tôi phải tới xem cảnh tượng náo nhiệt này mới được. Rõ ràng Hạ Tưởng cảm nhận được Mã Vạn Chính thân thiện, có ý lôi kéo Cao Hải. Hắn hiểu được một chút rằng Phó Chủ tịch Mã là có ý muốn tăng cường thế lực của ông ta. Ông ta ngầm gợi ý Cao Hải, muốn bảo rằng nếu Cao Hải dựa vào ông ta thì ông ta sẽ nói chuyện thay cho Cao Hải. Thêm nữa khi nghĩ tới quan hệ qua lại giữa Mã Vạn Chính với Tống Chiêu Độ, cùng với một loạt các hoạt động vừa qua của ông ta. Hạ Tưởng càng tin tưởng vào phán đoán của mình, chỉ sợ Mã Vạn Chính cũng nhạy bén nhận ra rằng, sau thời kỳ của Cao Thành Tùng, một khi Cao Thành Tùng thất thế thì cục diện chính trị của tỉnh Yến sẽ có thể thay đổi lại từ đầu, mà ông ta phải là người chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên, cũng tốt cho việc được chia một chén canh. Phó Chủ tịch tỉnh Mã là một nhân vật lợi hại, thấy Mã Vạn Chính điềm đạm tươi cười, trong lòng Hạ Tưởng xuất hiện một nghi ngờ rất lớn, Mã Vạn Chính không muốn nói về thân thế của mình với người ngoài. Thêm nữa nghe nói ông ta đến từ Bắc Kinh, vậy chẳng lẽ ông ta được một cán bộ cấp cao trên Bắc Kinh nuôi dưỡng ư? Chương 315, suy nghĩ khác nhau. Mặc kệ như thế nào, Hạ Tưởng có thể khẳng định là người đứng sau Mã Vạn Chính cũng không đơn giản, có khả năng ông ta đã nghe được thông tin gì đó, cho nên hôm nay vừa gặp Cao Hải cũng đã muốn lôi kéo một phen. Nếu ông ta nâng đỡ Cao Hải lên vị trí phó thị trưởng thành phố Yến thì Cao Hải sẽ vô cùng cảm kích. Thêm nữa, trên thực tế bác Tào lại vừa đi, Đàm Long nhận chức, chẳng là thừa một vị trí của phó thị trưởng còn gì. Với tư cách và sự từng trải của Cao Hải, việc ông ta thăng chức cũng là hợp lý hợp tình. Nhưng sự hợp tình hợp lý đó cũng cần phải có người tác động vào. Không chừng Mã Vạn Chính lại là người đứng đằng sau tác động. Được Mã Vạn Chính nói cho một câu đầy ẩn ý, Cao Hải khấp khởi vui mừng. Hắn đi trước dẫn Mã Vạn Chính vào phòng trong vừa thản nhiên trò chuyện. Thuận tiện. Chắc chắn thuận tiện, có thị trưởng Trần, còn có phó bí thư Vương, trưởng ban Phương, trưởng ban thư ký Từ, cùng với bí thư huyện ủy huyện An Lý Đinh Sơn. Những người khác trong huyện An được bố trí ngồi ở một phòng khác, chỉ có Lý Đinh Sơn và các vị lãnh đạo chính của thành phố ngồi cùng một chỗ. À ha,
người đúng là không ít, thật náo nhiệt, mà tôi lại thích sự náo nhiệt chứ. Mã Vạn Chính cười ha hả nói, còn cố tình liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, vỗ vai hắn nói. Tiểu Hạ à, thật không tồi nha, buổi lễ hôm nay thật sự thành công. Hôm nay trong lúc vô ý tôi đã tới đây, rốt cuộc lại là đúng chỗ rồi. Hạ Tưởng suy nghĩ kỹ những điều mà Mã Vạn Chính vừa nói. Ông ta nói hôm nay tới đây là có thể gặp gỡ được các vị lãnh đạo chính của thành phố Yến, cũng là có thu hoạch. Hắn liền giải thích luôn. Các vị lãnh đạo đến chúc mừng là vì ưu ái tôi thôi. Thị trưởng Trần, Phó Bí Thư Vương, còn có trưởng Ban Phương, tất cả đều quá ưu ái tôi đặc biệt cảm ơn các vị. Sau đó lại nói thêm một câu. Tất nhiên lời cảm ơn, chú Mã, tôi xin được giữ ở trong lòng. Mã Vạn Chính cười ha ha. Tốt lắm Tiểu Hạ ơi, có câu này của cậu tôi cũng thấy mát lòng. Hạ Tưởng cố tình không nhắc đến từ Đức Tuyền, Mã Vạn Chính dĩ nhiên hiểu ý của Hạ Tưởng. Vừa rồi cậu ta còn buồn bực vậy kia mà, từ Đức Tuyền và Lệ Triều Sinh đều cùng một dạ với nhau thì làm sao có thể đến chúc mừng Hạ Tưởng được chứ. Nghe Hạ Tưởng nói xong, ông ta cũng đoán rằng từ Đức Tuyền đến đây không phải để chúc mừng mà đến để quấy phá. Mã Vạn Chính thầm chế giễu từ Đức Tuyền ngu thật, vuốt mặt phải nể mũi, đằng này lại nhằm lúc người ta có chuyện vui tới gây phiền phức, tố chất quá kém. Hắn ta cũng suy nghĩ chẳng thấu đáo, với mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, chẳng lẽ không có lãnh đạo ở thành phố tới tham dự hay sao chứ? Từ Đức Tuyền đương nhiên kém Mã Vạn Chính về kiến thức và sự khôn ngoan trong chính trị. Hắn đang do dự tìm một cái cớ để thoát thân thật sớm để tránh không khí vui vẻ của mọi người. Hắn càng ngày càng không được tự nhiên. Hắn đứng lên, đang muốn mở miệng nói thì bỗng nhiên Cao Hải mở cửa đi vào. Hôm nay Cao Hải cũng thật hoạt bát, thật là một tên xu nịnh có hạng. Từ Đức Tuyền nhìn Cao Hải vô cùng khinh thường. Cao Hải làm như không trông thấy ánh mắt của hắn, làm mặt tươi cười nói. Các vị lãnh đạo cùng toàn thể mọi người, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch tỉnh Mã đã tới. Bùm, Từ Đức Tuyền ngồi phịch xuống ghế đúng lúc mọi người đều đứng lên. Hắn vô cùng kinh ngạc, Phó Chủ tịch tỉnh Mã, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy ư. Phó Chủ tịch tỉnh Mã tuy là một Phó Chủ tịch tỉnh nhưng ông ta là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, xứng đáng với cái tên lãnh đạo tỉnh ủy, đối với chức Thường vụ thành ủy như hắn có thể xem nhẹ được sao? Hạ Tưởng có thể mời Phó Chủ tịch tỉnh đến đây cơ à? Hay là Cao Hải đang nói luyên thuyên? Từ Đức Tuyền thấy nhóm người Trần Phong đứng lên, cùng nhau vỗ tay thì hắn mới nhận ra mình mà ngồi thì thật chướng mắt. Hắn vội vàng đứng lên nhưng do dùng quá nhiều sức nên va vào chén nước để trên bàn khiến cho cả người bị ướt. Thật là xui xẻo, hắn vô cùng bực mình. Hôm nay hắn đến đây để chọc tức Hạ Tưởng nhưng lại không đoán được rằng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mã Vạn Chính mặt mày hớn hở tươi cười, Từ Đức Tuyền theo bản năng muốn tránh ánh mắt của ông ta. Ánh mắt của Mã Vạn Chính chứa nhiều ẩn ý phức tạp khiến hắn chột dạ. Không biết vì sao nữa. Dù sao hắn cảm thấy Mã Vạn Chính dường như có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Mã Vạn Chính chỉ liếc mắt nhìn Từ Đức Tuyền một cái, không cần nhìn lại lần thứ hai ông ta đã kết luận, khó thành đại sự. Tiếp đó ông ta bắt tay từng người, thái độ điềm đạm mà niềm nở, không có chút nào ra vẻ một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bề ngoài Trần Phong không biểu hiện gì còn bên trong thì không ngờ Mã Vạn Chính lại đột ngột xuất hiện vậy. Thực sự điều này đã khiến ông ta bỗng nhiên phát hiện ra. Hóa ra Hạ Tưởng vẫn còn muốn giấu khả năng của mình, cậu ta gần gũi với Mã Vạn Chính từ khi nào vậy? Trần Phong vừa lấy làm khó hiểu, lại vừa thầm nể phục, Hạ Tưởng đúng là một người liên tục tạo ra cho người ta những niềm vui bất ngờ. Trong lòng Vương Bằng Phi cũng lo sợ như vậy. Đối với ủy viên thường vụ tỉnh ủy Mã Vạn Chính, Vương Bằng Phi không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng ông ta biết Mã Vạn Chính leo lên chức rất giỏi. Trước đây ông ta không có chút tiếng tăm gì mà lên được chức ủy viên thường vụ càng khiến cho người ta đoán giả đoán non người đứng đằng sau ông ta là ai. Đương nhiên, Vương Bằng Phi nhìn Hạ Tưởng với cái nhìn hoàn toàn khác. Mặc dù ông ta đoán có thể Hạ Tưởng có người trên tỉnh nâng đỡ, và khi Cao Tấn Chu xuất hiện, ông ta còn tưởng rằng Cao Tấn Chu chính là người đứng đằng sau Hạ Tưởng. Ông ta không thể nghĩ Mã Vạn Chính lại xuất hiện. Vương Bằng Phi vẻ mặt thiết tha. Tỏ thái độ vừa kính cẩn vừa nghiêm trang đối với Mã Vạn Chính. Ai lại muốn phá vỡ ấn tượng với ủy viên thường vụ tỉnh ủy chứ? Tại thành phố Yến này, Vương Bằng Phi được xếp vào trong số các nhân vật chính. Phương Tiến Giang cũng không để lỡ mất cơ hội thể hiện sự kính cẩn. Trước mặt Mã Vạn Chính,
mấy ủy viên thường vụ cấp cao của thành ủy hoàn toàn kiềm chế quyền uy của mình, tất cả đều thể hiện thái độ khiêm tốn lắng nghe. Mã Vạn Chính tới đây có ý lấy lòng mọi người chứ không phải tự đắc ý mà đến, nên ông ta chắp hai tay mời mọi người ngồi xuống rồi nói. Tôi cũng nghe Cao Hải nói mọi người đều lấy danh nghĩa cá nhân mà tới đây. Tôi cũng vậy thôi, cho nên cũng đừng xem tôi như phó chủ tịch tỉnh, mà hãy xem tôi như bạn bè của mọi người. Tất cả mọi người hãy ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra tôi đang ăn cơm ở tầng dưới, ăn được một nửa thì nghe ở đây náo nhiệt nên mới tới, mới biết đây là lễ đính hôn của Tiểu Hạ. Vừa rồi còn nói cả buổi nói chuyện, giờ thì bụng đã lại đói mất rồi. Một câu nói rút ngắn được khoảng cách, chỉ trong chốc lát, không khí náo nhiệt lại tăng lên. Từ Đức Tuyền nhìn thấy rõ Mã Vạn Chính tới chạm cốc từng người, nói chuyện. Nhưng không biết có cố ý hay không mà ông ta lại lạnh nhạt với duy nhất mỗi mình hắn. Thật ra vị trí của hắn ở gần cuối cùng trong thường vụ thành ủy. Vừa nãy nếu kịp thì hắn cũng đã đi về rồi. Nhưng giờ có phó chủ tịch Mã, hắn mà lại chuồn thì chẳng khác nào không nể mặt phó chủ tịch tỉnh Mã à. Nói lời cáo từ trước mặt tất cả ủy viên thường vụ thành ủy thì không sao. Dù sao cũng không có ai có thể điều khiển được ai. Nhưng lúc này lại có một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Từ Đức Tuyền lại không muốn dại dột chút nào, đành phải cố gắng kiên trì. Tuy rằng phó chủ tịch tỉnh Mã nói đến đây tham dự với tư cách cá nhân, nhưng người trong quan trường thì có ai phân biệt nổi việc tư việc công chứ? Hắn liền vô cùng bất mãn, uống rượu từng ngụm một để giải sầu, không bao lâu thì ngà ngà say. Từ Đức Tuyền ngồi uống rượu một mình, càng ngày càng uống nhiều, Vương Bằng Phi đoán được hắn đang bất mãn, thấy hắn không ngừng uống, lo hắn bị say mềm không giữ được thể diện nên khuyên hắn. Trưởng ban thư ký tự uống ít rượu thôi, uống nhiều không tốt lắm đâu. Uống rượu một mình giải nghìn sầu, vì sao lại không uống chứ? Từ Đức Tuyền lại uống thêm một ly. Đời người phải biết sung sướng là gì, tôi chính là muốn uống cho đủ, dù sao cũng là rượu của Hạ Tưởng, không uống thì phí. Hắn nói xong lời này thì chẳng còn chút tư thế gì, rõ ràng hắn có 5-6 phân say rượu. Phương Tiến Giang cũng khuyên hắn. Uống ít chút đi Đức Tuyền, anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Nếu anh có việc thì có thể về trước, tôi sẽ bảo người đưa anh về. Vì sao anh phải bảo người? Chẳng lẽ chính tôi lại không gọi được người sao? Từ Đức Tuyền mượn rượu thêm can đảm, rất không khách khí mà đáp trả. Chỉ có các ông có người, chẳng lẽ tôi không có người thân cận sao? Phương Tiến Giang nhăn mặt nhíu mày lắc đầu, không nói gì. Trần Phong mất hứng. Đồng chí Từ Đức Tuyền, hôm nay là ngày vui của Hạ Tưởng, mọi người đến mừng, vì ngồi cùng nhau nên rất phấn khởi. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh có thể rời khỏi đây, không cần phải kiếm chuyện đâu. Bộp, Từ Đức Tuyền cầm một chén rượu để xuống bàn, phản đối. Quyền uy thật lớn đó, thị trưởng Trần, ông lấy giọng trao đổi để nói chuyện với tôi hay là lấy giọng điệu mệnh lệnh đấy hả? Cao lão nhìn không được liền nói. Tấn Chu, anh đỡ tiểu từ ra ngoài cho tỉnh táo một chút đã. Cao Tấn Chu là phó chủ tịch tỉnh, ông ta giơ tay ra đỡ Từ Đức Tuyền nên ngồi cũng không xong, đứng cũng không phải. Dù sao Cao Tấn Chu cũng không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lúc này Mã Vạn Chính đứng lên, cười tủm tỉm nói. Trước khi tôi đến, dường như không khí ở đây vẫn rất tốt. Gần đây mới có chuyện, xem ra là có người không vừa lòng với tôi rồi. Từ Đức Tuyền hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, Mã Vạn Chính đã quy kết vậy, hắn chịu không nổi vội đứng lên ngay lập tức. Phó Chủ tịch tỉnh Mã, tôi rất xin lỗi, tôi có quá chén, tôi cũng không dám có ý kiến với ngài, tôi chỉ là... Anh chỉ là cái gì? Mã Vạn Chính lại còn cười mà thân mật vỗ vai Từ Đức Tuyền. Nếu không thoải mái thì hãy về nghỉ ngơi trước đi, không cần ở trong này đâu. Mọi người đến đây là để góp vui, không phải đến để họp đâu. Mặt Từ Đức Tuyền đỏ thấm, cũng tỉnh rượu vài phần. Trước là hắn nhất thời kích động, muốn xả chút bất mãn trong lòng. Không ngờ Mã Vạn Chính không che đậy, giữ ý cho hắn một chút nào với đám người Trần Phong. Từ Đức Tuyền lại thêm bất mãn, nhưng không dám ra mặt chống đối Mã Vạn Chính. Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc đứng ra đưa Từ Đức Tuyền xuống gác. Việc Từ Đức Tuyền kiếm chuyện khiến tất cả mọi người suy nghĩ khác nhau. Mọi người đều đoán rằng việc Mã Vạn Chính thay mặt mọi người chắc chắn là có dụng ý. Trần Phong, Vương Bằng Phi và Vương Tiến Giang đều âm thầm xem xét, xem ra Phó Chủ tịch tỉnh Mã có ý lôi kéo bọn họ một chút. Tuy nhiên mấy người này đều có chỗ dựa của mình,
đều đang cân nhắc xem có phải Phó Chủ tịch tỉnh Mã đã nghe được tin tức gì hay không mới có thể quyết định được nên làm thế nào. Chương 316, Bí mật của Sử Lão. Tất nhiên quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Mã thì chẳng có gì là không tốt, nên tất cả mọi người rất khôn ngoan, không vì chuyện Từ Đức Tuyền, mà đều tiếp tục trò chuyện. Lúc buổi lễ sắp kết thúc, Sử Lão đến dự ngoài dự kiến. Sử Lão cùng Sử Khiết đến dự buổi lễ. Sử Lão xuất hiện nhẹ nhàng nên mọi người không nhận ra. Tuy nhiên vào lúc Sử Lão đi vào trong phòng, Hạ Tưởng rõ ràng trông thấy ánh mắt Cao Lão có gì đó không bình thường. Ngay khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Sử Lão, cơ thể Cao Lão lập tức chấn động, sau đó ánh mắt toát ra sự kinh ngạc. Đang muốn nói điều gì đó nhưng Sử Lão đứng xa lắc lắc đầu nên Cao Lão liền hiểu ý mà không nhìn nữa, đồng thời cúi đầu xuống làm bộ như không biết Sử Lão. Hạ Tưởng nhìn thấy tất cả, nghĩ thầm rằng, không biết Sử Lão có thể ảnh hưởng tới bao nhiêu người, ngay cả Cao Lão cũng vậy. Và hắn ý thức được rằng, xem ra khi có cơ hội nói chuyện cùng Cao Lão, có thể tìm hiểu một chút quá khứ của Sử Lão. Điều khiến Hạ Tưởng không tưởng tượng được chính là, Mã Vạn Chính nhìn thấy Sử Lão thì vẻ mặt cũng rất lo sợ. Tuy nhiên Mã Vạn Chính phản ứng nhanh hơn Cao Lão. Trong nháy mắt ông ta không nhìn nữa, dường như không có việc gì và tiếp tục nói chuyện cùng Trần Phong. Buổi sáng trước khi tới dự, Lý Ninh Sơn đã giải thích cho Sử Lão và Sử Khiết phải tới tham dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng, hai người đó cũng không nói điều gì. Sử Lão đột nhiên mở cửa đi vào khiến ông ta quá ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy ra đón. Sử Lão, Sử Khiết, hai người thế nào lại đến đây vậy? Hạ Tưởng cũng cung kính nói. Sử Lão, cô Sử đến đây bằng cách nào, không nói một tiếng để tôi tiếp đón cho chu đáo. Sử Lão khoát tay, tự ngồi xuống nói. Tôi không để bọn họ thông báo, muốn tự mình tới dự lễ đính hôn của cậu. Hạ Tưởng vẻ mặt sợ hãi. Sử Lão nói quá lời. Ngài cảm ơn tôi làm gì chứ? Tôi cũng đâu có gì khiến ngài phải cảm ơn chứ. Sử Lão nhìn Sử Khiết mỉm cười. Sử Khiết bỗng nhiên muốn cảm ơn, cô liền nói. Nhà tôi hội tụ trở về đều nhờ công của cậu đó. Hạ Tưởng không dám kể công nên trả lời. Đó chính là bí thư Lý không từ bỏ được tình cảm trước đây. Dù sao thì lúc trước cũng từng chung sống, cũng không phải là khác tính nhau quá nhiều, chỉ có điều là tuổi trẻ thường hay nông nổi mà thôi. Trong lúc nói, hắn cố ý giả bộ vô tình nhìn Cao Hải. Cao Hải đã tỉnh táo lại sau giây phút bất ngờ khi thấy Sử Lão xuất hiện. Bắt gặp ánh mắt của Hạ Tưởng, ông ta lập tức hiểu ra, vội vàng nhìn Sử Lão mà chúc mừng. Chúc mừng Sử Lão, chúc mừng Sử Khiết. Sử Lão cười gật đầu không nói lời nào. Hạ Tưởng nhìn về phía các vị lãnh đạo giới thiệu Sử Lão. Các vị lãnh đạo, tất cả mọi người đều biết bí thư Lý là người giúp đỡ mọi người tiến vào quan trường. Còn đây là Sử Lão cha vợ của bí thư Lý, cũng là cựu bí thư của tỉnh Yến chúng ta. Mã Vạn Chính đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên theo, cùng nói. Kính chào Sử Lão. Mã Vạn Chính cũng nói thêm. Kính chào vị cựu lãnh đạo. Việc Mã Vạn Chính gọi là cựu lãnh đạo cũng không phải là chuyện tùy ý mà là có hàm nghĩa khác. Mã Vạn Chính gọi Sử Lão là cựu lãnh đạo, lập tức khiến nhóm người Trần Phong không kiềm chế được, nhìn Sử Lão vài lần. Trên quan trường, cho dù lên được chức bí thư tỉnh ủy thì sau khi nghỉ, không lâu sau cũng sẽ bị người ta quên đi. Nhóm người Trần Phong không biết Sử Lão, điều đó cho thấy ông ta đã nhiều năm không còn giữ chức vụ bí thư nữa. Cho nên khi Hạ Tưởng giới thiệu Sử Lão, nhóm người Trần Phong cũng không nhớ được vì các bí thư tỉnh ủy khóa trước nhiều lắm, ai mà nhớ nổi chứ. Vì thế nên không có gì để trò chuyện, liền chỉ chào hỏi lễ phép hay gật đầu đồng ý mà thôi. Nhưng Mã Vạn Chính gọi một tiếng, cựu lãnh đạo, khiến cho một số người lập tức ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ rằng, Phó Chủ tịch tỉnh Mã có biết Sử Lão, cho dù Sử Lão trước đây không phải do ông ta trực tiếp lãnh đạo, nhưng ông ta và Sử Lão cũng từng qua lại với nhau. Mấy người đều nhìn về phía Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính cũng không để ý mấy người đó mà tỏ thái độ rất tôn trọng nhìn về phía Sử Lão. Cao Lão đang ở bên cạnh, vẻ mặt có chút xúc động, muốn nói một điều gì đó. Sử Lão lại trầm lặng trong chốc lát, dùng gậy nhẹ nhàng gõ lên nền nhà vài cái rồi nói. Cứ gọi tôi là Sử Lão, đừng có gọi cựu lãnh đạo thì tốt hơn. Nói xong liền quay nhìn Lý Đinh Sơn bảo. Đi thôi Đinh Sơn. Tôi và Sử Khiết tìm anh có việc đó. Lý Ninh Sơn đáp lại một tiếng rồi nhìn mọi người chào từ biệt. Mấy người nhóm Trần Phong đứng dậy tiễn chân, Sử Lão khoát tay nói.
Không cần, không cần các vị phải mất công, tôi chỉ là một lão già cũng không có gì là quá quan trọng, mọi người xin cứ tiếp tục cho. Hạ Tưởng giải thích vài câu rồi đưa Sử lão xuống gác. Sử lão vừa đi xong, Trần Phong không nén nổi tò mò liền hỏi. Phó chủ tịch tỉnh Mã, hình như ngài có biết Sử lão thì phải. Mã Vạn Chính vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Thật không ngờ tới, không ngờ tiểu hạ còn có quan hệ không tồi với Sử lão. Nghe được câu hỏi của Trần Phong ông ta cười gượng. Là tôi đang mải suy nghĩ, nhưng đều là chuyện cũ cả mà thôi. Sau đó vì Mã Vạn Chính không trả lời nên Trần Phong cũng không muốn hỏi lại. Cao Tấn Chu cũng hỏi Cao lão. Ba à, ba cũng biết Sử lão sao? Đâu chỉ có biết, năm đó Sử lão đã cứu ba thoát chết đó. Cao lão run run nói, bỗng nhiên chợt nhớ lại lúc trước Sử lão có ra hiệu, nên hiểu Sử lão cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, liền lắc đầu nói. Quên chuyện đó đi, tất cả đã là quá khứ, nói cũng vậy mà không nói cũng vậy. Nhóm người Trần Phong ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Sử lão đã nghỉ nhiều năm mà còn có uy thế lớn như vậy, có thể khiến Phó Chủ tịch tỉnh Mã vô cùng kính nể, lại cũng khiến Cao lão chưa bao giờ biết luống cuống ở trước mặt lãnh đạo phải luống cuống, nên vô cùng nể phục. Trần Phong trầm tư suy nghĩ, một người làm quan thêm nữa là làm quan to, dù có chức to đến đâu cũng có ngày phải về nghỉ, nếu đang đương chức, đông vui tấp nập mà lại trở nên hưu quạnh như thế thì người đó là đã thất bại trên cả quan trường lẫn trong đối nhân xử thế rồi. Sử lão xuất hiện thật ra đã cho Trần Phong một hình ảnh rất sống động. Một bí thư tỉnh ủy đã nghỉ nhiều năm còn có thể khiến vị phó chủ tịch tỉnh đương nhiệm như vậy phải kính nể, khiến Cao lão trước sau như một khen ngợi ông ta. Chỉ những điều này đã đủ khiến mọi người phải học tập. Hạ Tường tiễn Sử lão xuống gác. Trước khi đi, Sử lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay đầu lại nói. Tiểu hạ, cậu nói với Mã Vạn Chính rằng, nếu ông ta có lòng, thì đến chung vui vào ngày vui của Đinh Sơn. Hạ Tường đồng ý nhận lời, đưa mắt dõi theo Sử lão, trong lòng cảm ơn Sử lão đã coi trọng mình. Sử lão nhờ hắn tiện thể gửi lời nhắn tới Phó Chủ tịch tỉnh Mã là muốn Mã Vạn Chính có thể biết được một phần uy thế của hắn. Quả nhiên đúng như Hạ Tưởng đã nghĩ, sau khi hắn lên gác nói lại lời mời của Sử lão, Mã Vạn Chính ngạc nhiên vui mừng liền đứng lên giữ chặt tay Hạ Tưởng. Chuyến đi này không tệ, tiểu hạ à, cảm ơn cậu. Sử lão lại có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Trần Phong, Vương Bằng Phi cùng Phương Tiến Giang đều không thể tin được, kinh ngạc nhìn Mã Vạn Chính. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc buổi lễ, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng tiễn khách, chân tay đau nhừ. Hạ Tưởng còn đỡ, Tào Thù Lê đi giày cao gót đứng cả ngày nên chân sưng tấy. Hạ Tưởng nhân lúc không có Tào Vĩnh Quốc ở đây liền giơ tay mát xa cho cô. Tào Thù Lê ngượng quá, cười bỏ chạy. Hạ Tưởng liền giễu cô. Chạy cái gì mà chạy, mình đã đính hôn rồi, còn là người ngoài nữa đâu. Tào Thù Lê liền im lặng chỉ ra xa. Hạ Tưởng quay đầu nhìn thấy bố mẹ đang đứng, chẳng những không ngượng ngùng mà còn giả vờ nghiêm trang nói. Anh thấy em quần áo bị nhăn, muốn giúp em thôi. Đúng rồi, anh tính mời ba mẹ ở lại chơi hai ngày, em chăm sóc họ nhé có được không? Vâng ạ, cứ giao cả cho em. Tào Thù Lê đáp lại một mạch, vẻ mặt hạnh phúc. Ai ra, mới đính hôn đã mệt vậy rồi nha, nếu kết hôn thì càng mệt nữa có phải không? Hay là chúng ta đừng kết hôn nữa? Có khi lại tốt hơn nhỉ. Cũng tốt đấy, quả thật là có phiền phức. Vậy cũng được, mình không kết hôn nữa. Hừ, tưởng là chuyện hay à. Anh với em đã đính hôn rồi, nếu anh không lấy em thì ngày nào em cũng đi theo anh, quấn lấy anh xem anh cảm thấy thế nào. Tào Thù Lê trở lại vẻ tinh nghịch vốn có. Hai người còn cười nói vài câu, đang định đi về thì thấy ông chủ Yên Kinh là Tề Đông dẫn con ông ta là Tề Á Nam đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Tề Á Nam cung kính nói, Phó Chủ tịch huyện Hạ, vừa rồi tôi đã thực hiện theo lời ngài, đứng tiếp khách tại cửa chính, giờ đã xong việc nên muốn đến báo cáo ngài. Tề Đông vừa nãy như được mở rộng thêm tầm nhìn, một loạt quan chức tỉnh cùng xuất hiện như đèn kéo quân khiến hắn hết sức kinh hãi, nói không ra lời. Giờ hắn mới hiểu rằng, hóa ra uy thế của Hạ Tưởng thật là vững mạnh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, rất sợ Hạ Tưởng hận Tề Á Nam, sau này tìm cách trả thù. Nên bảo Tề Á Nam một lần nữa xin lỗi Hạ Tưởng. Tề Á Nam cũng cảm thấy ấm ức vì dù sao trước kia hắn cũng là người có tài. Nhưng giờ đem so với Hạ Tưởng mới thấy trước kia mình có tầm nhìn thật hạn hẹp.
Hắn biết Hạ Tưởng đang đảm nhiệm phụ trách mảng quản lý xây dựng đô thị và du lịch ở huyện An, bỗng nhiên nảy ra ý muốn cộng tác cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn trẻ như vậy, có nhiều quan lớn ủng hộ như vậy nhất định sẽ có triển vọng rất lớn. Theo sát Hạ Tưởng, chẳng những hắn ta có thể phát triển rất tốt mà còn có thể học được rất nhiều điều trước đây hắn không biết. Hạ Tưởng cũng nhận thấy Tề Á Nam là người có ý chí, biết có biết duỗi, ngoài ra còn rất gan dạ, người như vậy có khả năng làm nên chuyện, hắn liền cười nói. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, cậu còn trẻ tuổi, có nóng giận cũng là chuyện thường. Giờ thì không có sao, sau này mọi người hãy xem nhau là bạn bè. Tề Á Nam nghe Hạ Tưởng nói xong những lời này thì càng quyết tâm với ý định của mình, liền thật cẩn thận nói. Huyện An có phong cảnh rất đẹp, là nơi nghỉ dưỡng rất tốt, nghe nói giờ đang xây dựng làng du lịch. Tôi cũng có khảo sát một chút xem có thể đầu tư hạng mục gì ở đây được không? Không biết Phó Chủ tịch huyện Hạ có tin tưởng vào tôi hay không? Hạ Tưởng liền có hứng thú mà nhìn Tề Á Nam vài lần, mới phát hiện ra vừa rồi mình cũng xem nhẹ cậu ta. Cậu ta tuy còn trẻ, tuy rằng ngay từ đầu có chút liều lĩnh, nhưng thái độ chuyển biến cực nhanh khiến người khác không khỏi giật mình. Thêm nữa giờ cậu ta lại chủ động đề xuất đầu tư vào huyện An, suy nghĩ thật sự lanh lợi. Hắn suy nghĩ trầm ngâm rồi nói. Sau dịp quốc khánh cậu trực tiếp tới huyện An tìm tôi. Tề Á Nam mừng rỡ. Cậu ta còn lo lắng Hạ Tưởng từ chối sự cộng tác của mình, không nghĩ Hạ Tưởng tán thành hoàn toàn, vội vàng nói. Tốt quá, cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hạ. Đến lúc đó tôi nhất định tới tìm. Vào lúc nhóm người Hạ Tưởng xuống dưới bãi đỗ xe, đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên có một chiếc xe con từ ngoài đi vào, rất nhanh chóng đỗ lại bên cạnh. Một người từ trên xe bước xuống, tới trước mặt Tào Vĩnh Quốc, vẻ mặt tươi cười nói. Thị trưởng Tào, không ngờ gặp lại, thật sự không ngờ. Tôi nghe người ta nói ở đây tổ chức lễ đính hôn, không nghĩ là lễ đính hôn của thiên kim của thị trưởng Tào và phó chủ tịch huyện Hạ, thật đúng là không nghĩ tới. Hạ Tưởng còn không tỏ vẻ gì, Hạ Thiên Thành và Hạ An đều rất ngạc nhiên nhìn người vừa tới, vẻ mặt vui mừng. Người tới không phải ai khác mà chính là thị trưởng thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ. Thực ra Đan Sĩ Kỳ lợi dụng dịp lễ quốc khánh để đến thăm tỉnh và các vị lãnh đạo nhằm gia tăng tình cảm giao lưu. Ông ta vốn muốn tìm Phó Chủ tịch tỉnh Mã, nhưng nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Mã tới tham dự buổi lễ đính hôn, ông ta liền tới đây, dự tính đợi kết thúc buổi lễ sẽ mời Phó Chủ tịch tỉnh Mã lên xe. Không ngờ rằng đợi nửa ngày trời, sau khi kết thúc buổi lễ, lại có không ít các vị lãnh đạo tỉnh từ trong đi ra. Đan Sĩ Kỳ thường đến thành phố Yến, và đều đã gặp mặt mấy ủy viên thường vụ cấp cao của thành phố Yến nên không khỏi kinh ngạc rằng, người nào có thể diện lớn đến như vậy, có thể làm phiền tới nhiều nhân vật lợi hại đến như vậy. Sau này nghe mọi người dự xong đi ra nói chuyện mới biết đó là lễ đính hôn của Hạ Tưởng, nhà gái là thiên kim của phó thị trưởng. Đan Sĩ Kỳ bất ngờ hiểu ra rằng Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng chính là trọng điểm nên kết giao, rất nên đến dự. Ông ta đợi sau khi mọi người hoàn toàn đi khỏi mới vội vàng xuất hiện, điều này cũng cho thấy ông ta có ý định riêng. Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ nói chuyện vài câu rồi Tào Vĩnh Quốc mời ông ta về nhà chơi. Đan Sĩ Kỳ muốn từ chối, thì bắt gặp Hạ An. Chợt nhớ Hạ An đang công tác ở thành ủy, liền thuận miệng bằng lòng. Cũng tốt. Đã lâu tôi cũng không gặp thị trưởng Tào, quả thật cũng có chuyện muốn nói. Thêm nữa Hạ An cũng không phải người ngoài, cùng tâm sự cũng rất tốt có phải không Hạ An? Hạ An sửng sốt, không nghĩ rằng thị trưởng Đan lại có thể gọi tên của hắn nên hắn xúc động, đỏ mặt nói. Cảm ơn thị trưởng Đan. Đan Sĩ Kỳ thấy Hạ An có chút lúng túng, nghĩ thầm rằng, anh em hai người thật là chênh lệch nhiều quá, liền phất tay nói. Về sau trên phương diện công việc. Có khó khăn gì thì cứ thoải mái tới tìm tôi. Nếu cậu không nói ra thì tôi cũng xem như là không có khó khăn gì đó. Không ngờ Hứa Ninh to gan, biết tận dụng cơ hội, liền bước lên phía trước nói. Thị trưởng Đan, nếu ngài đã mở lời vàng, tôi liền đánh bạo thay Hạ An thưa chuyện với ngài. Đan Sĩ Kỳ gật đầu cười, ý tốt đó của ông ta có lẽ là muốn cho Hạ Tưởng biết. Ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng tới dự lễ đính hôn của hắn. Cho dù không tính tới thể diện của Phó Chủ tịch tỉnh Mã, mà chỉ dựa trên thể diện của Phó Thị trưởng Tào, thì nâng đỡ Hạ An một chút trong phạm vi thành phố Đan Thành cũng chỉ là chuyện vặt vãnh giơ tay nhấc chân mà thôi. Việc Hạ An được đề bạt lên chức phó phòng gặp một chút vấn đề. Hứa Ninh sau khi nói xong liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng không biểu lộ gì mới yên tâm.
Đồng chí Hạ An lẽ ra cũng có thể được đề bạt lên chức phó phòng, vì cậu ta cũng đủ điều kiện rồi. Được rồi, chờ sau khi quay về Đan Thành, tôi sẽ xem lại một chút. Đan Sĩ Kỳ không lên giọng mà trả lời tiếp. Tào Vĩnh Quốc ha hả cười. Tốt lắm, đừng đứng nói chuyện thế này, về nhà rồi nói chuyện tiếp. Đưa Đan Sĩ Kỳ về nhà rồi, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm một lúc nữa. Nói chuyện phiếm cũng là một nghệ thuật, tất cả mọi người đều nói những chuyện mà mình hứng thú nhất, xem như là có chuyện để nói, dường như là khá ăn ý. Cuối cùng Hạ Thiên Thành cảm thấy mình ở cùng một chỗ với thị trưởng Đan thì khá bị áp lực. Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu ra liền khiến Tào Thù Lê tiếp Hạ Thiên Thành và Trương Lan ra ngoài đi dạo. Hạ An, Hứa Ninh cũng đi ra, để những người còn lại ở trong nhà. Đan Sĩ Kỳ cũng không phải không hiểu lễ nghĩa. Thực ra ông ta cũng biết nên ra về nhưng chưa hỏi được sự việc cho rõ ràng, ông ta cũng không muốn đi. Chờ mấy người đi ra khỏi, ông ta giả bộ tò mò hỏi han. Phó Chủ tịch Huyện Hạ, tôi thấy Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng đến dự. Nói vậy Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng biết cậu à? Đan Sĩ Kỳ sở dĩ không hỏi Tào Vĩnh Quốc mà lại hỏi Hạ Tưởng là bởi vì ông ta cũng biết người đứng đằng sau Tào Vĩnh Quốc là trưởng ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên chứ không phải là Mã Vạn Chính. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được Đan Sĩ Kỳ ở lại là có dụng ý, thấy ông ta hỏi Phó Chủ tịch tỉnh Mã, liền cười nói. Được Phó Chủ tịch tỉnh Mã ủng hộ, tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng xem như có duyên gặp mặt mấy lần. Tuy nhiên hôm nay là Phó Chủ tịch Mã vô ý đi ngang qua, gặp dịp nên mới tới dự. Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy, cho dù Phó Chủ tịch tỉnh Mã thật sự là có dịp đi ngang qua, nhưng nếu ông ta không coi trọng cậu ta thì chắc gì ông ta sẽ tham dự. Đan Sĩ Kỳ nghe Hạ Tưởng nói xong thì nhẹ nhõm, trong bụng nghĩ thầm Hạ Tưởng hơn Hạ An rất nhiều, nói chuyện cẩn trọng. Tuy nhiên càng như vậy lại càng khiến ông ta cảm thấy sau này chắc chắn thành tích của Hạ Tưởng sẽ vượt Tào Vĩnh Quốc. Đan Sĩ Kỳ gật đầu nói. Tôi tới tỉnh cũng muốn gặp Phó Chủ tịch tỉnh Mã một chút, nhưng rất không may lại không gặp được ông ấy. Tối nay tôi quay về thành phố Đan Thành có việc, không có thời gian ở lại, xin Phó Chủ tịch Huyện Hạ hỏi thăm Phó Chủ tịch tỉnh Mã giúp cho. Lần sau tôi đến tỉnh, có cơ hội sẽ ngồi nói chuyện với nhau tiếp. Hạ Tưởng nghĩ nên đồng ý. Dạ được, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Làm người đưa tin trung gian chắc chắn phải là người được cả hai bên tin tưởng rồi. Đan Sĩ Kỳ chắc cũng rất vừa lòng với hắn, hơn nữa ông ta còn chủ động đề xuất giúp đỡ Hạ An. Đan Sĩ Kỳ đạt được mục đích liền đứng dậy chào ra về, trước khi đi còn cố tình chỉ bảo. Phó Chủ tịch Huyện Hạ à, em của cậu nếu rụt rè thì trong quan trường sẽ chịu thiệt thòi đấy. Thế này, về sau có cơ hội, tôi sẽ cho cậu ta giữ một chức vụ nhàn hạ một chút, làm trưởng phòng một bộ môn cấp cục đối với cậu ta mà nói cũng là chuyện tốt. Đan Sĩ Kỳ nhìn người rất chuẩn, lời nói của ông ta và suy nghĩ của Hạ Tưởng không hẹn mà gặp, cho nên Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền thị trưởng Đan phải quan tâm rồi, lời ngài nói và suy nghĩ của tôi rất giống nhau. Đan Sĩ Kỳ cười ha hả, vẫy tay chào ra về. Tiễn Đan Sĩ Kỳ ra về, trong nhà yên tĩnh trở lại một chút. Hạ Tưởng ngồi lại một chút nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc, nhưng hắn cảm thấy hơi mệt liền lên gác nghỉ ngơi. Vợ chồng Hạ Thiên Thành cùng với Hạ An, Hứa Ninh ở lại thành phố Yến 3 ngày. Hạ Tưởng đi theo chăm sóc một ngày, Tào Vĩnh Quốc cũng dành thời gian theo bọn họ một ngày, còn Tào Thù Lê gần như ngày nào cũng ở bên cạnh, khiến Trương Lan vui vẻ, khen ngợi cô gái hết lời. Trương Lan khen Tào Thù Lê rất nhiều khiến Hứa Ninh có chút ghen tị, nói đời người thật bất công, xa thương gần thường, làm cho Hạ An thiếu chút nữa nổi cáu với cô ta. Hiện giờ Hạ An cảm thấy anh trai và chị dâu gần như lớn nhất, ai cũng không thể nói xấu họ được. Trong ngày giữa tháng, Hạ Tưởng tham gia hôn lễ của Lý Đinh Sơn và Sử Khiết. Thực ra cũng có thể không gọi đó là hôn lễ bởi vì nó được tổ chức tại một khách sạn không lớn, mọi người tới dự đều là những người thân của Lý Đinh Sơn. Hơn nửa trong số đó là quan hệ cá nhân. Hạ Tưởng biết chỉ có Cao Hải, Phó Chủ tịch tỉnh Mã cùng đến, còn Tống Chiêu Độ sẽ không tới dự. Tống Chiêu Độ tuy rằng dường như biến mất như vậy, song thật ra ông ta vẫn còn đang bí mật chú ý nhất cử nhất động của mọi người. Chính trong lễ đính hôn của mình, ông ta đã cho Tống Nhất Phàm xuất hiện. Hạ Tưởng nghĩ không biết Tống Chiêu Độ sẽ gây ra sự kiện trọng đại gì. Ông ta biến mất cũng lâu lắm rồi. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hạ Tưởng, hắn nhận ra rằng có lẽ Tống Chiêu Độ đang ở Bắc Kinh. Có thể khẳng định rằng, mùa thu năm nay sẽ có rất nhiều người khó khăn.
thế cục thành phố Yến thật quá phức tạp, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau đầu. Hôm nay tinh thần Sử lão phấn chấn, vẻ mặt hồng hào, đón tiếp từng người một. Hạ Tưởng không có thời gian ngồi như khách, cùng Cao Hải giúp Lý Đinh Sơn tiếp đón khách đến dự. Cao Hải nghị lực tràn trề, rõ ràng có thể nhận thấy rằng, khi hắn có thể gần Sử lão thì cũng có thể gặp được Phó Chủ tịch tỉnh Mã một lần nữa nên rất vui mừng, lại càng tin tưởng vào tiền đồ của chính mình. Sử Khiết ăn mặc cầu kỳ một chút nên có vẻ trẻ lại một chút. Hạ Tưởng cũng nhận ra hiện tại cô có vẻ tự nhiên, hào phóng khác với sự ngạo mạn trước kia, đồng thời cũng có vài phần khí chất của tiểu thư con nhà khuê các. Lý Đinh Sơn và Sử Khiết kính rượu từng người, sau khi xong còn muốn mời Hạ Tưởng một ly. Hạ Tưởng cũng không dám nhận rượu mời của hai người, nhưng Sử Khiết kiên quyết mời khiến Hạ Tưởng đành phải, cung kính không bằng tuân mệnh, uống liền ba chén. Chương 317, Khâu Tự Phong có thái độ ngoài dự đoán. Sử Khiết phấn chấn nói, tiểu Hạ à, sau này cậu nhớ thường xuyên đến chơi nha, xem đây cũng là nhà của cậu, đừng có khách sáo. Trước kia tôi có thất lễ, cậu đừng để trong lòng nha. Nếu cậu không đến chứng tỏ còn có điều không vừa ý với tôi. Hạ Tưởng vội nói, xem cô nói gì kìa, cô Sử, trước kia cô và cháu còn cách một tầng quan hệ, giờ thì như người một nhà rồi, sao còn nói khách sáo với cháu chứ? Chỉ một câu nói mà làm cho Sử Khiết nở mày nở mặt đẩy Lý Đinh Sơn một phen. Sau này cùng tiểu Hạ học hỏi, xem người ta mà nói. Lý Đinh Sơn hơi say cười nói, anh mà nói được những lời đường mật như tiểu Hạ, chắc đã không độc thân lâu như vậy đâu. Nói không chừng đã sớm kết hôn với người khác rồi cũng nên. Sử Khiết mỉm cười. Lời này em cũng thích nghe. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng khó hiểu đó là, hắn để ý thấy Phó Chủ tịch tỉnh Mã có vài lần muốn tìm Sử lão nói chuyện riêng nhưng bị Sử lão xua tay ngăn lại. Đến tận phút cuối, Sử lão cũng không cho ông ta có cơ hội gặp gỡ. Trước khi Hạ Tưởng ra về, Sử lão lại giữ chặt hắn, nói những lời chân thành, tình ý sâu xa. Tiểu Hạ à! Chúc cậu lên đường vạn sự may mắn. Bắt đầu từ bây giờ, phải chú ý bảo vệ chính mình đấy. Sử lão nói là có hàm ý khác, rõ ràng muốn ám chỉ sự thay đổi thế cục của tỉnh Yến vào mùa thu năm nay. Hạ Tưởng nghiêm trang gật đầu. Sử lão liếc nhìn Mã Vạn Chính đang ở phía xa, còn nói. Cũng nhờ cậu thay tôi chuyển lời tới Mã Vạn Chính, chuyện của cậu ta không cần lo lắng, tôi già rồi, không có mấy ý kiến đâu. Chỉ cần Đinh Sơn có tiền đồ thì tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hạ Tưởng ghi tạc trong lòng, tuy rằng hắn cũng có chút tò mò với điều bí ẩn giữa Sử lão và Mã Vạn Chính là gì, nhưng sự tình đã qua, miễn là họ không nói ra thì có thể không cần cố gắng hỏi cho ra nhẽ làm gì. Dù sao cũng có rất nhiều vấn đề nhưng có khả năng họ không muốn nhắc lại chuyện cũ. Vào lúc Hạ Tưởng và Mã Vạn Chính cùng ra về, trên đường, trước hết hắn truyền đạt lại cho Mã Vạn Chính lời thăm hỏi ân cần của Đan Sĩ Kỳ. Mã Vạn Chính nghe xong chỉ gật đầu. Tôi đã biết rồi. Sau đó Hạ Tưởng còn nói Sử lão nhờ hắn chuyển lời tới Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính nghe xong, rất lâu sau không nói gì. Cuối cùng thở dài một cái, nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Về phần, chỉ có thể như vậy thôi, Mã Vạn Chính đã không giải thích nên Hạ Tưởng cũng không có cách nào để hỏi lại. Hạ Tưởng cùng Tào Thù Lê tiễn cha mẹ hắn xong thì hắn đưa Tào Thù Lê đi dạo phố. Thật ra Hạ Tưởng muốn trực tiếp đưa cha mẹ quay về thành phố Đan Thành nhưng Hạ Thiên Thành không cho, mà yêu cầu hắn ở lại làm việc. Hạ An cũng không nhờ mà hứa rằng, trình độ lái xe của hắn ta vào hạng nhất, hoàn toàn có thể về nhà một cách an toàn. Hạ Tưởng đành phải nghe theo bọn họ. Đính hôn xong, trên danh nghĩa, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đã thân mật hơn. Nhưng trên thực tế cả hai lại không cảm thấy tới mức như vậy. Hạ Tưởng kéo tay Tào Thù Lê nói. Giờ em đã là vị hôn thê của anh rồi có phải không? Có chút gì đó không thể tin nổi. Anh cảm thấy em vẫn giống như một cô nhóc vậy đó. Ai là cô nhóc chứ? Em đã là cô gái lớn từ lâu rồi. Tào Thù Lê chớp mắt, nhớ tới điều gì đó liền trêu Hạ Tưởng. Nói đến cô nhóc làm em nhớ tới em Nhất Phàm. Anh nói xem. Anh bây giờ đối xử với em Nhất Phàm liệu có nhớ tới em trước kia không chứ? Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê hỏi tinh quái liền mỉm cười trêu. Làm gì có chứ, xem em kìa, lại nghĩ ngợi lung tung phải không? Cô bé còn nhỏ hơn em năm đó. Anh biết em khi em đã là một người trưởng thành rồi, nhưng cô bé bây giờ là một thiếu nữ vị thành niên.
Một thiếu nữ vị thành niên mới dễ lừa gạt chứ, cho nên. Tào Thù Lê kéo dài giọng, quay người chạy đến sau gốc cây xấu cổ thụ, nói vẳng lại. Cho nên giờ anh đối với cô ấy bằng cách dạy dỗ, anh là một người đàn ông có suy nghĩ tốt nhất, gặp dịp sẽ áp dụng kế hoạch dạy dỗ, nuôi lớn dần thiếu nữ của anh có phải không? Hạ Tưởng có cảm giác thời tiết hôm nay sao lại nóng như vậy, trên mặt dường như có chút mồ hôi, hắn liền ra vẻ ngạc nhiên nói. Thật khó lường, anh cất giấu sâu trong tâm tưởng, vậy mà thế nào lại để em phát hiện được ra nhỉ? Tào Thù Lê lập tức từ sau gốc cây cổ thụ nhảy ra, đưa tay ra tóm tai của Hạ Tưởng. Anh dám không, nếu anh dám cố tình có ý đồ với các cô gái khác, em sẽ nói cho chị Liên biết, để chị ấy quay về xử lý anh đấy. Tào Thù Lê bĩu môi, khom lưng, vẻ mặt không phục cộng thêm dáng điệu tức giận, thái độ ngây thơ không có lời nào miêu tả được hết. Hạ Tưởng giơ tay tóm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, đặt ở trong lòng bàn tay của mình. Cái đầu của em nho nhỏ mà sao cứ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ là anh tốt, anh làm sao có thể hư đến như vậy chứ? Giờ Nhất Phàm đúng là một cô gái đang tuổi thanh xuân đáng yêu nhất, cũng là thời kỳ dễ bị nhầm lẫn nhất. Anh lấy tư cách anh trai của cô bé, cho cô bé một sự chỉ dẫn chính xác, chung quy là một cuộc sống tốt đẹp, còn hơn là để cho cô bé tự mình đi nếm thử mùi vị tình yêu sớm. Đúng không nào? Vừa nói như vậy, dường như anh có lẽ là một người lương thiện. Tào Thù Lê quay người lại ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, còn nói. Tuy nhiên nói thật nhé, em Nhất Phàm thật xinh đẹp. Em cảm thấy khi em còn nhỏ như cô bé ấy, em không xinh đẹp bằng mà cũng không chín chắn bằng cô bé ấy đâu. Hạ Tưởng sờ gương mặt mượt mà của cô. Thật ra trong mắt anh, em mới là một người đẹp nhất, mãi mãi là người đẹp nhất. Người phụ nữ nào cũng đều thích nghe lời khen, Tào Thù Lê cũng không ngoại lệ, lập tức hai mắt lấp lánh, vui vẻ ra mặt, nói. Lừa người ta. Sau đó cô lại cúi đầu, dùng chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Biết rõ là anh nói dối, tuy nhiên em nghe xong lại thấy rất vui. Anh nói xem chị Liên và em, rốt cuộc ai có nhiều hấp dẫn hơn. Câu trước còn khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng câu sau đó khiến hắn giống như kẻ há miệng mắc quai, nghẹn họng nói không ra lời. Hạ Tưởng vừa mới sửng sốt thì Tào Thù Lê cười khanh khách. Em chợt nói đùa anh thôi, anh có buồn chán em đến như vậy không? Cô bé cứ thật thật giả giả. Có lẽ muốn thử thách hắn nhưng lại sợ hắn chịu không nổi nên mới thu lại. Hạ Tưởng xúc động một hồi, ôm cô vào ngực, nói. Anh nói rồi mà, em mãi là xinh đẹp nhất trong lòng anh nên anh mới cưới em về làm vợ. Nước mắt chan chứa, Tào Thù Lê ngạc nhiên nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu. Em tin tưởng những câu anh vừa nói lúc này đây, đều là những lời nói chân thành. Hạ Tưởng không muốn cô khóc nên cố tình chọc ghẹo, liếc ngực cô mà nói. Hình như lớn không ít. Tào Thù Lê ngay lập tức ôm lấy ngực. Không được xem. Sau này em được gả cho anh rồi thì anh có thể xem lúc nào cũng được, anh động tay động chân lúc nào chả được. Hạ Tưởng cười ha hả đầy xấu xa. Không được, không cho xem, không cho chạm vào. Không được cũng phải được, em còn phải thực hiện trách nhiệm của người vợ chứ. Thật đáng sợ, vậy em không muốn gả cho anh nữa. Tào Thù Lê ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô cùng kiên quyết nói. Em có phải là người không đấy, sao lại nói vậy? Hạ Tưởng làm bộ giận dữ. Bị lừa, sau này anh mà đi tìm bạn gái thì rõ ràng là sẽ phải hỏi trước là có cho động chân động tay hay không. Không cho chạm vào thì kiên quyết không nói chuyện tình cảm gì cả. Tào Thù Lê, em chính là một cô bé làm hỏng tuổi trẻ của anh. Tào Thù Lê dáng vẻ vội vàng, hai tay dùng sức lay cánh tay Hạ Tưởng. Anh đừng nóng giận được không? Nếu không anh có thể đánh em một trận. Hạ Tưởng giả vờ ngẫm nghĩ một chút. Được, đánh đòn. Sau đó hắn rất ma mãnh cười hai tiếng. Về nhà cởi quần áo ra. Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng dọa, theo bản năng mà buông tay sau người muốn che mông, lại phát hiện mình bị lừa nên lập tức kêu lên hết sức đáng yêu, nhấc chân đá Hạ Tưởng. Tức thì bị Hạ Tưởng tóm được. Dịp Quốc Khánh tới đúng vào dịp phải gặp mặt Cao Lão để bàn bạc về kế hoạch khai thác trại an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên rừng rậm, nhưng Hạ Tưởng rất vội lại không có đủ thời gian nên gọi điện giải thích tình hình cho Cao Lão. Đúng lúc Cao Lão cũng không vui nên hẹn sau dịp Quốc Khánh sẽ bàn tiếp. Cao Lão luôn lạc quan, tới bây giờ ông ta vẫn là hình mẫu vui vẻ. Ông ta không vui, chẳng lẽ có liên quan tới việc gặp Sử Lão?
cũng không biết giữa hai người đó trước kia từng có chuyện gì nữa. Nghĩ lại, Sử lão đúng thật là người vô cùng khó đoán. Sau dịp quốc khánh, Hạ Tưởng đi làm bình thường, vừa đến tòa nhà huyện ủy thì phát hiện ra mọi người vui vẻ hơn trước, chủ động chào hỏi hắn hơn trước đây tới mấy lần. Hạ Tưởng không cảm thấy phiền mà đáp lại, trong lòng vẫn còn buồn bực, không phải là mới chỉ điều chỉnh phân công phó chủ tịch huyện chút thôi sao? Làm gì mà mọi người đều ra vẻ lấy lòng mình như vậy? Hắn không nghĩ nhiều, đi vào phòng làm việc lại thấy văn phòng sạch sẽ, nước cũng được đổ đầy. Ghế sofa cũng được lau chùi và kê lại, thậm chí trà cũng đã được hãm, vẫn còn đang nóng hổi. Đối xử có phần được xem trọng, Hạ Tưởng cười cười, vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn tưởng tránh văn phòng Hứa Lương nên vẫn ngồi nguyên tại chỗ nói một tiếng. Mời vào. Cánh cửa mở vang lên một tiếng, không ngờ lại là Khâu Tự Phong bước vào. Đương nhiên là phải giữ thái độ, Hạ Tưởng vội vàng đứng lên, cười. Chủ tịch huyện Khâu, ngài có việc cần nói thì gọi điện thoại, tôi liền qua ngay, làm gì phải mất công sang đây ạ? Thái độ của Khâu Tự Phong ngoài dự đoán, anh ta đặt mông ngồi trên ghế sofa, khẽ gật đầu nói. Phó chủ tịch huyện Hạ, sự việc trước đây tôi có xử lý không đúng chỗ, thôi thì tôi xin lỗi anh. Anh cứ thoải mái chỉ ra sai lầm của tôi xin chân thành nhận lời phê bình của anh. Chương 318, gia cảnh Ngô gia. Hạ Tưởng giật mình, cho dù Khâu Tự Phong có hạ thấp thái độ đi nữa, cũng không cần phải lấy thân phận của chủ tịch huyện cúi đầu trước một phó chủ tịch huyện như mình. Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì rồi chăng? Cho dù sự việc tại buổi lễ đính hôn có thể tới tai anh ta, nhưng xét bản chất Khâu Tự Phong mà nói, cũng không đến mức khép nép nói chuyện với mình để thể hiện ý tốt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hạ Tưởng nghĩ vậy liền vội vàng nói. Chủ tịch huyện Khâu nói quá lời rồi, tôi làm phụ tá cho ngài, vẫn nghiêm túc chấp hành sự bố trí công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Có lẽ vẫn còn có chỗ chưa được hoàn thiện nhưng khẳng định là tôi và ngài đều làm hết sức mình rồi, cho dù có chút mâu thuẫn thì cũng chỉ là phương pháp thích hợp nhưng quan điểm bất đồng mà thôi. Cũng không có chuyện gì đáng để ngài phải nói vậy đâu. Nếu là vì sự việc của Liên Nhược Hạm thì cứ để tự nó diễn ra đừng nói gì cả, Hạ Tưởng sẽ không chủ động nói ra. Hắn đoán không ra ý định đến đây của Khâu Tự Phong, chỉ còn biết chờ chính mồm anh ta nói ra mà thôi. Khâu Tự Phong đã khó trả lời, lại có thêm nỗi khổ không nói nên lời. Trong dịp lễ quốc khánh, anh ta về Bắc Kinh một chuyến, tìm cách mở hướng đi nhanh nhất cho tỉnh Yến, nhưng lại nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ, cục diện tỉnh Yến sẽ có khả năng thay đổi lớn. Ở Bắc Kinh, Khâu gia có thế lực nằm ở Quốc vụ viện và Quốc hội. Cấp trên của Khâu gia mơ hồ để lộ ra xu hướng có khả năng Cao Thành Tùng phải rời đi, cụ thể sắp xếp như thế nào phía Bắc Kinh còn chưa thống nhất, không ngờ đã cãi nhau kịch liệt. Bọn họ chia thành hai phái không bên nào nhường bên nào, một bên là những người muốn bảo vệ Cao Thành Tùng và một bên là những người phản đối Cao Thành Tùng. Tuy nhiên nghe nói có một nhân vật mấu chốt tại tỉnh Yến đang được đề cử. Trên cơ bản có thể khẳng định là sẽ có sự thay đổi đối với Cao Thành Tùng. Kết quả cuối cùng thế nào, bây giờ khó mà nói được. Có thể Cao Thành Tùng trở mình lại được, có thể ông ta sẽ bị hạ bệ, điều đó phải đợi xem kết quả chiến đấu của hai thế lực. Cao Thành Tùng có bị hạ bệ hay không, Khâu gia không có ảnh hưởng lớn mấy vì Khâu gia chỉ có quan hệ bình thường với Cao Thành Tùng. Khâu gia cũng không mấy để ý đến việc đi hay ở của Cao Thành Tùng, nhưng nghe nói lão tam nhà họ Ngô là Ngô Tài Giang đang hoạt động, theo dõi vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Điều này đã khiến Khâu gia lo lắng, cũng khiến Khâu Tự Phong nghe được thì trong lòng cũng không yên tâm. Việc Ngô Tài Giang có thể lên tới chức trưởng ban tổ chức cán bộ tại tỉnh Yến vốn là một tin tức có lợi. Nhưng Khâu Tự Phong đến Bắc Kinh mới biết được Ngô gia diễn kịch với Khâu gia và bị Ngô gia lợi dụng. Ban đầu anh ta mơ hồ cảm thấy được chính là sự việc của Liên Nhược Hạm, Ngô gia đã lợi dụng Khâu gia. Bởi vì ở chuyện cưới xin, lúc trước Ngô gia chủ động một cách thái quá, nhưng sau này họ lại cũng tiêu cực một cách thái quá. Mặc dù Ngô gia đã ra tay đối phó với Hạ Tưởng nhưng Ngô gia lại tự nhận là bị mất thể diện và không có quan hệ gì với Khâu gia nữa. Chưa cần nói Ngô gia có thế lực lớn hơn thế lực Khâu gia rất nhiều, mà chính tư cách của ông cụ Ngô gia cũng cao hơn ông cụ Khâu gia nhiều lắm. Có thể nói, về căn bản Khâu gia và Ngô gia không phải là môn đăng hộ đối. Một sự hợp tác không công bằng chỉ có thể kết thúc bằng một sự thâu tóm. Thật hoàn hảo, Ngô gia cũng không cần phải đánh Khâu gia, mà chỉ cần sau khi tung ra cành ô liu,
đã khiến Khâu Gia phấn khởi mà tạo ra một sự đề bạt quan trọng tại một tỉnh phía Nam. Sau khi có được sự nhượng bộ lớn như vậy rồi, Ngô Gia lại giả bộ như mình không có lợi, quay lại vứt bỏ lời hứa hẹn với Khâu Gia. Không chỉ có chuyện làm thông gia với nhau, mà chính sự đồng ý nhượng bộ tại tỉnh Yến lúc trước Ngô Gia cũng không thực hiện nốt. Khâu Gia tức giận, đi tìm Ngô Gia tranh luận phải trái. Lúc này lão đại Ngô Tài Hải mới lại thề thốt phủ nhận, nói là Ngô Gia chưa từng có đề xuất cùng hợp tác với Khâu Gia, khẳng định là Khâu Gia đã nhầm lẫn rồi. Khâu Gia gặp Ngô Gia nhưng không nhất trí với ý kiến đó, lại thêm tức giận, sau đó bình tĩnh xem xét lại sự việc thấy rõ ràng có vấn đề gì đó. Chắc chắn đó là sự tự quyết của Ngô Lão Tam Ngô Tài Giang. Ngô Gia tuy có thế lực to lớn nhưng trong lúc đó, ba anh em Ngô Gia lại không hòa thuận. Lão đại Ngô Tài Hải rất chỉn chu, vốn được ông cụ yêu thích, có ý đào tạo ông ta thành người kế vị. Nhưng Ngô Tài Hải không đủ khéo léo, tuy có danh tiếng trong quan trường nhưng lại không đủ năng lực nên khó có thể đảm đương trọng trách. Cuối cùng, nhờ có ông cụ tích cực đào tạo mà ông ta mới lên được đến Bắc Kinh, mặc dù chỉ tới được chức thứ trưởng. Con trai thứ hai của Ngô Gia là Ngô Tài Dương, bố của Liên Nhược Hạm. Vốn ông ta rất trầm tính, suy nghĩ tỉnh táo nhất, trong quan trường vừa có danh tiếng lại có năng lực, là người có khả năng gánh vác trọng trách của Ngô Gia nhất. Nhưng hôn nhân của ông ta lại có vấn đề, đầu tiên là ông ta từ chối đám hỏi mà ông cụ Ngô tìm cho ông ta, sau đó là chủ trương cưới Liên Tuệ Tâm là mẹ của Liên Nhược Hạm, khiến cho ông cụ nổi trận lôi đình, tức giận điều ông ta ra miền Tây Bắc xa xôi, khiến ông ta không bao giờ quay về nhà được nữa. Sau khi Liên Tuệ Tâm sinh Liên Nhược Hạm, ông cụ Ngô mới từ từ bớt giận, cũng chấp nhận xuất thân của Liên Tuệ Tâm, chủ yếu là vì Liên Nhược Hạm được ông cụ yêu mến như báu vật. Yêu ai yêu cả đường đi, nên ông cụ chỉ còn một ít thành kiến với Liên Tuệ Tâm. Ông cụ vừa ý liền tính cách đưa Ngô Tài Dương quay trở về Bắc Kinh sau 2 năm lãng phí, lại sắp đặt vào vị trí thị trưởng, con đường làm quan tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi. Không ngờ lúc này lại có một sự thay đổi lớn, Ngô Tài Dương và Liên Tuệ Tâm ly hôn. Thiếu chút nữa ông cụ bị Ngô Tài Dương làm cho tức chết. Không nói bên trong đại gia tộc luôn muốn ít có ly hôn, mà ngay cả người làm quan cũng vô cùng chú trọng hình tượng, cho dù hôn nhân bất hòa, nếu có thể chịu được thì sẽ cố gắng chịu đựng, chứ kiên quyết không ly hôn. Sau khi biết sự tình của Clinton, lúc đó chẳng phải Hillary đã nén giận, không ly hôn đấy sao? Nhân vật chính trị nếu không có khả năng chịu được sự bất hạnh trong hôn nhân thì làm sao có thể chịu được sự chèn ép và loại trừ trong quan trường được chứ? Khi Ngô Tài Dương cưới Liên Tuệ Tâm, ông cụ liền phản đối, chờ khi ông ta thật vất vả mới tiếp nhận, cuối cùng lại không ngờ rằng Ngô Tài Dương lại ly hôn. Ông cụ thậm chí còn nói đoạn tuyệt với Ngô Tài Dương, ông ta lần nào tới cũng đều không được tra tiếp chuyện mà chỉ nói chuyện một mình. Ngô Tài Dương bất động, chỉ còn biết mang Liên Nhược Hạm tới Bắc Kinh. Sau đó quay về nơi xa xôi, tiếp tục làm bí thư huyện ủy. Sau đó không lâu, ông ta lại kết hôn. Lúc này thậm chí ông ta còn không thông báo với mọi người trong nhà. Ngô Tài Dương tự ý làm theo ý mình khiến ông cụ xem ông ta như đã chết rồi, từ đó về sau không bao giờ hỏi đến chuyện của ông ta nữa. Điều đó khiến ông ta phải tự lo lấy thân, xem như Ngô Gia không có người con trai là ông ta. Nhưng Ngô Tài Dương quả thật có tài. Là người con trai thông minh nhất trong số 3 cậu con trai Ngô Gia. Bản thân ông ta không dựa vào ông cụ Ngô mà hoàn toàn dựa vào chính năng lực của mình, tiến liên tục từ bí thư huyện ủy đến phó thị trưởng, tiếp đến là thị trưởng, bí thư, phó chủ tịch tỉnh, vài năm trước đã lên chức bí thư tỉnh ủy. Mặc dù Ngô Tài Dương vẫn còn được hưởng phước từ thế lực Ngô Gia, bởi vì cho dù ông cụ không âm thầm ủng hộ ông ta, nhưng với việc lên chức của ông ta, người ngoài vẫn nể mặt ông cụ nhà Ngô. Vẫn có sự chiếu cố không ít thì nhiều dành cho ông ta, nhưng thật ra, chủ yếu vẫn là năng lực cá nhân của Ngô Tài Dương là chính. Ông cụ đối với Ngô Tài Dương chính là vừa yêu vừa hận. Ông ta có 3 con trai, về cơ bản lão đại không có tiền đồ lớn, lão nhị trên thực tế là người nối nghiệp tốt nhất, nhưng lão nhị có thông minh, có năng lực, lại có cả sự khó lường, có khi tạo ra những tình huống mà người ta không thể tin được. Tuy nhiên ông ta lại là một người có cái nhìn tiến bộ. Thêm nữa rất hợp trong quan trường, như cá gặp nước vậy. Đối với lão Tam, ông cụ nhà Ngô kết luận là trí lớn nhưng tài mọn, có con mắt tham vọng không có năng lực làm việc tùy theo hoàn cảnh. Lão Tam Ngô Tài Giang khác hẳn với sự trầm ổn của lão đại Ngô Tài Hải và sự thông minh của lão nhị Ngô Tài Dương. Ông ta vừa có sự bình thản, vừa có sự thông minh, nhưng vẫn không kết hợp hoàn toàn cả hai ưu thế trên. Có thể nói,
lúc cần trầm ổn thì ông ta lại ra vẻ thông minh nhưng thực chất chỉ là khôn vặt. Khi cần thông minh thì ông ta lại ra vẻ trầm ổn, rất có vẻ đóng kịch quá lộ liễu. Cho nên ông cụ cố gắng yêu cầu Ngô Tài Giang nhiều lần, ép ông ta ở lại Bắc Kinh chính là muốn ông ta ở bên cạnh chăm chỉ rèn luyện vài năm để ông ta thay đổi được tính nết. Tôi luyện một chút có lẽ sẽ rất tốt đối với ông ta sau này. Lão đại là đỡ không đứng dậy, lão nhị và gia tộc có quan hệ gần như xa cách. Giờ chỉ có lão tam, mặc dù trong mắt ông ta hơi bất kham, nhưng dù sao cũng là người Ngô gia. Cả ba đứa con trai nhưng không có ai khiến ông cụ bớt lo lắng. Ông cụ còn đau lòng tiếc rằng rèn sắt mà không thành thép. Năm gần đây, ông cụ tuổi tác đã cao, mọi chuyện trong gia tộc đều bớt quản dần, có dấu hiệu chuyển bớt vị trí sang cho Ngô Tài Giang. Bình thường việc nhỏ, ông cụ cũng không hỏi qua, để cho Ngô Tài Giang và Ngô Tài Hải bàn bạc. Ông cụ cho rằng, tuy Ngô Tài Giang có ý muốn khôn vặt nhưng còn chưa tới mức không tôn trọng anh trai. Nhưng có lẽ ông cụ đã xem nhẹ Ngô Tài Giang, bởi vì Ngô Tài Giang chẳng những tự nhận mình vô cùng thông minh, sau vụ việc ở trưởng quản gia một thời gian, càng lúc càng to gan, liên kết ngay với Khâu gia, ông ta lừa ông cụ, thậm chí sau lưng Ngô Tài Hải, tự mình lén lút quyết định. Ngô Tài Giang cũng nhận ra ông cụ có ý định đào tạo hắn làm người kế nghiệp. Hắn vốn luôn đổ tại bóng của đại ca và nhị ca làm hắn không thể thực hiện khát vọng. Hiện giờ thật thuận lợi, lão đại bị ông cụ gạt ra, lão nhị là cắt đứt quan hệ với gia đình, không trách được người khác. Kết quả, hắn là lựa chọn duy nhất khiến cho hắn có chút cảm giác không có tôi thì còn ai. Hợp tác với Khâu gia là điều hắn cho là đúng và tự nghĩ ra một diệu kế, chẳng những khiến Khâu gia mắc mưu mà còn điều tra ra, không ngờ Liên Nhược Hạm lại có bạn trai, khiến hắn rất căm tức, liền muốn trị hạ tưởng một chút. Tuy kết quả cuối cùng không lý tưởng, nhưng hắn cũng không để ý bởi vì hắn trừng trị hạ tưởng với mục đích là để Khâu gia xem, nên cũng hết tức giận. Giờ đã lợi dụng Khâu gia xong, điều chỉnh được nhân sự tỉnh phía Nam đạt được lợi ích, vậy đã đạt được kết quả mong muốn của hắn. Có thể nói, tạm thời Khâu gia đã không còn có tác dụng. Cho nên khi Khâu gia tìm tới cửa, Ngô Tài Giang không có chút nào bối rối. Hắn một mạch thừa nhận lúc trước có tung ra đám cưới ngụy trang đó là một cái bẫy, hắn không thuyết phục được Liên Nhược Hạm và càng không thể quản được cô. Tuy nhiên trước sự nghi ngờ và bất bình của Khâu gia, Ngô Tài Giang cũng có một chút thật thà trả lời là, hắn đang vận động hành lang và đã gần như nắm chắc vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Một khi hắn đã nhận chức, có thể bảo đảm cho con đường làm quan của Khâu Tự Phong tại tỉnh Yến thuận buồm xuôi gió, trong nhiệm kỳ có thể lên tới chức giám đốc sở. Khâu gia cũng biết Ngô gia có thế lực, nếu Ngô Tài Giang đã nói vậy chắc là có giá trị. Việc đã đến nước này, mọi người đều có thể tha thứ, không thể vì chuyện quá khứ mà tính toán chi li. Chẳng những là vô ích mà nếu chẳng may hóa ra hận thù thì Khâu gia cũng đắc tội không nổi Ngô gia. Nếu kết quả có thể thật như vậy thì Khâu Tự Phong còn có thể nén giận, nhưng Ngô Tài Giang lại quay lại đề tài cũ nói. Hạ tưởng rốt cuộc có lai lịch thế nào mà thanh thế không nhỏ nha, đến bí thư cao cũng không làm gì được hắn. Tôi muốn tìm hiểu về hắn. Tự Phong à, cậu và hắn ta cùng là đồng nghiệp, cho tôi biết một chút về lai lịch của Hạ tưởng đi. Khâu Tự Phong thiếu chút nữa thì tức giận đến nổ tung lồng ngực. Lúc trước nói đám cưới là do ông mồi, phải trừng trị Hạ Tưởng cũng là do chủ ý của ông. Giờ không trừng trị được Hạ Tưởng, mà ông lại sắp có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến thì đã có ý đồ lôi kéo người khác ta. Hóa ra giờ Ngô Tài Giang lại muốn làm người tốt, cuối cùng nếu thực sự Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang có thể bắt tay cùng nhau thì như vậy, Khâu Tự Phong này chẳng phải là người thừa sao. Hiện giờ Khâu Tự Phong mới biết được rằng, nếu bàn về sự trơ tráo, mặt dạn mày dày, đen tối thì hắn còn kém xa Ngô Tài Giang nhiều lắm. Nhưng Ngô Tài Giang mới hỏi câu đầu tiên, hắn lại không thể không trả lời, đành phải trả lời chi tiết tình huống mà hắn biết về Hạ Tưởng. Ngô Tài Giang nghe xong gật đầu. Nghe cậu vừa nói, thật ra Hạ Tưởng và nhị ca tôi tính tình hơi giống nhau, so với nhị ca tôi thì càng hiểu lấy đại cục làm trọng hơn, là một hạt mầm rất tốt. Khâu Tự Phong cảm thấy tự ái, về đến nhà bèn cùng mọi người trong nhà bàn bạc, cuối cùng quyết định, nhân dịp Ngô Tài Giang chưa tới tỉnh Yến nhận chức, và trước khi Hạ Tưởng có quan hệ tốt với Ngô Tài Giang, nếu có thể lôi kéo được thì cố gắng hết sức lôi kéo, nếu không được thì sẽ cố gắng nhượng bộ. Nếu không, với tính cách của Ngô Tài Giang, nếu hắn ta thân với Hạ Tưởng, sau khi hắn nhận chức thì lời hứa nâng đỡ con đường làm quan của Khâu Tự Phong chắc chắn sẽ bị hắn vứt đi. Cùng lúc đó,
Khâu gia chuẩn bị sử dụng các lực lượng khác để xem đưa Khâu Tự Phong ra khỏi tỉnh Yến có được hay không, cho dù quay về Bắc Kinh cũng được, chứ không thể ở lại tỉnh Yến mà chịu sự hai mặt của Ngô Tài Giang. Khâu Tự Phong vừa lên ban liền chú ý lắng nghe xem bao giờ thì Hạ Tưởng tới. Vừa nghe thấy tiếng động trong phòng Hạ Tưởng, hắn liền vội vàng tới, cúi đầu bày tỏ thái độ. Khâu Tự Phong có ý muốn trao đổi nhượng bộ với Hạ Tưởng. Y toàn tâm toàn ý không để ý gì đến thể diện của mình nữa. Trong quan trường, thể diện do chính mình tạo nên, không phải người khác bố thí. Hạ Tưởng không biết đằng sau màn khom khom nói là gì, nhưng thấy thái độ hạ thấp lại càng thấp của Khâu Tự Phong thì vô cùng buồn bực. Nếu Khâu Tự Phong cảm thấy tâm trí nặng nề thì y cũng không đáng phải cúi đầu lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt hắn đến như vậy, chả khác gì một cậu học trò phạm lỗi. Nói gì thì nói, tốt hay xấu thì người ta cũng là nhân vật số 2 ở huyện An, là chủ tịch huyện. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh Khâu Tự Phong, hắn vốn không hút thuốc nhưng giờ lại chủ động đưa cho Khâu Tự Phong một điếu, lại châm lửa hộ. Chủ tịch huyện Khâu à, tại huyện An, chúng ta gần bằng tuổi nhau, lại đều công tác tại cơ quan chính quyền, ngài là lãnh đạo, tôi là trợ lý. Có xảy ra mâu thuẫn cũng là do tôi làm chưa được đúng, làm sao có đạo lý anh xin lỗi tôi được chứ? Việc này mà truyền ra ngoài thì khác gì con người tôi quá kiêu ngạo một cách bừa bãi có phải hay không? Lời nói của Hạ Tưởng không phải không có lý, Khâu Tự Phong trong lòng đều hiểu, nhưng cái chính là không rõ vì sao tình hình chung lại theo hướng có lợi cho sự phát triển của Hạ Tưởng. Nếu anh ta sớm biết có chuyện hôm nay, hà cớ gì giúp nhà Ngô vạch trần quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hàm. Tuy nhiên nói đi nói lại, có lẽ Ngô Tài Giang quá xấu xa. Nếu hắn ta không tung ra bẫy ngon ngọt như vậy thì sao mình có thể mắc mưu được chứ? Nhìn thấy Liên Nhược Hạm xinh đẹp thì còn suy nghĩ được gì nữa chứ? Giờ nghĩ lại, có lẽ do mình tuổi còn rất trẻ nên dễ kích động. Đó chẳng phải là vì một người phụ nữ đấy sao? Một người phụ nữ cho dù xinh đẹp, cũng không thể quan trọng bằng đường công danh. Nếu lúc đó có thể hiểu ra, mặc kệ Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm có quan hệ gì đi nữa, cho dù bọn họ sinh ra một đống con nít thì cũng là chuyện của bọn họ, chính mình đâu có quan hệ ngay từ đầu. Giờ chế giễu, vòng vo một hồi mới nhớ ra rằng, Liên Nhược Hạm và mình có lẽ không có chút quan hệ nào, lại có lỗi với Hạ Tưởng, và có thể tới đây sẽ bị Ngô Tài Giang lừa vào chỗ chết. Khâu Tự Phong liền cảm thấy mình đã nhảy vào một cái bẫy, muốn đi lại thế nào cũng không thoát được, không có sức sống khiến cho anh ta khó lòng chấp nhận. Phó Chủ tịch huyện Hạ dù sao cũng đừng nói như vậy. Quả thật có một số việc khiến tôi xấu hổ với cậu. Khâu Tự Phong nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật. Anh ta không dám nói ra, sợ cuối cùng đến tai Ngô Tài Giang, liền thành khẩn nói. Nói như thế thì chuyện cũ chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Từ bây giờ trở đi, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, lãnh đạo huyện An cho tốt, vừa mang lại thành tích, vừa muốn vì nhân dân phục vụ. Tôi cũng nói thật, khi bí thư Lý bị điều đi, tôi sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư, sẽ dốc sức giúp Thịnh Đại nhận chức chủ tịch huyện, sau đó tái đề cử anh đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện, làm ủy viên thường vụ. Cả ba người chúng ta đồng thời cùng công tác thêm vài năm, vừa chú ý thực hiện tốt chức vụ của mình, vừa chăm lo phát triển kinh tế của huyện An, như vậy cũng là làm rạng danh sự nghiệp của chính mình. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khâu Tự Phong rất thành thực và đầy quyết tâm, nghĩ thầm rằng, nếu không phải anh ta quay về Bắc Kinh nghe được tin đồn gì đó thì sao có thể điều chỉnh sách lược đúng lúc như vậy được, từ thái độ âm thầm chống đối lại trở thành hợp tác ra mặt. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào đi nữa, thái độ của Khâu Tự Phong có lẽ khiến Hạ Tưởng vô cùng dễ chịu, mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Khâu Tự Phong thật tâm hoàn toàn, nhưng có được một thái độ như vậy quả thật không dễ dàng. Tin tưởng hay không là một chuyện, nhưng Khâu Tự Phong có thái độ chân thành hợp tác thì Hạ Tưởng phải phối hợp. Hắn cũng hiểu được trong lòng Khâu Tự Phong không tự nguyện, nhưng bản thân anh ta là lãnh đạo lại có thể hạ thấp thể diện, chủ động thể hiện thiện ý với mình, nếu mình mà không phối hợp trong công việc chuyện này mà truyền ra ngoài thì mình sẽ bị xem là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết cách làm người được, và sẽ bị lãnh đạo cấp trên xem nhẹ. Chương 319, làm người trước làm việc sau. Hạ Tưởng đăm chiêu suy nghĩ, nghiêm túc nói. Theo như lời chủ tịch huyện Khâu, trước kia có lẽ chúng ta đều có những ý kiến chưa thống nhất trong công việc. Sau này tôi sẽ mạnh mẽ sửa chữa. Tôi cũng sẽ một lòng tích cực trong công việc, phối hợp với anh để phát triển kinh tế huyện An cho tốt. Khâu Tự Phong đứng lên, nhanh chóng cầm chặt tay Hạ Tưởng. Có những lời này của cậu tôi đã an tâm. Vậy chúng ta đã quyết định rồi nhé.
về sau cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tất cả đều là vì mục đích phát triển kinh tế của huyện An. Tất cả vì thành tích. Khâu Tự Phong thực sự đã nói thật, tất cả vì thành tích. Hạ Tưởng không dám nhận mình cao thượng đến đâu bởi vì hắn hiểu, trong quan trường, nếu chỉ theo đuổi sự cao thượng mà không có chút mánh khóe, chắc chắn sẽ có một kết cục xa lầy. Trong xã hội bây giờ, không thể làm được một vị quan thanh liêm, càng không thể làm một người hoàn toàn trong sạch, người như vậy chỉ có thể ở ẩn, không thể nào thực hiện được khát vọng của mình. Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh rằng, vị lãnh đạo nào mà hàng ngày luôn nói làm việc chí công vô tư, luôn rêu rao mình một lòng vì người dân lao động lại thường là một đại tham quan. Sự thật chính là, lấy vì dân làm mục tiêu phấn đấu thì phải có can đảm đấu tranh với một đống những cán bộ lấy quyền mưu để tư lợi, phải dám gạt bỏ các trở ngại, mới có thể thoải mái làm việc. Nếu không tất cả chỉ có thể là điều không tưởng. Nhân sự, nói đúng nghĩa là người việc, làm người trước làm việc sau. Có thể lý giải rằng, suy xét người trước, sau suy xét đến việc, bởi vì sự việc đều do con người làm ra, ngay cả người đó còn suy xét không ra, thì sao có thể biết sự việc đã xảy ra như thế nào? Tiễn Khâu Tự Phong ra về xong, Hạ Tưởng suy nghĩ một mình nửa ngày. Thái độ của Khâu Tự Phong thay đổi quá lớn, chắc chắn có tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa cuối cùng là gì, hắn đoán không được, nhưng có thể đồng ý một chút là đã có tin đồn từ bên trong Bắc Kinh lan ra ngoài. Hắn quyết định có lẽ phải tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện. Phương Cách đang giúp Lý Đinh Sơn dọn phòng. Lý Đinh Sơn đã đi ra nhưng xem ra vẫn còn thích thú. Hạ Tưởng tới giơ tay lấy cây lau nhà, cười nói. Bí thư Lý đem việc quét dọn phòng trở thành việc rèn luyện thân thể, cho nên mới không cảm thấy mệt nhọc. Phương Cách à, cậu phải học tập nhiều đó, làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên xem như là thư giãn, xem như một thú vui thì sẽ không cảm thấy có gánh nặng. Phương Cách nghiêm mặt cười. Nếu mỗi ngày đều có người đẹp đến tìm em cũng sẽ không cảm thấy đó là gánh nặng mà vô cùng thích thú. Hạ Tưởng lập tức vỗ vỗ vai cậu ta mà nói chân tình. Người trẻ tuổi, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra người đẹp cũng là một loại động vật phiền toái đặc biệt mà thôi. Đến lúc đấy khi cậu xót xa nhận ra thì cậu đã thật sự trưởng thành rồi đó. Lý Đinh Sơn cười ha hả. Tiểu Hạ à. Đây là có cảm xúc mà nói ra lời tuyên bố đầy kinh nghiệm, phải ghi nhớ đó. Phương Cách nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng đó. Nói đùa vài câu xong, Hạ Tưởng đã kể lại câu chuyện vừa rồi với Khâu Tự Phong. Lý Đinh Sơn không suy nghĩ nhiều như vậy mà thẳng thắn nói. Anh ta phải hợp tác, vậy phải hợp tác tốt rồi. Nói được vậy cũng phải đủ thành ý và sự quyết tâm. Giờ muốn xem anh ta hành động cụ thể như thế nào nữa. Tuy phân công trong bộ máy chính quyền có thể điều chỉnh theo trọng trách mỗi người, nhưng còn bước tiếp theo, xem anh ta có can thiệp nhiều hay không, có chỉ huy lung tung hay không. Cứ từ từ, chỉ cần anh ta thật lòng mong muốn phát triển nền kinh tế huyện An thì tôi hoan nghênh cả hai tay. Mong muốn cấp bách phát triển kinh tế huyện An không có ai so được với Lý Đinh Sơn. Trong lúc nói chuyện, điện thoại ở phòng ngoài vang lên, Phương Cách vội vàng ra nghe, lát sau trở về nhỏ giọng nói. Là chủ tịch huyện Khâu hỏi ngài có rảnh không, ông ta muốn đến báo cáo công tác. Lý Đinh Sơn liếc Hạ Tưởng một cái rồi nhìn Phương Cách gật gật đầu. Mời anh ta lại đây. Hạ Tưởng muốn tránh đi một chút nhưng Lý Đinh Sơn lắc đầu. Không cần, quan hệ của chúng ta lúc này mọi người đều biết cả, nếu lại né tránh thì ngược lại không tốt, cậu ở lại đây cũng tốt, xem như vừa cùng nhau bàn bạc bước triển khai công tác tiếp theo. Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới Mai Hiểu Lâm. Liền đề nghị. Nếu không cũng mời Phó Bí Thư Mai tới, vừa lúc đem các phương diện sự tình cùng nói một chút, chúng ta cũng coi như mở cuộc thảo luận trong phạm vi nhỏ đi. Lý Đinh Sơn vừa mới gật đầu, Phương Cách chạy liền ra cửa. Để tự tôi đi mời. Hai người thấy thế, nhìn nhau cười, lắc lắc đầu. Khâu Tự Phong đến sau, thấy Hạ Tưởng đã ở đó, không có một chút kinh ngạc, gật gật đầu, nói chuyện với Lý Đinh Sơn vài câu, mới đi vào chính đề. Thưa Bí Thư Lý, về bước phát triển kinh tế tiếp theo của huyện An, tôi có một số suy nghĩ ban đầu, muốn được báo cáo ngài một chút. Lý Đinh Sơn nhả khói, ha hả cười. Được, nói suy nghĩ của cậu đi, tôi cũng đang có ý tưởng hay, xem ý tưởng của chúng ta có tình cờ trùng hợp hay không. Khâu Tự Phong hút thuốc, Hạ Tưởng liền châm lửa giúp hai vị lãnh đạo, chợt nghe Khâu Tự Phong nói.
Hiện tại do Phó Chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch nên về sau này thì cậu ta chủ trì khu du lịch và làng du lịch Tam Thạch. Tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu ta có thể hoàn toàn thực hiện tốt này hai hạng mục này, sẽ không phiền tới Bí Thư Lý phải lo lắng. Mỏ quạng của Lệ Triều Sinh hiện giờ đã thu về huyện quản lý rồi, ý của tôi là, tôi đến chủ trì cải tạo và khai phá thêm một bước ở mỏ quạng, liên hệ đầu ra tiêu thụ, tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa mỏ quạng, cũng có thể kéo kinh tế huyện An lên thêm vài điểm. Tôi cũng đã nghĩ kỹ cái tên rồi, nên đặt tên là mỏ đá vôi huyện An, không biết Bí Thư Lý và Phó Chủ tịch huyện Hạ có ý kiến gì hay không. Giọng điệu của Khâu Tự Phong hoàn toàn là thương lượng. Anh ta nói ra được những lời nói như thế này chứng tỏ thái độ quả thật cũng đủ thành khẩn. Đáng nhẽ Hạ tưởng có thể bàn bạc được với Mai Hiểu Lâm, khiến Mai Hiểu Lâm liên hệ con đường tiêu thụ đầu ra. Nhưng nếu Khâu Tự Phong đề xuất, lại thể hiện một thái độ chân thành thực sự, Hạ tưởng không còn lời nào để nói. Mai Hiểu Lâm dù sao cũng là phó bí thư huyện ủy, không có đủ danh chính ngôn thuận mà nhúng tay vào công việc của chính quyền, Khâu Tự Phong mới là nhân vật số một chính quyền, là nhân vật thứ hai trong huyện. Lý Đình Sơn không có ý kiến gì, ông ta tán thành ý tưởng của Khâu Tự Phong. Tôi ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu. Hạ Tưởng cũng gật đầu nói. Vốn Phó Bí Thư Mai cũng nhiệt tình với công việc, tuy nhiên có lẽ Chủ tịch huyện Khâu làm việc cụ thể sẽ thuận lợi hơn, để cho cô ấy đến đây là muốn giải thích một chút với cô ấy. Khâu Tự Phong, một tiếng, còn nói. Vấn đề cây ăn quả của xã Đán Bảo, phải nhờ Bí Thư Lý tự mình xử lý một phen. Trên phương diện nông nghiệp tôi đúng là còn rất chưa quen thuộc, không giống Bí Thư Lý có kinh nghiệm. Phải vất vả ngài rồi. Còn nữa, ở xã Đán Bảo, xã vùng núi Tam Thạch, đều lần lượt phát hiện một ít đất đai có giá trị kinh tế, chỉ cần san phẳng và cải tạo đơn giản, có thể chuyển thành đồng ruộng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khoảng cách thôn bản quá xa. Tôi cẩn thận nghiên cứu qua, lại tham khảo kinh nghiệm các huyện khác, cảm thấy, sau khi cải tạo đất đai, dùng để gieo trồng cây ăn quả kinh tế rất thích hợp, ví dụ như cây táo, cây hạch đào và cây hồng. Như vậy cũng có thể nhận thầu núi hoang, phát huy tính tích cực của nông dân địa phương, khiến chính bọn họ khai khẩn núi hoang. Lý Đình Sơn cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp, ông ta hiểu rằng, có thể từ núi hoang khai thác một mảnh đất bên trong để trồng trọt đồng ruộng là nhất kiện phi thường, sự việc có thể thành công, giống như sửa dở thành hay một cách diệu kỳ. Nên vừa nghe Khâu Tự Phong suy xét được chu toàn như thế, ông ta vui mừng quá đỗi. Chủ tịch huyện Khâu à, ý kiến hay nha. Cậu còn nói không quá quen thuộc lĩnh vực nông nghiệp này, nhưng tôi xem ra hiện tại cậu cũng là chuyên gia nông nghiệp một nửa rồi. Được, chuyện này tôi đã nắm bắt được rồi, mùa thu tới rồi, sau khi thu hoạch là đến trước mùa đông, có một khoảng thời gian, vừa lúc có thể dùng để mở núi hoang. Thực hiện cụ thể như thế nào? Đến lúc đó tôi sẽ tìm người phụ trách liên quan nói chuyện. Hạ Tưởng nhìn dáng vẻ bất động của Khâu Tự Phong, trong lòng âm thầm khâm phục, hắn ta quả nhiên là nhân vật chẳng những có được giãn được, mà còn suy nghĩ chu toàn đặc biệt, và còn hiểu biết tính cách mỗi người một cách đầy đủ, cái đầu này được. Vẻ ngoài là hạ thấp thái độ, trên thực tế là âm thầm cầm quyền chủ động. Hắn kết luận, Khâu Tự Phong là một người có thể làm được việc lớn thực sự và là một người được việc. Ngoài cửa vang lên một tiếng động, Mai Hiểu Lâm đang đi vào. Mai Hiểu Lâm mặc một bộ quần áo màu lam, ống quần thẳng lên tận thắt lưng y như một gốc cây bạch dương, duyên dáng yêu kiều, làm cho người ta cảm nhận một vẻ đẹp đặc biệt gọn gàng và rắn giỏi. Hạ Tưởng liền phát hiện, Mai Hiểu Lâm đặc biệt thích màu lam. Chương 320, lợi ích quyết định bạn bè. Mai Hiểu Lâm lần lượt chào hỏi Lý Đình Sơn, Khâu Tự Phong rồi mới nói với Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Lát nữa đến văn phòng của tôi một chuyến, tôi có việc tìm anh. Hạ Tưởng gật gật đầu, nghĩ thầm rằng Mai Hiểu Lâm thật đúng là không ý tứ, chuyện như vậy, một lát xuống lầu nói sau cũng được sao phải nói ra ngay trước mặt Khâu Tự Phong chứ. Tuy nhiên sắc mặt Khâu Tự Phong không có một chút biến đổi, giống như không nghe thấy. Lý Đình Sơn đem chuyện bàn bạc vừa rồi của ba người ra nói, Mai Hiểu Lâm lơ đãng nhìn Hạ Tưởng, thấy hắn không tỏ vẻ gì cả, liền nói. Mỏ quặng thì giao cho chủ tịch huyện Khâu cũng tốt, tin rằng anh ta có thể làm chuyện này tốt hơn tôi. Khâu Tự Phong cười cười. Bắc Kinh sắp sửa triệu tập họp đại hội, đến lúc đó công tác đảng cùng nhiệm vụ sẽ nhiều lên, đi sâu học tập lĩnh hội văn kiện, quán triệt thực hiện đầy đủ chu đáo nhiệm vụ, cũng đủ làm Phó Bí Thư Mai bận bịu rồi. Mai Hiểu Lâm gật gật đầu, không nói chuyện. Khâu Tự Phong thấy thời cơ chín muồi,
liền đưa ra thành ý lớn nhất mà của hắn ta khi tới đây, cũng là hắn ta thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng để đạt được sự ủng hộ lớn nhất của Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm. Lệ Triều Sinh ngã ngựa, thiếu đi một ủy viên thường vụ. Tôi cảm thấy Phó Chủ tịch huyện Hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cậu ta có năng lực lại có mạng lưới quan hệ rộng, có thể đảm nhận trọng trách, cho nên tôi đề nghị chúng ta liên hợp đề nghị với thành ủy, để Phó Chủ tịch huyện Hạ vào vị trí ủy viên thường vụ. Khâu Tự Phong vừa nói ra, Lý Đinh Sơn hơi hơi biến đổi sắc mặt, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Khâu Tự Phong một cái, nghĩ thầm rằng, Khâu Tự Phong như vậy mà không ngờ lại chủ động đưa ra ý kiến để bạt Hạ Tưởng vào vị trí ủy viên thường vụ, xem như anh ta có một sự nhượng bộ thật lớn. Mai Hiểu Lâm không nghĩ nhiều vì sao Khâu Tự Phong có thái độ như vậy, cô vội vàng gật đầu nói. Tôi cũng có ý tưởng này, tôi đề nghị Chủ tịch xã Đán Bảo Phòng Ngọc Huy tiếp nhận chức phụ bí thư đảng ủy, nhưng không hề thích hợp với vị trí ủy viên thường vụ, dù sao xã Đán Bảo có đại sự xảy ra, cần có một thời gian để ổn định. Đối với việc đề cử Hạ Tưởng vào vị trí ủy viên thường vụ, đương nhiên Lý Đinh Sơn sẽ không phản đối, tuy nhiên ông ta đã có một tia lo lắng. Ở thành phố chưa chắc đồng ý việc đề bạt ủy viên thường vụ do cơ sở đề nghị lên. Có thể sẽ điều người nơi khác đến. Cho dù không điều người từ nơi khác đến thì đối với việc đề cử Hạ Tưởng nhận vị trí ủy viên thường vụ sợ cũng có ý kiến phản đối. Bởi vì bên trong bộ máy chính phủ đã có hai phó chủ tịch huyện làm vị trí ủy viên thường vụ. Thêm cả Hạ Tưởng sẽ là ba phó chủ tịch huyện đều là ủy viên thường vụ là không phù hợp quy định. Việc gì cũng đều có trường hợp đặc biệt. Khâu Tự Phong dường như tràn đầy tin tưởng vào Hạ Tưởng. Huyện An bản thân là một huyện đặc thù, có ba cán bộ cấp cục phó đều trẻ tuổi, nếu đã có tiền lệ như vậy, có ba phó chủ tịch huyện làm ủy viên thường vụ thì có gì quá đặc biệt đâu. Lý Đinh Sơn còn không lạc quan. Chính sách liên quan đối với đảng ủy lãnh đạo ở hội nghị thường vụ đã quy định rõ tỷ lệ. Tôi cho rằng, đề nghị này thành phố sẽ không thông qua. Thành phố sẽ không cho phép huyện An xuất hiện ba phó chủ tịch huyện đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ. Làm như vậy, khiến cho tranh luận quá lớn, dễ dàng tạo sự phiêu lưu mạo hiểm. Không ai dám lấy tiền đồ chính trị ra nói chơi đâu. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy Lý Đinh Sơn suy xét được, có điều so sánh toàn diện mà nói. Bộ máy chính phủ lại thêm với một ủy viên thường vụ, tôi cũng cho rằng thành phố sẽ không đồng ý. Có lẽ cũng không phải đề cử lên trên đâu. Khâu Tự Phong cúi đầu lo nghĩ. Tôi còn muốn nghĩ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Phó Chủ tịch huyện Hạ vào ủy viên thường vụ, có khả năng công tác rất tốt, cũng có lợi cho việc xây dựng phát triển nền kinh tế của huyện An. Hiếm có khi nào Khâu Tự Phong ra sức đến như thế, không chỉ Lý Đinh Sơn, mà ngay cả Mai Hiểu Lâm đều nghi vấn nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lặng lẽ lắc đầu, ý nói. Hắn cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Mai Hiểu Lâm nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên nói. Tôi có ý kiến ngược thế này, xem chủ tịch huyện Khâu có đồng ý hay không. Hiện giờ, Khâu Tự Phong cũng là được ăn cả ngã về không, nếu không cũng sẽ không tốn sức đẩy Hạ Tưởng lên vị trí cao hơn, vừa nghe Mai Hiểu Lâm nói, lập tức có hứng thú. Phó Bí Thư Mai xin cứ nói, nếu có thể được, tôi liền dốc sức thúc đẩy. Điều cường Giang Hải đến bộ phận khác, bộ máy chính phủ sẽ ít đi một ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng có thể lấy thân phận phó chủ tịch huyện để ứng cử chức ủy viên thường vụ, điều này hoàn toàn hợp lý hợp tình. Lý Đinh Sơn nghe xong, cùng Khâu Tự Phong nhìn nhau, cười lắc lắc đầu. Phó chủ tịch huyện Cường là ủy viên thường vụ, làm sao có thể tùy ý điều đến bộ phận khác được chứ? Phó Bí Thư Mai đề nghị không được khả thi rồi. Hạ Tưởng cười cười. Cảm ơn các vị lãnh đạo đã vì chuyện của tôi mà phải quan tâm. Về chuyện ủy viên thường vụ, tạm thời cứ để thư thả, có lẽ ở thành phố còn có sự sắp xếp khác. Chúng ta bàn bạc nửa ngày, đến lúc đó nói không chừng thành phố lại gạt bỏ đầu tiên. Hay là chúng ta bàn bạc về các nhiệm vụ trọng điểm tiếp theo đi. Cuối cùng mọi người đều nhất trí với ý kiến đó, Lý Đinh Sơn chủ trì vấn đề nông nghiệp, khai khẩn núi hoang, đồng thời còn phụ trách việc truyền đạt trồng cây ăn quả ở xã Đán Bảo. Khâu Tự Phong phụ trách cải tạo và tiêu thụ mỏ quặng, tiếp tục ý tưởng khai thác mỏ của huyện. Mai Hiểu Lâm triển khai công tác giáo dục trong đảng, đồng thời hỗ trợ Lý Đinh Sơn những nhiệm vụ liên quan. Hạ Tưởng chủ yếu thúc đẩy xây dựng thêm khu du lịch Tam Thạch cùng với khai thác làng du lịch. Phân công xong, Khâu Tự Phong đứng dậy phải đi, Hạ Tưởng bỗng nhiên nói. Chủ tịch huyện Khâu xin chờ một chút, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với anh.
hạ tưởng là muốn có đi có lại mới toại lòng nhau. Là như vậy, tập đoàn Tề Thị của thành phố Yến muốn đến huyện An khảo sát. Tập đoàn bọn họ chủ yếu kinh doanh khách sạn, nhà khách huyện ủy của chúng ta có chút lỗi thời, có thể cân nhắc nhận thầu để đối ngoại, vừa có thể thu về lợi ích tài chính, lại có thể cho huyện An có một nhà khách ra dáng khách sạn. Dù sao huyện An là một huyện du lịch, nhà khách mà không có ra dáng khách sạn thì cũng khó nói nổi. Hạ Tưởng nói xong, lặng lặng mà chờ phản ứng của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong suy nghĩ một chút, thấy Hạ Tưởng cuối cùng cũng đem thiện ý thể hiện ra ngoài mặt, anh ta cảm thấy vui mừng. Anh ta mỉm cười. Chuyện tốt, quả nhiên Phó Chủ tịch huyện Hạ có mạng lưới quan hệ rộng, lại thật tinh mắt, việc này tôi nhiệt liệt ủng hộ. Tốt lắm, chuyện này tiến triển, tôi sẽ báo cáo tình hình cho Bí Thư Lý và anh kịp thời. Trên phương diện kinh doanh cụ thể, có lẽ Chủ tịch huyện Khâu phụ trách chính, việc này tôi sẽ không vội tham gia, tuy nhiên đến thời điểm cần tôi ra mặt, chỉ cần nói một tiếng thì tôi sẽ đến. Lý Ninh Sơn cười ha hả nói, ông ta cũng hiểu được Hạ Tưởng là có ý nể mặt Khâu Tự Phong, mặt khác bây giờ ông ta muốn thực hiện khai sơn ích điền, san núi làm ruộng nhất nên cũng ngại quan tâm vấn đề đó. Sau cuộc hội ý, các cán bộ quay về văn phòng. Hạ Tưởng liền cùng Mai Hiểu Lâm đi thẳng tới văn phòng của cô. Tìm tôi có việc gì phải làm sao, Phó Bí Thư Mai? Hạ Tưởng trêu chọc hỏi. Không có việc gì thì sẽ không thể tìm anh tâm sự được chăng? Chẳng lẽ ngoại trừ công việc, lúc này chúng ta không thể nói đến việc khác được sao? Mai Hiểu Lâm nói vậy chính là muốn thăm dò Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Tốt lắm, cô nói tôi nghe. Anh có biết vì sao đột nhiên thái độ của Khâu Tự Phong lại thay đổi lớn đến như vậy không? Thái độ của anh ta lại hạ thấp được như vậy sao? Mai Hiểu Lâm ra vẻ bí mật hỏi. Đương nhiên không biết. Hạ Tưởng vừa thấy dáng vẻ của Mai Hiểu Lâm liền hiểu cô biết một ít điều gì đó, tức thì hỏi rõ thêm. Chẳng lẽ nói như vậy cô có biết tin tức gì sao? Mai Hiểu Lâm hài lòng đứng lên nói. Đương nhiên, tuy rằng tôi không thể nói rõ là tin tức gì, nhưng coi như là tin tức bên trong hiếm có đó. Tôi nói cho anh biết, Ngô gia đã lợi dụng Khâu gia. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, giữa các đại gia tộc cũng chơi trò lừa bịp à? Không có khả năng vậy chứ. Mai Hiểu Lâm nhìn vẻ mặt giật mình của Hạ Tưởng thì cảm thấy đặc biệt hài lòng, cô cười khẽ nói. Chuyện lọt tai tôi thì tôi liền nói cho anh chân tướng sự việc rồi. Việc này còn phải có căn cứ chứ. Hạ Tưởng cười ha hả. Kỳ thật tôi cũng không cần phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, núi cao đường xa, tôi kém Bắc Kinh quá xa, biết trước cũng vô dụng. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt đặc biệt đơn giản nhất mà khiến Mai Hiểu Lâm liền bị lừa, lập tức nói. Đứng lại, giờ tôi mới làm anh kinh ngạc đây, có khả năng Ngô Tài Giang muốn tới làm trưởng ban tổ chức cán bộ tại tỉnh Yến đấy. Thật đúng là hai sự kiện làm cho người ta kinh ngạc, Hạ Tưởng đột nhiên đứng lại. Thật hay giả, còn Ngô Tài Giang là ai? Mai Hiểu Lâm tức giận quá xá. Anh thế nào mà đến Ngô Tài Giang cũng không biết thế? Ông ta là lão tam nhà họ Ngô, là chú của Liên Nhược Hạm đó. Cô duỗi tay chỉ ra ghế dựa. Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói phân tích của mình cho anh nghe. Hạ Tưởng không muốn ngồi cũng phải ngồi xuống. Hắn nhất định muốn nghe để hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu Ngô Tài Giang đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ như lời cô ta nói, thì Tống Chiêu Độ làm sao bây giờ? Tống Chiêu Độ thực ra vẫn đang vận động cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Tôi hỏi thăm được sự việc quan hệ thông gia giữa hai nhà, cùng với tìm hiểu qua bí thư Cao thì biết chuyện của anh đều do một tay Ngô Tài Giang thao túng. Có thể nói, hiện giờ ông ta là người cầm quyền thực trong Ngô gia, mọi chuyện bình thường không cần kinh động ông cụ, đều một tay ông ta quyết định. Mai Hiểu Lâm lấy tay gõ lên bàn, dáng bộ suy nghĩ sâu xa. Thế nào, nếu ông ta đến tỉnh Yến đúng như lời nói, anh còn có thể có những ngày tháng tốt lành như vừa qua không? Nếu đúng như những lời Mai Hiểu Lâm vừa nói, thật sự là Ngô Tài Giang đến tỉnh Yến làm trưởng ban tổ chức cán bộ, thì mong muốn của Tống Chiêu Độ đã thất bại, là một bất lợi lớn đối với chính mình. Đồng thời, Ngô Tài Giang lợi dụng Cao Thành Tùng trừng trị mình, chẳng lẽ hắn ta không thể tự ra tay xử lý mình sao? Kể từ khi đó trở đi, thật đúng là không có ngày lành. Đợi một chút, cũng không đúng. Nếu Mai Hiểu Lâm có thể nghe đồn Ngô Tài Giang muốn tới tỉnh Yến thì Khâu Tự Phong cũng có thể biết. Nếu Khâu gia và Ngô gia còn có ý kết thân,
Khâu Tự Phong còn có tiền đồ lớn như vậy tại tỉnh Yến thì sao hắn ta lại cố gắng lấy lòng mình đến như vậy chứ? Sự việc hình như có chỗ không ổn thì phải. Đúng rồi, chính là những lời mà Hiểu Lâm vừa nói, Khâu gia bị Ngô gia đùa giỡn, Hạ Tưởng đã tìm ra được điểm mấu chốt, vội hỏi. Ngô gia đùa giỡn Khâu gia như thế nào? Cụ thể, tỉ mỉ như thế nào tôi cũng không biết được, chỉ có điều, nghe nói, lễ ăn hỏi của Ngô gia vốn là trên danh nghĩa, dùng để thể hiện thành ý, dụ dỗ Khâu gia, kết quả Khâu gia bị lừa thật. Sau khi Ngô gia được lợi thì không còn đề cập tới vấn đề hôn lễ nữa, hơn nữa còn thờ ơ trước thái độ của Khâu gia. Mai Hiểu Lâm không có thái độ hả hê khi thấy người ta gặp họa, chỉ có điều ánh mắt lúc đó có lẽ có một chút vui mừng. Ngô Tài Giang lòng dạ cũng quá hẹp hòi một chút, giữa các đại gia tộc, cũng muốn khôn vặt như vậy. Không hẳn chỉ là rất không phóng khoáng, mà Hạ Tưởng cũng có thể đoán được, Ngô Tài Giang biết rất rõ cá tính của Liên Nhược Hạp, hiểu rằng không ai có thể thay đổi được cô ta về quan hệ thông gia này nhưng ông ta vẫn muốn đề xuất, thực ra là cố tình muốn lừa gạt Khâu gia mà thôi. Khâu gia sau khi hiểu được sự việc, tạm thời nén giận. Chiêu thức ấy của Ngô Tài Giang chưa đủ đẹp, cũng chưa thỏa đáng. Khâu gia cũng không phải con tép siêu mà Ngô gia có thể tùy ý sử dụng. Thảo nào Khâu Tự Phong đột nhiên hạ thấp thái độ đến như thế, hóa ra căn nguyên là ở chỗ này. Hạ Tưởng đột nhiên hiểu ra, thái độ của Khâu Tự Phong đã cho thấy Khâu gia cực kỳ không tin tưởng vào Ngô Tài Giang. Hắn lựa chọn chính mình để hợp tác, một là vì thành tích, hai cũng phần nhiều là vì xây dựng lực lượng, thậm chí còn có khả năng tạo cho mình đường lui thuận lợi, nếu chẳng may Ngô Tài Giang đến tới tỉnh Yến. Lúc đó Khâu gia cũng không có lợi, có khi còn bị Ngô Tài Giang chèn ép, khi đó Khâu gia cũng sẽ không ngồi mà chờ chết. Hạ Tưởng không khỏi cười một cách bất đắc dĩ, cho đến lúc này, nói không chừng Khâu gia còn có ý định liên kết với mình để cùng đối phó Ngô Tài Giang. Quả nhiên thật đúng với câu, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có quyền lợi là mãi mãi. Khi có cùng quyền lợi thì đối thủ ngày xưa cũng có khả năng trở thành đồng bọn. Không thể không nói rằng tin tức của Mai Hiểu Lâm thật đặc biệt đúng lúc và có ích, Hạ Tưởng liền thành thật nói. Cảm ơn tin tức của cô, nó thật đặc biệt có ích, tôi mời cô ăn cơm nhé. Không cần phải đi ăn đâu, lật đổ Lệ Triều Sinh rồi, giờ quan hệ giữa anh và Khâu Tự Phong đang trong thời kỳ trăng mật, cần thực sự toàn tâm toàn ý đấy. Phải đem lại hạnh phúc cho người dân. Mai Hiểu Lâm rất xúc động nói. Dân chúng rất khổ. Bọn họ quanh năm suốt tháng khổ cực nhưng kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Chỉ cần có một tham quan cũng có thể làm uổng phí mấy năm công sức của bọn họ. Nghĩ lại thì tôi liền cảm thấy khó chịu. Hạ Tưởng hiểu cảm xúc của Mai Hiểu Lâm, hắn cũng cảm động lây, thời niên thiếu nhà hắn cũng rất khó khăn, cha mẹ hắn nuôi hắn ở nông thôn, mãi cho đến hơn 10 tuổi mới có cơ hội vào thành phố, hắn cũng có thể hiểu quá rõ nông dân có bao nhiêu gian khổ. Cho nên trước sự việc của Lệ Triều Sinh, hắn mới một lòng muốn đánh ngã hắn ta, một sự mong muốn chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó vì Lệ Triều Sinh mà phát hiện ra đứng đằng sau còn có Từ Đức Tuyền, mà phía sau Từ Đức Tuyền lại là Cao Thành Tùng, tất cả đều là do tìm hiểu nguồn gốc không ngờ lại phát hiện ra chứ cũng không phải là có chủ ý gì. Tôi tin tưởng mùa thu năm nay nhất định sẽ là một mùa thu hoạch của huyện An. Hạ Tưởng tin tưởng rằng, mặc dù thành phố Yến và tỉnh Yến sẽ đón chờ một thời kỳ rối ren, nhưng huyện An sẽ thu hút một loạt đầu tư hoặc là sự đầu tư từng bước một. Nếu một huyện có nhân vật số 1 và nhân vật số 2 cùng cố gắng tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để nắm tay cùng phát triển thì chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực lãnh đạo phát triển kinh tế tốt. Chỉ hy vọng được như thế. Mai Hiểu Lâm lơ đãng nhìn vào mắt Hạ Tưởng nói dịu đi một chút, nhưng lại lắc đầu. Thôi quên đi, anh có vội công việc thì đi đi. Hạ Tưởng trở lại giải quyết công việc. Chỉ một lát sau đó đã nhận được thông báo triệu tập đến dự cuộc họp của thường vụ chính quyền. Trước tiên, Khâu Tự Phong hùng hồn phát biểu diễn thuyết một lát, đại ý là anh ta quyết định nâng nền kinh tế của huyện An lên một cấp trong một khoảng thời gian ngắn nên cần mọi người cùng chung sức phối hợp. Sau đó là thông báo một chút về cuộc hội ý giữa Bí Thư Lý, Phó Bí Thư Mai cùng anh ta và Hạ Tưởng, cuối cùng mời mọi người tự do phát biểu ý kiến của mình. Thịnh Đại híp mắt nhìn Hạ Tưởng, trong ánh mắt có chút nghi ngờ và lo lắng. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ thấy đích thị Thịnh Đại đang lo lắng nếu mình và Khâu Tự Phong thân mật sẽ khiến ông ta mất quyền lực nên nhìn Thịnh Đại mà mỉm cười, khiến ông ta cảm thấy yên tâm. Cường Giang Hải nghe xong cảm thấy không bằng lòng, chủ tịch huyện Khâu đã không thèm nhìn nhận mình chút nào cả. Cho đến nay, đối với hắn ta, mình hoàn toàn nói gì nghe nấy,
có thể nói mình là trợ thủ đắc lực nhất của hắn ta tại huyện An này. Giờ thật đáng nực cười, hắn ta và Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng càng chạy càng gần, rõ ràng là gạt mình sang một bên. Cường Giang Hải lên tiếng đầu tiên. Thưa Chủ tịch huyện Khâu, vốn dĩ mảng xây dựng đô thị hiện giờ được phân công cho Phó Chủ tịch huyện Hạ, cá nhân tôi đồng ý với quyết định này của tổ chức cấp trên. Nhưng việc Phó Chủ tịch huyện Hạ phụ trách làng du lịch cũng là quá bận rộn, tuy nhiên giờ cậu ta lại còn phụ trách xây dựng khu du lịch Tam Thạch, liệu có phải là trọng trách hơi quá nặng không? Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể phân công bất nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch huyện khác đảm nhiệm, ví dụ như Phó Chủ tịch huyện Thịnh chẳng hạn. Cường Giang Hải thông minh hơn so với lúc trước. Hạ Tưởng cười thầm, nói trắng ra là hắn ta gây chia rẽ mọi người. Hạ Tưởng không nói lời nào, hắn biết Thịnh Đại sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Thịnh Đại trước tiên uống một ngụm nước mới thong thả nói. Chủ tịch huyện Khâu bố trí rất hợp lý. Phó Chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch, khu du lịch Tam Thạch và làng du lịch vốn thuộc phạm vi nhiệm vụ của anh ta. Đương nhiên, làng du lịch là tôi xin được duyệt, tôi cũng có nghĩa vụ quan tâm đến tiến độ của công trình bất cứ lúc nào, tôi cũng đã sớm cùng Phó Chủ tịch huyện Hạ bàn bạc kỹ, chúng tôi vẫn cùng nhau phối hợp thực hiện. Ý của y là, giữa chúng tôi có bàn bạc nội bộ thì không cần phải để ông biết. Cường Giang Hải dịch ra Thịnh Đại đang có ý bảo vệ Hạ Tưởng. Nhưng hắn ta chưa muốn từ bỏ ý định nên hỏi Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ có thấy rằng trọng trách trên người mình hơi nặng một chút không nhỉ? Hạ Tưởng ha hả cười. Cảm ơn huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã tín nhiệm, giao thêm trọng trách cho tôi. Nếu tổ chức cấp trên đã tín nhiệm tôi, thì có nhiều trọng trách tôi cũng phải chọn, có phải hay không? Hơn nữa là Chủ tịch huyện Khâu thấy tôi tuổi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh cho nên giao nhiều nhiệm vụ cho tôi hơn. Đấy là cảm thấy tôi có thể đảm đương được. Cái nhìn của cá nhân tôi đó là, trọng trách không nặng, trọng trách dù có nặng hơn nữa, chỉ cần có thể nâng cao nền kinh tế của huyện An thì tôi cũng không sợ. Chương 321, Cường Giang Hải bất mãn. Khâu Tự Phong vỗ tay đầu tiên. Nói rất đúng, Phó Chủ tịch huyện Hạ có năng lực, lại có quyết tâm, không lo là không tạo ra được thành tích. Nếu mọi người không có ý kiến thì sự việc cứ quyết định như vậy. Rất tốt, buổi họp kết thúc ở đây. Cường Giang Hải nghĩ Khâu Tự Phong vừa mở miệng đã nói kết thúc buổi họp, vốn đang muốn giải tỏa bất mãn trong lòng, nhưng ngay câu đầu tiên đã nghẹn ở ngực không ra được lại càng nghẹn thêm, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Mấy phó chủ tịch huyện có ý kiến cũng cần phải có dũng khí. Bí thư Lý bảo vệ Hạ Tưởng rõ như ban ngày, giờ thật nực cười, chủ tịch huyện Khâu cũng dùng hết sức để đề cử Hạ Tưởng, bọn họ muốn phản đối cũng phải có tư cách mới được. Vừa nghe kết thúc buổi họp, mấy người liền không nói thêm đến lời thứ hai mà ra về sạch trơn. Sau khi kết thúc buổi họp, Hạ Tưởng và Thịnh Đại ra về cùng nhau. Cường Giang Hải liền theo Khâu Tự Phong vào văn phòng của anh ta. Thưa Chủ tịch huyện Khâu, tôi có ý kiến không thể nào đề cử Hạ Tưởng được. Trọng trách đều giao cho mình hắn thì anh sao có thể nổi lên được chứ? Vinh dự của cả tập thể sao nổi lên được chứ? Tôi cảm thấy hắn ta còn rất trẻ, có lẽ không ổn đâu. Cường Giang Hải nói đầy bất mãn. Khâu Tự Phong bình tĩnh nhìn Cường Giang Hải, trong lòng lại có dự tính khác. Trước đây hắn cảm thấy Lý Đình Sơn cài Hạ Tưởng vào trong bộ máy chính phủ là có ý muốn tước đoạt quyền lực của hắn, tranh giành lợi ích của hắn, cho nên ngay từ ban đầu hắn đã nảy sinh mâu thuẫn với Hạ Tưởng và lạnh nhạt, xa lánh hắn ta. Sau sự việc của Mai Hiểu Lâm, hắn càng không ưa Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng chính là khắc tinh của hắn, nơi nào hắn ta xuất hiện thì lập tức hắn chống đối lại. Cho đến sau sự việc của Liên Nhược Hạm, khi Khâu gia bị Ngô gia lợi dụng, hắn mới chợt tỉnh táo lại một chút, tĩnh tâm suy nghĩ thì bỗng nhiên có được một cảm giác thông suốt. Thật ra Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng cũng có ý nghĩ muốn giành được quyền lực, nhưng không phải là muốn tước mất quyền lực của hắn. Mà bọn họ cũng không phải vì mục đích giành được quyền lực mà tranh giành, chỉ vì bất đồng quan điểm chính trị, bất đồng về cách nhìn chú trọng phát triển nền kinh tế của huyện An. Từ những căn nguyên nói trên, có thể nói bọn họ không phải muốn xa lánh hắn và muốn hắn hoàn toàn mất quyền lực, chẳng qua là có mâu thuẫn về quan điểm với hắn mà thôi. Khi hắn bỏ qua thể diện, chủ động thể hiện thiện chí với Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng thì toàn thân thoải mái rất nhiều, không cần lo sợ Lý Đình Sơn khoa tay múa chân với công việc của chính phủ, cũng không cần đề phòng Hạ Tưởng tính kế gì với hắn. Bây giờ các bộ phận này đều thống nhất vận hành tốt, tập trung vào phát triển nền kinh tế của huyện An. Đây mới là đúng lẽ. Nơi nào có người thì sẽ còn có giang hồ, còn có va chạm. Có mâu thuẫn cũng tốt,
cá tính của Lý Đình Sơn cũng không phải rất mạnh mẽ, cứng rắn, còn Hạ Tưởng tuy ngoài mềm trong cứng nhưng cũng không phải là kẻ so đo tính toán mà là người biết nhẫn nhục lấy đại cục làm trọng, hợp tác với bọn họ tuy còn mâu thuẫn nhưng vẫn tốt. Trước đây Cường Giang Hải và hắn thân mật là vì hắn coi trọng tính biết nghe lời của Cường Giang Hải, hắn có thể sai khiến được. Hiện giờ hắn đang chuẩn bị làm việc lớn, Cường Giang Hải lại không cảm thấy được mà còn nhảy ra nói tiếp quan điểm nhìn nhận vấn đề của hắn ta. Hắn liền cảm thấy về sự khôn ngoan trong chính trị và tầm nhìn đại cục, Cường Giang Hải kém Hạ Tưởng không phải chỉ có một bậc. Khâu Tự Phong liền khinh bỉ khoát tay áo. Không cần nói xấu người khác sau lưng như vậy. Phó Chủ tịch huyện Hạ có năng lực, có thể lôi kéo các nhà đầu tư, mạng lưới quan hệ lại rộng, không chọn cậu ta để giao trọng trách thì chọn ai đây chứ? Giang Hải à, nếu anh có thể lôi kéo các nhà đầu tư, vì sự phát triển của huyện An mà lập công lao hiển hách, tôi cũng sẽ giao cho anh thêm nhiều trọng trách hơn nữa. Một câu nói không nhẹ không nặng lại đánh trúng chỗ đau của Cường Giang Hải, hắn ta nói không nên lời. Tôi đúng là không được quá thành thạo trên lĩnh vực kinh tế cho lắm. Khâu Tự Phong cười nhạt, đâu chỉ là không thành thạo cho lắm, căn bản là rốt đặc cán mai. Từ sâu trong nội tâm, thực tế hắn rất coi thường Cường Giang Hải. Nếu có sức khỏe mà không có năng lực, có cái đầu mà không biết suy nghĩ, ngoại trừ việc làm kẻ cho người ta sai khiến thì quả thực là một thằng hề trong quan trường. Có đôi khi Khâu Tự Phong cảm thấy xấu hổ khi chính mình qua lại với Cường Giang Hải, đường đường một thái tử đảng lại cùng thằng hề ngày nào cũng cùng nhau nhảy nhót ở cùng một chỗ, thật mất mặt quá. Suy cho cùng đây là ở cấp huyện chứ ở thành phố thì sao có chỗ cho người như vậy chứ? Khâu Tự Phong không kiên nhẫn nói. Được rồi, anh có tới cả một sạp vấn đề. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần thật sự muốn làm thì mặc kệ làm nhiệm vụ gì thì đều có thể tạo ra thành tích rồi. Không gọi là phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ mà gọi thẳng là phó chủ tịch huyện Hạ, Cường Giang Hải mới nghe thấy Khâu Tự Phong xưng hô với Hạ Tưởng có sự khác biệt như vậy, thì hắn cũng nhận ra Khâu Tự Phong không còn thân mật với hắn như trước nữa mà nghĩ thầm rằng, giờ Khâu Tự Phong đã thân được với Hạ Tưởng nên đã qua cầu rút ván rồi chăng? Hắn trong lòng bất mãn nhưng cũng không biểu lộ ra mặt mà gật đầu nói. Tốt lắm, chủ tịch huyện Khâu, tôi có việc hơi vội. Ra khỏi văn phòng của Khâu Tự Phong, Cường Giang Hải trong lòng vẫn rất tức giận bất bình. Muốn qua cầu rút ván à? Được lắm, tao làm cầu mà mày chưa đi qua hết thì đã tự mình chặt đứt, xem đến lúc mày rơi xuống nước có biết đến tầm quan trọng của tao không? Hạ Tưởng và Thịnh Đại đi vào văn phòng của hắn, không hề kiểu cách mà ngồi trước xuống ghế sofa, cười hỏi. Phó Chủ tịch huyện Thịnh có gì chỉ thị? Thịnh Đại bị trêu tức nên mỉm cười. Tôi còn muốn hỏi xem Phó Chủ tịch huyện Hạ có gì chỉ thị không cơ? Tốt thôi, không phải bận tâm, bỏ qua một người bạn già như tôi đi. Không thể nói như vậy, đều là vì công tác cách mạng cả nên cũng không thể chia rẽ gây mất đoàn kết được. Hạ Tưởng cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trêu tức Thịnh Đại. Thịnh Đại không đấu được đành phải nhận thua. Được rồi, tôi chịu thua, không cãi nhau với anh nữa, nói một chút, tình hình là cái quái gì đây? Thái độ của chủ tịch huyện Khâu dường như thay đổi quá lớn. Còn hội nghị giữa bốn người các anh là đã xảy ra chuyện gì chứ? Mà cũng không gọi tới tôi. Sao tôi lại không cảm thấy bị loại ra ngoài cuộc chứ? Nếu Thịnh Đại nói Hạ Tưởng không phối hợp thực hiện theo nguyên tắc sẽ lập tức tạo ra khoảng cách với Hạ Tưởng, nhưng ông ta lại nói bị Hạ Tưởng bỏ rơi, ngược lại lấy cách đùa tếu táo, khéo léo để diễn đạt sự không vừa lòng, khiến Hạ Tưởng càng đánh giá Thịnh Đại cao hơn. Cũng không có hội nghị chính thức gì đâu, chính là vào lúc chủ tịch huyện Khâu tìm bí thư Lý báo cáo công việc, tôi lại đang ở đó, sau đó lại mời phó bí thư Mai lên. Mọi người đơn giản nói qua một chút tình hình mà thôi. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm. Cho dù chủ tịch huyện Khâu suy xét từ đâu đi nữa, anh ta đã có thái độ nhượng bộ thì nhất định chúng ta phải phối hợp, nếu không thì chúng ta có vẻ không lấy đại cục làm trọng, không có sự khoan dung rồi, có phải hay không chứ? Đương nhiên rồi. Thịnh Đại không giấu giếm Hạ Tưởng, ông ta vô cùng cao hứng mà đập bàn nói. Ai muốn đánh nhau mãi làm gì cho mệt chứ? Đã ngồi ở vị trí lãnh đạo đừng chỉ có biết nói, mà phải làm được việc thực sự mang lại hạnh phúc cho nhân dân, tạo ra thành tích cho lãnh đạo cấp cao thấy, nếu không, chúng ta chẳng bằng về nhà mà cấy ruộng đi cho xong. Hạ Tưởng cao hứng thật sự, Thịnh Đại cũng có mặt ngay thẳng, sẽ không quấy rối nên hắn trực tiếp nói ra tính toán của mình. Trước tiên, vấn đề quan trọng hàng đầu là làng du lịch, phải dốc toàn lực để khai triển các hạng mục công việc.
Tiếp theo là việc xây dựng thêm khu du lịch Tam Thạch, cũng đã tiến hành được một nửa. Tranh thủ mùa đông tới sẽ hoàn thành chủ thể công trình, phần công trình còn lại có thể từ từ tu bổ sau. Cuối cùng, có thể xem xét việc quảng cáo kết hợp với khu du lịch Tam Thủy vào năm sau, mở rộng thêm phạm vi hoạt động như cái tên của nó đã nói, liên kết Sơn Thủy. Khu du lịch Tam Thủy ư, có khả thi sao? Thịnh Đại tỏ vẻ nghi ngờ. Khu du lịch Tam Thủy luôn xem chúng ta là đối thủ cạnh tranh, cho dù chúng ta đồng ý, bọn họ cũng không chắc có nhiệt tình đâu. Đây là vấn đề không lớn. Hạ Tưởng cười ra vẻ bí hiểm. Tân chủ tịch huyện Cảnh sẽ sớm nhận chức, chủ tịch huyện Giang Thiên, chắc anh cũng có nghe nói đến chứ. Thịnh Đại đương nhiên biết Giang Thiên là thư ký của thị trưởng Trần Phong. Mười mấy huyện của thành phố Yến, có chủ tịch, phó chủ tịch huyện nào mà không biết đại danh của Giang Thiên chứ? Thư ký Giang và cậu cũng có quan hệ à? Sao trước đây không thấy cậu kể? Hạ Tưởng cười cười, tỏ ý thừa nhận, còn nói. Tinh lực của tôi chủ yếu tập trung ở khu du lịch Tam Thạch. Bởi vì lúc trước bí thư Lý chủ trì khu du lịch, giờ ông ta cảm thấy hứng thú với vấn đề nông nghiệp, tôi liền tiếp nhận. Làng du lịch giờ anh tới chủ trì, tôi sẽ hỗ trợ. Còn có tập đoàn Tề thì cũng có ý muốn đến huyện An để đầu tư, thì tôi đứng ra tiếp đón là được rồi. Thịnh Đại cảm thấy hài lòng với sự thu xếp của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn không tham công, không kể công, cái nên được thì được, cái không nên cũng biết rút lui, thật đúng chỗ. Chỉ khi quyền lợi của mọi người liên quan đều được phân chia hợp lý, như vậy có khả năng hợp tác được lâu dài. Được lắm, cộng tác cùng ông em như cậu tôi yên tâm rồi, không cần suy xét xem có bị lừa hay không, phần lớn có khả năng mang lại lợi ích như thế nào, cậu đều thay tôi suy nghĩ được cả rồi, cũng không để cho tôi chịu thiệt chút nào, tôi đâu còn gì để băn khoăn nữa. Thịnh Đại cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng, rồi lại kinh ngạc hỏi. Tập đoàn Tề thì cũng muốn đến tỉnh Yến à? Tề thị chính là lão đại của ngành khách sạn tại thành phố Yến đấy nha. Hạ Tưởng cười gật đầu, đang định đi thì điện thoại di động vang lên. Hạ Tưởng liền nghe. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng đây. Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi là Tề Á Nam đây, ngài khỏe chứ, xin hỏi khi nào ngài có thời gian, tôi muốn tới thăm huyện An, tiện nói chuyện hợp tác luôn ạ. Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không ngờ là Tề Á Nam. Hạ Tưởng không kìm nổi bật cười. Tề Á Nam cũng thật nóng vội, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà đầu tư chủ động yêu cầu gặp mà không phải cán bộ đề nghị nhà đầu tư. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, hắn thấy rõ ràng Tề gia cũng xem trọng triển vọng của hắn, nói là đầu tư cho huyện An chẳng phải là đầu tư vào cá nhân hắn sao. Hạ Tưởng hơi trầm tư rồi nói. Tiểu Tề à, xin chào. Hôm nay vừa mới đi làm, có rất nhiều việc phải giải quyết, tạm thời không tiện. Như vậy nhé. 3 ngày sau cậu gọi lại cho tôi có được không? Tề Á Nam luôn miệng nói đồng ý, sau đó tắt máy. Thịnh Đại đoán ra đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt đầy hâm mộ. Còn có nhà đầu tư tự tìm tới nữa cơ à? Tôi phục cậu đó, ông em ạ. Nếu không thì tôi bái cậu làm sư phụ nhé. Nếu tôi luôn có mấy nhà đầu tư chủ động alo đuổi theo thì đúng là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người còn cười nói vài câu nữa mới thôi. 3 ngày sau Tề Á Nam đến đúng hẹn, sau cuộc gặp gỡ thông thường với Hạ Tưởng, lúc này đã quyết định nhận thầu nhà khách huyện ủy, chi phí nhận thầu hàng năm tới 500.000 tệ, một lần cho 3 năm, tiếp tục lắp đặt, bảo trì các thiết bị, hoàn chỉnh các nhân viên phục vụ toàn bộ vốn do tập đoàn Tề Thị bỏ ra, hàng năm ủy ban nhân dân huyện thu phí quản lý. Có thể nói, huyện không mất một phân tiền. Chẳng những gỡ bỏ được gánh nặng của nhà khách huyện ủy mà còn có thêm thu nhập, có thể nói rất có hiệu quả. Hạ Tưởng và Tề Á Nam xem như nói chuyện hợp ý. Tìm hiểu một chút về tính cách của hắn ta, thấy một mặt hắn ta cũng ngông cuồng, một mặt lại cũng rất kiên quyết làm việc. Dĩ nhiên theo cách lý luận đó có thể hiểu rõ ý đồ của Tề Á Nam, đó là hắn ta muốn thân thiết với Hạ Tưởng, cùng Hạ Tưởng xây dựng mối quan hệ đồng minh. Hạ Tưởng không có từ chối, cũng không có gật đầu. Chỉ có điều còn kín đáo, muốn hợp tác trước đã sau đó thì mới bàn tiếp. Tề Á Nam cũng biết hắn ta hơi quá khẩn trương, cho tới giờ không phải là mua bán nên hắn ta cũng tỉnh táo đúng lúc mà cáo từ, giao hẹn sau một thời gian nữa sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác làm ăn. Hạ Tưởng cũng nhận thấy hắn ta thành tâm, ngược lại cũng không phải có chủ ý thương lượng với hắn ta, mà là hắn phải bắt tay vào việc lớn là khởi công làng du lịch trước. Chương 322,
thế cục tỉnh cũng không trong sáng. Cũng lạ, sau dịp lễ quốc khánh được vài ngày, tình hình tại thành phố Yến ngược lại, tất cả đều gió êm sóng lặng, dường như không có phát sinh cái gì, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Vụ án của Lệ Triều Sinh có lẽ tạm thời không có tiến triển, nghe nói Du Lệ cũng không bị bắt, bị mất tung tích. Từ Đức Tuyền cả ngày không có việc gì, vẫn bận rộn công việc ở thành ủy, nên dường như tuyệt không lo lắng Lệ Triều Sinh khai ra hắn ta. Điều Hạ Tưởng đoán không ra chính là, không có một chút động tĩnh gì trên tỉnh, chẳng những không có dấu hiệu bị hạ bệ, mà dường như Cao Thành Tùng vẫn còn nắm quyền, liên tục mời dự họp vài lần trong các hội nghị quan trọng thảo luận về vấn đề nhân sự và phương hướng phát triển trong tương lai của tỉnh Yến. Đúng là chuyện lạ, chẳng lẽ sau khi hắn tái sinh, tiến trình lịch sử rơi đài của Cao gia không những không hề nhanh lên mà còn bị chậm lại hay sao? Hiện giờ Hạ Tưởng muốn liên lạc với Tống Chiêu Độ, nhưng Tống Chiêu Độ không chủ động liên hệ trước khiến hắn vẫn chần chừ, không dám gọi điện cho Tống Chiêu Độ. Tuy nhiên, trong phần lớn sự việc rối rắm không rõ ràng phía trước, có một việc vẫn khiến hắn thoáng vui mừng, đó là Cao Kiến Viễn nhờ Nghiêm Tiểu thì chuyển tới hắn lời nhắn, muốn đưa ra thời gian gặp mặt để nói chuyện cụ thể. Tốt lắm, nếu y yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện, có thể thấy được y tạm thời cũng đã không còn suy nghĩ trốn ra nước ngoài nữa. Hạ Tưởng liền báo với Nghiêm Tiểu thì chờ hắn liên hệ với công ty bất động sản xong xuôi sẽ có tin tức chính xác, thực hiện tốt nhiệm vụ trước đã, gặp mặt Cao Kiến Viễn sau cũng không muộn. Nghe Hạ Tưởng nói xong, với dáng điệu đầy tin tưởng, hắn nhờ Nghiêm Tiểu thì khi gặp Cao Kiến Viễn tiện thể báo luôn cho y biết dự án biệt thự Tây Thủy có rất nhiều hy vọng hồi sinh. Hạ Tưởng đã để Tiêu Ngũ đến thành phố Yến tìm Tôn Hiện Vĩ, chính thức bắt tay tìm cách thực hiện việc lớn là thành lập bất động sản Giang Sơn. Hắn tính toán sau khi thành lập bất động sản Giang Sơn, gặp lại Cao Kiến Viễn, lúc này sẽ lợi dụng thời cơ mà lôi kéo y, khiến y nóng ruột một chút cũng tốt. Y không phải là ra vẻ sĩ diện sao? Sĩ diện thì cần phải có tác phong kiên nhẫn mới được. Hạ Tưởng trước tiên bỏ qua tất cả các việc vặt vãnh, gọi điện cho Thẩm Lập Xuân, mời hắn ta đến huyện An, bàn bạc việc khởi công làng du lịch. Thẩm Lập Xuân nghe thấy Hạ Tưởng muốn gặp, không nói hai lời, bỏ lại mọi việc, lập tức đi ô tô tới huyện An. Trải qua một thời gian thỏa hiệp, cuối cùng cũng đạt được sự nhất trí, Khâu Tự Phong đại biểu Ủy ban Nhân dân huyện chính thức ký kết hiệp ước đầu tư với tập đoàn Đạt Tài. Vài ngày sau, khoản tiền đầu tiên đã về tài khoản, Lý Đinh Sơn, Khâu Tự Phong, Thịnh Đại và Hạ Tưởng tham dự nghi thức đặt móng, đánh dấu việc huyện An chính thức khởi công làng du lịch. Toàn bộ làng du lịch chiếm mảnh đất rộng hơn 100 mẫu, nằm giữa sườn núi khu du lịch Tam Thạch. Đồng thời với việc khởi công xây dựng làng du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện đã tự chủ tài chính cho việc lắp đặt cáp treo. Xe cộ tới lui không ngừng, vận chuyển vô số vật liệu xây dựng lên núi, tạo thành một cảnh tượng bận rộn, khiến cho khu du lịch thêm phần sức sống. Nhóm du khách nhìn khu du lịch được xây dựng to thêm cảm thấy hứng thú, liền chỉ trỏ, bàn luận rằng, khu du lịch Tam Thạch gần nửa năm qua vẫn vậy, vậy mà chỉ sau có một ngày đêm đã thay đổi, càng ngày càng có sức hấp dẫn. Nghe thấy nhóm du khách khen ngợi thật lòng vậy, đang lẫn giữa đám đông, Hạ Tưởng có một cảm giác tự hào và thỏa mãn. Từ khi hắn công tác ở huyện An cho đến nay, xem như đã thực sự làm được một ít, tuy không phải là lớn, nhưng cứ bắt đầu rồi thúc đẩy phát triển kinh tế sau. Ví dụ như gợi ý tạo thêm các hạng mục cho khu du lịch Tam Thạch gia tăng lượng du khách. Ví dụ như về quang cảnh Tam Thạch, cho xây dựng thêm công trình khoảng hơn 5 triệu tiền vốn, dựng lên 5-3 điểm thưởng ngoạn khiến cho diện tích khu du lịch Tam Thạch mở rộng thêm 1/3. Lại ví dụ như cải thiện môi trường giáo dục. Hưởng ứng lời kêu gọi của Phùng Húc Quang, không ít doanh nghiệp đều đến huyện An để khảo sát, quyên góp xây dựng thêm 7-8 trường tiểu học hy vọng, giải quyết được vấn đề trường học cho mấy trăm em nhỏ. Hàng năm từ siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang đóng góp cũng khoảng hơn 3 triệu nữa, có thể xây thêm 3 trường tiểu học hy vọng nữa. Nhìn khí thế công trường thi công ngất trời trước mắt, hạng mục làng du lịch là hạng mục đầu tư mà hắn đề xuất lớn nhất, vốn đầu tư ban đầu là hơn 20 triệu. Kế tiếp cũng ít nhất lên tới 10 triệu. Trong lúc xây dựng có thể giải quyết vấn đề việc làm của hơn 1.000 nhân lực lao động địa phương, còn có thể thúc đẩy đủ loại ngành sản xuất khác phát triển, ví dụ như thép, xi măng và gạch đá. Đã có những doanh nhân khôn ngoan tại huyện An xin nhận thầu một chỗ tại núi hoang với tốc độ nhanh nhất, mua đá vụn ở đây để kinh doanh đá. Sau khi làng du lịch khánh thành, cần thông báo tuyển dụng một lượng lớn nhân viên, có khả năng cung cấp không ít các vị trí công tác. Chờ sau này làng du lịch đã phát triển thịnh vượng, lúc đó những người nghỉ phép, nghỉ hưu có thể đi du lịch kéo theo sự phát triển dịch vụ.
Còn nữa, nếu khu này có triển vọng tốt, sẽ rất nhiều người dân thành thị đến đây xây dựng nhà ở hoặc biệt thự cho mình. Thời điểm bình thường là túm năm tụm ba sẽ tiến tới việc định cư ở đây. Các loại phí dịch vụ cũng sẽ chảy vào tay dân chúng huyện An. Đây cũng là một loại xúc tiến kích thích sự phát triển kinh tế. Cùng lúc đó, Lý Đình Sơn cùng lãnh đạo phòng nông nghiệp cùng nhau vào khảo sát tại núi Hoang, đưa ra kết luận cuối cùng rằng, quả thật có thể mở mang được khu ruộng tốt. Ông ta lại liên hệ với chuyên gia nông lâm nghiệp ở thành phố, đặc biệt đến xã Đán Bảo để bồi dưỡng kỹ thuật, chuẩn bị đem hơn 1.000 mẫu đất trồng cây ăn quả, chi phí toàn bộ từ huyện ủy và ủy ban nhân dân, đồng thời thực hiện mọi lời hứa để các hộ dân tiếp tục được trồng cây ăn quả, giảm miễn các loại phí thu, cung cấp miễn phí các loại kỹ thuật ủng hộ. Chính sách vừa nêu ra liền được giải quyết xong xuôi mà dân chúng đều nhất trí khen ngợi. Khâu Tự Phong cũng dồn sức lực đầu tư cải tạo mỏ quặng. Y sử dụng các mối quan hệ, nhờ Mai Hiểu Lâm hỗ trợ phía sau, cuối cùng liên hệ được một nhà máy xi măng vùng ven Bắc Kinh để cùng đàm phán thỏa thuận về giá cả vì bọn họ vận chuyển khoáng thạch. Ban đầu giữ lại toàn bộ công nhân khai thác mỏ quặng cho Lệ Triều Sinh, đồng thời lại tuyển dụng một ít nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý, bổ nhiệm giám đốc mỏ quặng, thực hiện chuẩn hóa quản lý và kinh doanh. Có thể nói, từ trước tới giờ, huyện An chưa có thời kỳ nào phát triển như thế. Hạ Tường và Khâu Tự Phong cùng hợp tác cũng là tốt đẹp một cách bất thường rồi. Hai người ít nhất đã làm được việc chung sống hòa bình mặt ngoài, còn có thể khiêm tốn nhường nhịn nhau, cũng khiến lãnh đạo lớn nhỏ ở huyện An kinh ngạc vạn phần. Trước kia, Chủ tịch huyện Khâu bất hòa với Bí thư Lý, đối phó với Phó Chủ tịch huyện Hạ, trong lòng tất cả mọi người đều biết. Tại sao đột nhiên lúc này, Chủ tịch huyện Khâu, Bí thư Lý và Phó Chủ tịch huyện Hạ trở nên có quan hệ tốt đẹp như vậy? Tất cả mọi người đều đoán không ra, cuối cùng đều đồng ý kết luận rằng, suy nghĩ của nhóm lãnh đạo cấp dưới đoán không ra, bọn họ thường có hành động ngoài dự đoán của mọi người vì bọn họ có tầm nhìn xa trông rộng. Huyện An đang bước vào thời kỳ chính trị hòa bình, kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chức Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo tạm thời do Chủ tịch xã Phòng Ngọc Huy kiêm nhiệm. Sau khi Lệ Triều Sinh mất chức còn chống ghế ủy viên thường vụ, thành phố vẫn chưa có ý kiến rõ ràng, bởi vậy khi Lý Đình Sơn xin chỉ thị ở thành phố chỉ nhận được câu trả lời là, đang nghiên cứu. Một câu nghiên cứu có ý nghĩa sâu xa, Lý Đình Sơn liền khuyên Hạ Tưởng đi vận động, Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Bí thư Lý không cần sốt ruột, chắc chắn ở thành phố cũng đang thảo luận vấn đề này, hiện tại không có kết quả là bởi vì còn chưa thống nhất được ý kiến. Hạ Tưởng đoán đúng. Về vấn đề ủy viên thường vụ huyện An, thành ủy nảy sinh bất đồng nghiêm trọng. Trần Phong đầu tiên đề xuất, xét thấy đồng chí Hạ Tưởng có năng lực cá nhân nổi bật, đã có cống hiến lớn vì sự phát triển kinh tế của huyện An, lại bởi vì lúc trước có một khoảng thời gian chịu oan ức, về công về tư đều xứng đáng là ủy viên thường vụ. Theo lý thì Trần Phong đề nghị quả thật cũng hợp tình hợp lý, nhưng Thôi Hướng lại kiên quyết phản đối. Hắn ta phản đối có hai lý do, một là Hạ Tưởng tuổi còn rất trẻ. 25 tuổi đã là ủy viên thường vụ, vậy sẽ rước lấy sự chỉ trích. Hai là cậu ta chỉ là phó chủ tịch huyện, bộ máy chính phủ không có khả năng lại thêm một gã ủy viên thường vụ được. Trần Phong không đồng ý với cách nói của Thôi Hướng. Tuổi trẻ không thành vấn đề, Hạ Tưởng có năng lực thực sự muốn đảm nhiệm, chúng ta càng nên khiến cho đồng chí có tinh thần tiến thủ hướng tới cương vị công tác quan trọng. Bộ máy chính phủ lại có thêm một gã ủy viên thường vụ cũng không có gì phải tính cả. Xem đây là trường hợp đặc biệt luôn có phải hay không. Tư tưởng của chúng ta càng ngày càng phải tiến bộ hơn. Chỉ cần có thể xây dựng được nền kinh tế huyện An, thêm một gã phó chủ tịch huyện làm ủy viên thường vụ thì có gì mà không thể chứ. Tất cả đều không phải là đảng lãnh đạo để tạo ra thành tích hay sao? Chẳng lẽ đồng chí Hạ Tưởng không phải là đảng viên sao? Nhưng Thôi Hướng kiên quyết không chịu. Cho dù tuổi tác không là vấn đề. Nhưng nến bộ máy chính phủ huyện An có tới 4 gã ủy viên thường vụ, tỉnh sẽ thấy thế nào? Nếu chẳng may chuyện này Bắc Kinh nắm được, có thể nói chúng ta đã rất liều lĩnh hay không chứ? Đồng chí Trần Phong à, chủ nghĩa cấp tiến không được, phải vững bước đi lên, cùng với Bắc Kinh duy trì sự đồng thuận cao nhất mới được. Chuyện này tôi không thể đồng ý, tạm thời cứ để đấy đã. Thôi Hướng cứng rắn, mạnh mẽ áp đặt. Thiếu chút nữa thì Thôi Hướng vận dụng quyền phủ quyết của bí thư. Trần Phong cũng kiên quyết bảo vệ ý kiến, kết quả là huyện An vẫn còn thiếu một gã ủy viên thường vụ, tạm thời không sử dụng tới, dường như bị người ta lãng quên. Người ở thành phố đều biết tính tình Trần Phong, lại biết Trần Phong sẽ tiếp nhận chức bí thư, ai còn dám tự làm mất mặt mà đề cử người khác nữa chứ?
ngay cả Từ Đức Tuyền vốn định đề cử một người nhà vào, nhưng thấy thế không đúng nên không dám há mồm. Thôi Hướng ép buộc đề nghị của Trần Phong, cũng xem xét thận trọng, không phải hoàn toàn là nhằm vào Hạ Tưởng. Vốn trước dịp lễ quốc khánh còn có tin đồn Cao Thành Tùng sắp sửa bị điều đi hoặc bị mất chức. Sau lễ quốc khánh đột nhiên gió êm sóng lặng, khiến ông ta cũng không hiểu ra sao cả. Lúc này đúng là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể mắc phải sai lầm, không thể bị Cao Thành Tùng tóm được nhược điểm, mặc dù bình tĩnh mà xem xét, ông ta cũng không hy vọng Hạ Tưởng được lên chức quá nhanh bởi vì bản chất ông ta có lẽ không thích Hạ Tưởng. Nhưng ông ta không có cố ý chèn ép Hạ Tưởng. Hơn nữa còn xem chức vụ của Hạ Tưởng cũng không đáng để ông ta quan tâm. Chiều hướng chính trị tại tỉnh Yến luôn theo hướng bảo thủ, theo sát chính sách của Bắc Kinh. Dù sao cũng rất gần Bắc Kinh cho nên tới nay, tại tỉnh Yến nghĩ ra chiến tích lớn cũng rất khó, nhưng chỉ cần theo đúng phương hướng và duy trì sự đồng thuận với Bắc Kinh cũng có thể tạm ổn. Người làm quan, cầu ổn là việc chính, hơn nữa thôi Hướng đã tới tuổi này rồi, không thể có chút sơ suất nào, nếu không sẽ là vực sâu vạn trượng. Chưa từng có tiền lệ bộ máy chính phủ có tới 3 phó chủ tịch huyện đảm nhiệm ủy viên thường vụ, Thôi Hướng quyết không thể đồng ý, nếu không chẳng may Cao Thành Tùng dùng việc này gây khó dễ, ông ta khó mà thoát khỏi nạn này. Ông ta suy nghĩ không ra chính là, Trần Phong cũng là kỳ cựu trong quan trường, sao lại không lo vấn đề này nhỉ? Cho dù có muốn nâng đỡ Hạ Tưởng đi chăng nữa, cũng đừng nên nóng vội như vậy chứ. Chẳng lẽ Trần Phong là có mưu tính khác ư? Chương 323 Một mũi tên trúng hai đích. Thôi Hướng không đoán được ý đồ của Trần Phong. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang trình lên ý kiến về nguyên tắc giao lưu cán bộ giữa các địa phương, để ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An, phó chủ tịch huyện Cường Giang Hải điều đến huyện Cảnh, đảm nhận chức vụ ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện Cảnh, đề nghị các cấp thành ủy phê chuẩn. Xem xong báo cáo của Phương Tiến Giang, Thôi Hướng không kìm nổi bật cười. Được đó cái tay Trần Phong này. Chơi trò ném đá giấu tay. Cố ý lập ra cái bẫy đẩy Cường Giang Hải vào, để tiện dọn đường cho Hạ Tưởng. Không phải chính là dọn tên Cường Giang Hải qua một bên sao? Cần gì phải cố ý ra vẻ huyền bí, nhất thiết phải đi đường vòng không? Về phần Cường Giang Hải là ai thì Thôi Hướng không có ấn tượng về y. Cười xong, hắn suy nghĩ một lúc, lấy bút phê. Đã duyệt, chuyển sang đồng chí bằng phi xét duyệt. Thôi Hướng cười nhạo Trần Phong quá chuyện bé xé ra to. Cho rằng Trần Phong nghĩ là mình sẽ vì không thích mà bài xích Hạ Tưởng. Nếu trực tiếp đề xuất điều Cường Giang Hải đi chỗ khác để Hạ Tưởng thế chỗ thay, thì mình sẽ cố ý chèn ép không buông nên mới phải dùng cách lạt mềm buộc chặt, rõ ràng là đang xem thường mình. Thôi Hướng cười thầm, dù thế nào hắn cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đường đường là bí thư thành ủy thành phố Yến, cho dù không thích Hạ Tưởng cho lắm cũng không đến nỗi chèn ép không tha. Không đề bạt Hạ Tưởng. Hắn phải phụ trách toàn thành phố Yến này và phụ trách cả tỉnh ủy nữa, nên phải suy xét chu toàn cho toàn cục. Thôi Hướng cực kỳ sảng khoái phê chuẩn xong báo cáo của Phương Tiến Giang, Vương Bằng Phi cũng nhanh chóng phê duyệt. Bí thư, phó bí thư, đến cả trưởng ban tổ chức cán bộ đều nhất loạt thông qua, nên khi trình lên hội nghị thường vụ gần như không có tiếng phản đối, thuận lợi thông qua cuộc biểu quyết. Cái mà Thôi Hướng đã không đoán được là, điều Cường Giang Hải tới huyện Cảnh, là Trần Phong trong lúc đắp đường cho Giang Thiên, đã thuận lợi giải quyết được vấn đề liên quan đến Hạ Tưởng, có thể nói là một công đôi việc. Kế sách này thực ra là do Giang Thiên bày ra. Bởi Giang Thiên sắp được bổ nhiệm chức vụ mới, thì lại nghe được thông tin xấu chính là Giám đốc Sở Xây Dựng Vũ Phái Dũng đang có ý định nhét người nhà đến huyện Cảnh, lại nhắm đúng vị trí ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện. Giang Thiên cũng bóng gió nghe được. Cái tên người nhà của Vũ Phái Dũng không học vấn, kém cỏi, đang đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc Sở Xây Dựng. Nghe nói, cách ăn nói, phong cách làm việc của hắn đều mang dáng dấp của Vũ Phái Dũng. Vừa đúng dịp ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện Cảnh bị điều đi để hổng ra một vị trí ngon. Không biết Vũ Phái Dũng nghe được tin từ đâu, lại dám có ý định tiếp cận huyện Cảnh. Từ khi Giang Thiên đến huyện Cảnh nhậm chức trong lòng lo lắng không yên, lo sợ không lập được thành tích gì. Nếu lại xuất hiện thêm một nhân vật không ra gì như thế bên mình, hắn để yên chuyện mới là lạ. Giang Thiên phân tích tỉ mỉ cục diện, thấy rằng Hạ Tưởng đã từng giúp mình không ít, bản thân cũng nên giúp đỡ lại nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, mới bày ra được kế sách hoàn hảo như vậy. Trần Phong cũng vừa lúc có ý muốn đưa Hạ Tưởng lên, nếu không Hạ Tưởng sẽ phải đợi thêm ít nhất là một năm nữa mới có thể sắp xếp lên làm ủy viên thường vụ. Sau khi nghe Giang Thiên bày mưu tính kế xong,
ông bỗng có cảm giác như là vừa mới quen biết hắn không bằng, chăm chú nhìn hắn ta một lúc mới cất tiếng. Giang Thiên, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra cậu cũng là người có đầu óc chính trị lắm. Giang Thiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Phong, cho rằng là ông ta đang giận nên sợ hãi, nói. Cháu thật lòng là nghĩ cho Hạ Tưởng, cậu ấy là người được chú đề cao nhất, cũng từng giúp cháu không ít việc. Là chuyện của anh rể cậu hả? Trần Phong cười, đồng thời gõ Giang Thiên một cái. Hạ Tưởng giúp anh rể cậu là chuyện thuận tay giúp đỡ thôi, coi như là chuyện tình nghĩa người giữa với người với nhau, cậu lại luôn vì đó mà để tâm. Trên đầu Giang Thiên âm thầm toát mồ hôi, hắn không thể tự nhiên giống như Hạ Tưởng khi đứng trước mặt hay có khả năng nắm bắt được hỉ, nộ, ái, ố của Trần Phong. Đôi lúc hắn không nắm chuẩn được rằng Trần Phong đang vui, hay là đang giận, nói trắng ra là hắn hơi sợ Trần Phong, lại thấy Trần Phong biết rõ chuyện liên quan đến mình như trong lòng bàn tay, vội nói. Lúc còn đi học, đều là một tay anh rể cho cháu tiền đóng học phí, tiền tiêu sinh hoạt. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, ai mà đã giúp anh rể cháu thì cũng như là đã giúp cháu. Nhớ kẻ trồng cây, nói nghe hay lắm, hy vọng cậu sau này không cần biết có đến đâu, đi đến bước nào cũng đều phải ghi nhớ câu nói này. Thật ra Trần Phong cũng có cảm tình với Giang Thiên, chỉ có một điều duy nhất ông không thích ở hắn chính là hắn không thoải mái, khi đứng trước mình, hắn hơi mất tự nhiên. Nhiều năm rồi luôn luôn như vậy, Giang Thiên có năng lực, có mắt nhìn, làm việc chắc chắn, cẩn thận, tỉ mỉ, trong chính trường hắn thuộc dạng đóng vững đánh chắc. Chỉ cần mỗi bước đi đều vững chắc, thì nhất định sẽ có ngày ngẩng cao đầu. Giang Thiên nghe Trần Phong nói xong, trong lòng đã yên tâm trở lại. Thị trưởng Trần, chú cứ yên tâm, cháu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng mình. Chú tin cháu, từ câu khẳng định sẽ giúp Hạ Tưởng của Giang Thiên. Có thể nhìn ra được Giang Thiên là người rất đáng để tin cậy. Vì lẽ đó, Trần Phong cùng Giang Thiên liên kết diễn một màn kịch xuất sắc. Cuối cùng đã lừa thành công Thôi Hướng, khiến cho nguyện vọng của Vũ Phái Dũng tắt ngúm. Đương nhiên, việc Vũ Phái Dũng nổi trận lôi đình thế nào, chửi Thôi Hướng thế nào thì không phải vấn đề để Trần Phong lo lắng. Ông ta cũng không cố ý rước họa đổ lên người Thôi Hướng, bởi dù sao mâu thuẫn giữa Thôi Hướng và Vũ Phái Dũng là bí mật mà ai cũng biết. Vì vậy, để Thôi Hướng gián tiếp dập tắt giấc mộng đẹp của Vũ Phái Dũng cũng chẳng có gì to tát cả. Chuyện xảy ra trong thành phố, Hạ Tưởng biết gần như rõ hết, vừa đúng dịp hắn về thành phố gặp Cao Lão, bàn về chuyện phát triển tập đoàn Viễn Cảnh lâu dài sau này. Lúc đầu hai người hẹn trước là sẽ gặp nhau tại tòa nhà văn phòng tập đoàn Viễn Cảnh, sau khi đến thành phố, hắn lại nhận được điện thoại từ Cao Lão, rằng tốt nhất nên gặp ở công viên rừng rậm. Đến công viên rồi, Cao Lão vẫn chưa tới. Hắn liền đi vào trong công viên trước đi khắp một vòng. Trong công viên rừng rậm, ngoài cây cối ra thì là hồ nước, núi giả, các vật thể kiến trúc rất ít, Liên Cư là nơi yên bình mà Liên Nhược Hàm một mình sinh sống, không mở cửa với bên ngoài. Hạ Tưởng mất hơn 10 phút nghiên cứu qua bản đồ kế hoạch công viên, trong đầu bắt đầu xây dựng ý tưởng về tổng thể. Với quy mô của công viên, nơi bị bỏ trống quả là không ít. Nếu muốn xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị thì vẫn còn dư chỗ thoải mái cả về không gian lẫn diện tích. Vấn đề khó nhất ở đây là, phải xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị như thế nào sao cho vừa yên tĩnh lại an toàn, và phải không được quá tách biệt, xa cách với phong cảnh xung quanh. Nếu không sẽ không cảm nhận được hết sự tuyệt diệu của cách bài trí tĩnh trong động. Tỉnh cũng được, thành phố cũng được, các nhà lãnh đạo dù to dù nhỏ, cái mà họ cần là một nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng không phải là tách biệt với bên ngoài. Vừa phải đạt mức yên tĩnh, lại vừa phải cảm thấy khoảng cách với thành phố ồn ào chỉ xa trong một bước. Cần phải có kỹ xảo cao siêu mới thực hiện được. Hạ Tưởng suy đi tính lại, từng dòng tư duy đang dần dần được chắp nối thành hình. Rồi cái mà Hạ Tưởng không ngờ tới, là Cao Lão không đến nơi hẹn một mình, mà còn có thêm Cao Tấn Chu đi cùng. Cao Lão vừa nhìn thấy Hạ Tưởng đã bắt tay rất thân mật, nói. Anh bạn trẻ. Cậu đến sớm hơn tôi mười mấy phút liền, có phải trong đầu đã có ý tưởng gì không? Trên đường đi tôi cứ đau hết đầu vì mải suy nghĩ không biết làm thế nào để tạo ra sự tao nhã trong động có tính, trong tính có động. Kiến trúc xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị không khó, nhưng vấn đề trọng tâm lại nằm ở chỗ làm thế nào để ăn khớp với khung cảnh xung quanh hòa vào làm một. Quả nhiên là Cao Lão, một câu nói thôi đã chạm đúng mấu chốt của vấn đề. Hạ Tưởng chào Cao Lão. Rồi chào hỏi Cao Tấn Chu, nói.
Cái mà Cao lão đang nghĩ đến, cũng chính là trọng tâm mà cháu vừa nghĩ. Theo cháu thấy thì, trong khuôn viên công viên, ta nên cắt ra một khối để xây viện an dưỡng, sau đó sẽ xây trung tâm hội nghị cũng trong công viên này và chỉ cách viện an dưỡng mấy trăm mét, giữa trung tâm hội nghị và viện an dưỡng sẽ được nối liền bởi hai con đường cây xanh. Cao lão càng nghe, ánh mắt càng lộ vẻ thích thú. Nghe xong liền cười ha ha, quay đầu nói với Cao Tấn Chu. Thế nào, bố nói không sai chứ? Vẻ mặt Cao Tấn Chu biểu lộ sự khâm phục, gật đầu nói. Quả nhiên là anh hùng chí lớn gặp nhau. Bố, chẳng trách bố thích Hạ Tưởng đến vậy, cậu ta đúng là lợi hại, ý tưởng lại trùng khớp như ý của bố, không hẹn mà nên. Hạ Tưởng kinh ngạc. Thật vậy không ạ, ý tưởng của cháu lại đúng với tư duy kỳ diệu của Cao lão sao? Cao lão gật đầu liên tục. Trên đường Tấn Chu còn cá cược với chú, rằng cháu sẽ không đoán ra được ý tưởng của chú. Chú nói rằng không phải là đoán, mà là trong cùng một hoàn cảnh. Một nhà thiết kế thành thạo, một người lại là nhà thiết kế có tài thì sẽ lợi dụng hết mức địa thế khung cảnh thiên nhiên, biến hóa từ mục nát trở thành sự thần kỳ. Kết quả thế nào, chú nói đúng không Hạ Tưởng? Đáng tiếc cháu không phải học trò của chú, cháu mà làm đệ tử của chú, đảm bảo cháu sẽ thu hoạch được giải thưởng thiết kế trên quốc tế đấy. Bởi chú phát hiện ra rằng, trong cùng một tình huống, ý tưởng thiết kế của cháu luôn hiện lên tinh thần tiến về phía trước, thường nghĩ đến những cái mà người khác không nghĩ được. Với lại với mỗi một ý tưởng lại có nét bút điểm mắt rồng, vẽ lên nét quan trọng nhất. Chương 324, đánh cờ. Hạ Tưởng lộ vẻ xấu hổ, cái mà hắn nghĩ tới được, đều là bài học đắt giá mà người thế hệ sau đã tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc và thời gian mới có thể đổi lấy. Hắn chẳng qua là mượn lại làm của riêng mà thôi. Thái độ xấu hổ của Hạ Tưởng, trong mắt Cao lão lại trở thành thái độ khiêm tốn. Cao lão thầm gật đầu hài lòng. Ông cho rằng sau khi trải qua nhiều trắc trở, tinh thần Hạ Tưởng dễ trở nên sa sút, việc Liên Nhược Hàm rời đi cũng gây đả kích lớn cho hắn. Không ngờ hắn vẫn thong dong, bình thản như cũ, với lại từ ý tưởng thiết kế mà hắn vừa góp ý có thể thấy hắn vẫn là hắn như ngày xưa, vẫn có con mắt phi thường và tư duy hơn trước, hoàn toàn không bị sự vẩn đục trong chính trường cướp đi cái tài hoa ấy. Hạ Tưởng cùng Cao lão tản bộ trong công viên, vừa đi vừa nói về ý tưởng sẽ thực hiện ở đây. Ví dụ như nơi này xây dựng cái gì, ở kia xây cái gì vân vân. Dáng điệu như đã có tính toán từ trước khiến cho Cao lão không ngừng khen ngợi. Tuổi tác còn trẻ mà đã có khả năng phán đoán, xử trí tốt như vậy. Ông quả nhiên là không nhìn lầm Hạ Tưởng. Hai người nói chuyện cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tưởng nói nhiều đến nỗi miệng mồm khô khốc, cuối cũng mệt quá nói. Cao lão, cháu thao thao bất tuyệt nửa ngày rồi, múa rìu qua mắt thợ cũng múa đủ rồi. Nên tạm nghỉ một chút nhé. Cao lão cười đầy thâm ý. Tiểu Hạ, không phải chú nói cháu, nhưng mà cháu quá bên trọng bên khinh rồi. Ngày trước, tập đoàn Viễn Cảnh mời cháu thiết kế công viên rừng rậm này, cháu lại từ chối lên từ chối xuống, cuối cùng chẳng từ chối được nữa đành phải đồng ý, mà cũng không hết mình như bây giờ. Biểu hiện hôm nay tốt hơn bình thường, có lý do gì không vậy? Hạ Tưởng cười ha ha, Cao lão cũng giống với đứa trẻ già dặn. Đây chẳng phải là đã biết nhưng lại cố tình hỏi sao? Hắn nhìn Cao Tấn Chu một cái, ngại ngùng cười. Đây là do Tổng Giám Đốc Liên không ở trong thành phố Yến, cô ấy nhờ cháu chăm sóc Cao Lão. Cháu sợ Cao Lão cố sức, cố nghĩ, nhỡ mà mệt thật thì không tốt nên cháu muốn giúp Cao Lão giảm bớt muộn phiền, suy nghĩ nhiều hơn một chút thôi. Ha ha! Cao Lão vui vẻ cười sảng khoái. Chỉ cần cậu hết sức là được, tôi không cần biết là cậu vì tôi hay là vì ai. Hôm nay tôi gọi Cao Tấn Chu tới là muốn bắt dây nối để hai người hiểu nhau, đừng có xảy ra hiểu lầm gì là được rồi. Cao Tấn Chu đến cũng là vì lễ đính hôn lần trước đã mang đến cho y sự ngạc nhiên rất lớn. Cao Tấn Chu rất rõ hắn có thể được điều về đây đều là nhờ gia tộc giúp đỡ, nhưng sau khi được điều về, có đứng vững được hay không, có thể mở ra cục diện hay không đều phải dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của bản thân. Ở nhiều tỉnh khác nhau, gia tộc đều có người làm chính trị tại các tỉnh đó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ vài người thăng được chức, tại sao vậy? Chính là vì khi làm đến cấp phó tỉnh rồi, muốn tiến thêm nữa thì không chỉ cần có người ở trên đỡ, còn cần phải có thành tích thực sự, còn phải khiến người khác khuất phục. Cấp dưới không có ai phục mình, lại không có thành tích lớn, ngay nơi mình đang tại chức cũng không có đường dây quen biết thì cho dù có quen với nhân vật tầm cỡ thì cũng không thể tự nảy mầm vươn lên chức tước cao. Không cần nói là chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh ủy.
chỉ cần muốn sắp xếp bất kỳ một chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy thôi, trung ương cũng phải tôn trọng ý kiến của địa phương. Không thể đề bạt cho một người không có đường dây, không được kính phục. Leo đến cấp phó tỉnh rồi, nếu bản thân không đủ cứng cáp, có muốn đỡ thì cũng không đỡ dậy được. Cao Tấn Chu còn trẻ, còn muốn vùng vẫy. Nên sau khi hắn nhìn thấy sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng mới biết rằng ngày xưa mình đã đánh giá thấp hắn. Với người khác có những chuyện là không thể, nhưng với Hạ Tưởng thì lại có thể xảy ra. Với Hạ Tưởng không thể dùng lý thuyết thường để đong đo, vì hắn là một cơ số lạ, là một kẻ quái thai thông minh tuyệt đỉnh, vừa có tài năng thiết kế, lại có thể như cá gặp nước trên chính trường. Cao Tấn Chu không phải là chưa từng gặp qua người tuổi trẻ có chí, nhưng theo thời gian lớn lên, họ lại bị lẫn vào số chung giống với những người khác. Hạ Tưởng có phải là người thiếu niên có chí hay không y không rõ, nhưng y cảm thấy hiếu kỳ khi thấy Hạ Tưởng trẻ như vậy, đã có thể từ trong cục diện hỗn độn, phức tạp luôn tìm được vị trí có lợi nhất cho mình. Từ chuyện Hạ Tưởng bị bắt, rồi đến chuyện hắn thong dong thoát thân, Cao Tấn Chu bắt đầu đối với Hạ Tưởng từ hiếu kỳ chuyển sang không thể nắm bắt, đến khi lễ đính hôn diễn ra rồi, y bắt đầu tôn Hạ Tưởng lên hàng khâm phục. Không sai, một phó chủ tịch tỉnh, từ tận trong lòng khâm phục Hạ Tưởng. Hiển nhiên, việc Cao Tấn Chu khâm phục Hạ Tưởng ít nhiều cũng chịu sự hỗn tạp do Cao lão quá yêu thích Hạ Tưởng ảnh hưởng, nhưng nguyên tố nhiều nhất vẫn là Hạ Tưởng quá ưu tú, và sức ảnh hưởng không tưởng của hắn. Nghĩ mà coi, phó chủ tịch tỉnh Mã với sự trí tôn của ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã đích thân đến dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng, khó có thể hình dung cảm giác kinh ngạc của Cao Tấn Chu. Với lại, nhìn bàn tiệc ngồi kín chỗ các thành viên thường vụ thành ủy, lại thêm sự góp mặt của vị thị trưởng đương nhiệm của cả một thành phố, Cao Tấn Chu không thể không thừa nhận rằng, mình đương là phó chủ tịch tỉnh, dù có cử hành lễ kết hôn, cũng chưa chắc mời được hết các nhân vật đủ các cấp tới tham dự. Bởi mối quan hệ giữa Cao Lão và Hạ Tưởng, bởi Cao Tấn Chu muốn lập thành tích tại thành phố Yến, sau khi về nhà suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng Hà Ni quyết định sẽ lợi dụng triệt để ưu thế của mối quan hệ tốt đẹp giữa Cao Lão và Hạ Tưởng. Trước khi mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và gia tộc mình trở nên gay gắt hơn, tiếp cận làm thân với Hạ Tưởng, cho dù không trở thành bạn tri kỷ, thì cũng đạt được mục đích tương trợ, mượn sức lẫn nhau, dù ở vào mức thấp nhất cũng không thể trở thành kẻ thù được. Một phó chủ tịch tỉnh sợ trở thành kẻ thù của một phó chủ tịch huyện, khi nghĩ đến điều này Cao Tấn Chu không thấy buồn cười chút nào cả, lại càng không thấy hổ thẹn, chỉ là cảm giác nặng nề. Bí thư tỉnh ủy quản lý cả một vùng còn không làm gì được Hạ Tưởng. Hắn chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch tỉnh xếp hạng gần cuối, lại là kẻ hàng không từ trên Bắc Kinh xuống, không có tư cách tự cao tự đại ở tỉnh Yến này. Ở tỉnh Yến, người từ Bắc Kinh đến hay còn gọi là phái Bắc Kinh gồm có 3 người, Y, Mã Vạn Chính, Tiền Cẩm Tùng. Trong đó phó chủ tịch tỉnh Mã và trưởng ban thư ký Tiền là ủy viên thường vụ, còn Y là phó chủ tịch tỉnh bình thường, lại trẻ tuổi nhất. Giữa 3 người này lại không đoàn kết, và Y nhận thấy rằng, không cần biết là thế lực bản địa ngay tại tỉnh Yến hay ủy viên thường vụ từ tỉnh ngoài bị điều đến, đều có chung bản năng bài xích đối với người của phái Bắc Kinh. Phó chủ tịch tỉnh Mã còn đỡ hơn một chút, tuy là thuộc phái Bắc Kinh, nhưng không bị rớt trực tiếp từ Bắc Kinh xuống, mà là điều từ tỉnh khác đến đây, thời gian ở đây cũng là lâu nhất nên có chút nền móng. Tiền Cẩm Tùng tuy là ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký, thời gian ngủ tại tỉnh Yến cũng không ngắn nhưng sức ảnh hưởng không đáng, gần như lúc mới đến. Cũng chỉ phát biểu nhẹ nhàng khi có chuyện lớn cần họp bàn. Người tỉnh Yến bảo thủ, tư tưởng hơi truyền thống, thích cái cũ hơn, quan niệm phân biệt khu vực rõ rệt, có thể là do ngày trước người bị điều từ Bắc Kinh đến quá ngạo mạn. Nói chung lại là gần như tất cả các quan chức tại tỉnh Yến đều không có cảm tình với quan chức từ Bắc Kinh chuyển đến. Trong công việc, Cao Tấn Chu lĩnh hội sâu sắc cái bất lực khó chịu của cảnh lệnh trên ra, dưới không phục tùng. Nhiều tên quan chức tươi cười đón tiếp y. Thốt ra những lời ngon ngọt, nịnh bợ, nhưng chỉ mới quay lưng thôi đã bỏ mặc chỉ thị của y ra đằng sau não. Đợi khi nào y hỏi tới thì nhăn nhó cái mặt kêu than, lôi ra hàng đống lý do, nói chung luôn tổng kết lại một câu, nhiều khó khăn quá, công việc không thuận lợi, không dễ thực hiện, phó chủ tịch tỉnh Cao à, anh xem làm thế nào đây? Y còn có thể làm gì được, y cũng đành bó tay, y không thể giáng chức người ta, lại không có quyền lên tiếng về tiền đồ của họ. Y chỉ còn cách giả bộ nghiêm mặt, nghiêm khắc phê bình vài câu cho xong việc mà thôi. Nghi lễ đính hôn qua đi, tuy Cao Lão không nói gì, nhưng Cao Tấn Chu biết người có thể làm cho bố mình kinh ngạc không nhiều. Cái ông Sử Lão kia chắc chắn là không phải là người tầm thường. Y cũng hiếu kỳ hỏi bố mình, nhưng Cao Lão chỉ lắc đầu,
không hồi đáp. Cao Tấn Chu biết bố mình đã không trả lời thì có hỏi nữa cũng không hỏi ra kết quả nên không hỏi thêm nữa. Có điều trong lòng lại càng đề cao Hạ Tưởng hơn, người khiến bố mình kinh ngạc còn phải xem trọng Hạ Tưởng, vậy thì nếu y còn không mau xúc tiến mối quan hệ với Hạ Tưởng thì giống như đã bỏ qua cơ hội tốt, bỏ qua nhân lực tốt không dùng tới. Khi y nghe Cao Lão nói muốn đi gặp Hạ Tưởng, bàn về việc xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị trong công viên rừng rậm, y không chút do dự đề nghị cho đi cùng gặp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe Cao Lão nói muốn làm cầu nối giữa mình và Cao Tấn Chu, thì lập tức đoán ra ngay ý định của y. Hắn không phải là bài xích việc hợp tác với Cao Tấn Chu, duy trì quan hệ hợp tác trong mức độ có hạn, lợi người lợi ta đối với cả đôi bên đều là chuyện tốt. Hắn cũng hiểu lập trường của Cao Tấn Chu, bị kẹt giữa gia tộc và Tỉnh Yến, thật khó cư xử. Cao Lão nói quá lời rồi, cháu coi chú là người bề trên, cũng không coi chủ tịch tỉnh Cao là người ngoài. Với lại, giữa cháu và chủ tịch Cao cũng không có mâu thuẫn, không có hiểu lầm gì. Hạ Tưởng cười, nhìn sang Cao Tấn Chu. Anh nói xem, phó chủ tịch Cao. Cao Tấn Chu hiểu ý của Hạ Tưởng, cậu ta không trách mình việc lần trước không giúp, cũng hiểu cho cái khó xử của mình, nên y cười đáp lại. Người trong chính trường, không theo ý mình được, có điều cũng có lúc đặt mình bên ngoài, quân mệnh có thứ không thể không nghe. Hạ Tưởng cười, trong lòng đã linh ý. Câu trước của Cao Tấn Chu là muốn giải thích chuyện lần hắn bị bắt đó, y không có cách nào khác, bất lực, còn câu sau thì ám chỉ, sau này sẽ đối xử cụ thể với từng vấn đề cụ thể, cũng có thể sẽ không hoàn toàn nghe theo ý kiến của gia tộc mà làm việc. Chỉ cần có lợi giữa con đường làm quan của mình và không đắc tội với gia tộc tìm được điểm cân bằng thì y chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với Hạ Tưởng nhiều hơn. Cao Lão, xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị xong, công việc chủ yếu sẽ hướng về các cơ quan thành phố và tỉnh. Tập đoàn Viễn Cảnh cũng phải có người đại diện trong thành phố và tỉnh mới được, dù sao cũng phải có quan hệ với các cơ quan trực thuộc tỉnh và thành phố. Người đại diện trong thành phố cháu chưa nghĩ ra, còn phía tỉnh thì nhờ Phó Chủ tịch tỉnh Cao đại diện. Sau này việc liên lạc sẽ dễ triển khai, liên hệ với hội nghị lớn trong tỉnh, các tổ chức an dưỡng, nghỉ ngơi. Phó Chủ tịch tỉnh Cao là người duy nhất phù hợp rồi. Ý kiến của Hạ Tưởng đã đưa lợi ích của Cao Tấn Chu và tập đoàn Viễn Cảnh ghép lại với nhau. Cao Tấn Chu đến tỉnh Yến vốn là vì con đường làm quan của mình, hai là vì chăm sóc tập đoàn Viễn Cảnh, dù Liên Nhược Hạm chọc giận cả gia tộc. Nhưng gia tộc không thể làm việc như trẻ con chơi đồ hàng vì giận mà bỏ mặc tập đoàn Viễn Cảnh không chăm chút cho nó nữa. Tất nhiên, hàm ý thâm sâu hơn chính là xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị xong, Cao Tấn Chu đứng ở giữa, mọi hành động không những có thể được gia tộc nhìn nhận, nếu y cư xử và biết cách quan tâm đến sự cân bằng giữa mọi việc, giữa những người khác, vừa đúng dịp có thể mượn cơ hội xây dựng được đường dây quan hệ then chốt rộng rãi trong các cơ quan trực thuộc các tỉnh. Đương nhiên tập đoàn Viễn Cảnh cũng có thể giúp cho y những điều kiện thuận lợi. Cao Tấn Chu nhìn mắt Hạ Tưởng trong suốt như nước, đoán được suy nghĩ sắp xếp rất khéo léo của mình, trong lòng liền nghĩ chẳng trách hắn được nhiều người yêu thích, nhiều người đến cổ động cho hắn, tất cả đều do Hạ Tưởng sử dụng được hết các ưu thế của nguồn lực, nhưng lại không hoàn toàn vì lợi ích bản thân, hắn biết nghĩ cho người khác, thông minh biết nhượng bộ, tình nguyện nhường phần lợi nhiều hơn cho người khác, còn mình lấy phần ít hơn. Đây chính là điểm thông minh của hắn, khiến cho ai cũng muốn hợp tác với hắn. Rõ ràng là Hạ Tưởng đang chịu thiệt thòi, nhưng những người được hưởng lợi từ hắn thì đều phải thay đổi suy nghĩ về hắn. Trong mắt người khác hắn đã gây được ấn tượng tốt biết việc biết vì tập thể. Về lâu về dài thì càng có nhiều người tình nguyện hợp tác với hắn. Mạng lưới quan hệ vì thế mà dần dần được hình thành. Cao Lão tuy không phải người trong giới chính trị, nhưng sau nhiều năm, nhìn quen mắt, nghe quen tai. Cũng là dạng tâm tư trong sáng, lập tức hiểu ngay tâm ý của Hạ Tưởng, bật cười ha hả, nói. Tiểu Hạ à, bây giờ chú mới hiểu, nếu cháu mà theo chú học thiết kế thì đã mai một mất một thiên tài. Phải trong chính trường, cháu mới vươn dài tay chân, mới là đất rộng để múa may. Cao Tấn Chu cũng tự đáy lòng cảm thán. Tiểu Hạ, tôi giờ mới hiểu, quen với cậu càng lâu thì càng phát hiện ra chỗ khác biệt giữa cậu và người khác. Được. Sau này nếu trong tỉnh có mở cuộc hội nghị nào, có sắp xếp kinh phí chung về vấn đề an dưỡng, tôi nhất định cố gắng thuyết phục bọn họ đến công viên rừng rậm. Chỉ có thể là cố hết sức, nhưng không dám đảm bảo là nhất định sẽ thành công. Chỉ cần môi trường của chúng ta tốt, các hạng mục được thiết kế tốt nhất, thêm vào một số hạng mục tập thể dục và khu vui chơi, cùng với sự trợ giúp của Phó Chủ tịch tỉnh Cao từ trong nói tốt ra, không lo không kín chỗ.
Hạ Tưởng rất tự tin vào triển vọng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị. Hắn tin thiết kế được qua tay mình, khi đưa ra đều có thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Trước mắt, các loại hình an dưỡng, nghỉ ngơi luôn không thể so sánh với hậu thế. Hắn chỉ cần thiết kế vài hạng mục mà hiện tại chưa có thì chắc chắn càng thu hút sự chú ý hơn. Còn nữa, ý kiến viện an dưỡng và trung tâm hội nghị, ban đầu là do Phó Chủ tịch tỉnh Mã nêu ra với tôi nghĩ phải bớt thời gian đến báo cáo một chút với Phó Chủ tịch tỉnh, ông ấy luôn quan tâm đến công viên rùng rợp, rất thích môi trường quanh đây. Hạ Tưởng nói xong, quay ra cười với Cao Tấn Chu. Trái tim Cao Tấn Chu không chịu nằm yên, đập mạnh trong lồng ngực vài cái. Lời nói của Hạ Tưởng ám chỉ rất rõ ràng, ý kiến Phó Chủ tịch tỉnh Mã đề ra, một khi chính thức được thực thi, hắn nhất định sẽ ra sức ủng hộ. Với lại, ý trong ý ngoài đều đang nói, nếu có khả năng, hắn có thể trong tối làm dây nối giữa Chủ tịch tỉnh Mã và y. Trong tỉnh hiện giờ, sức ảnh hưởng của Phó Chủ tịch tỉnh Mã ngày càng rộng, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng thứ ba, tiếng nói cũng cực có trọng lượng. Nếu có thể thân cận với Phó Chủ tịch tỉnh Mã, cũng là một cơ hội quý báu khó mà có được. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, thật đúng là lời không làm người kinh ngạc thì chết không yên. Tuy nhiên trong lòng Cao Tấn Chu lại thích thú, cười ha ha, vỗ lên vai Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch tỉnh Mã rất tán thưởng cậu, nếu mà có khả năng, cậu tìm thời gian thích hợp báo cáo lên, và nói tôi mời ông ấy ăn cơm. Cao Tấn Chu đã biểu lộ thái độ, Hạ Tưởng liền gật đầu. Nhất định, nhất định. Đến giữa trưa, Hạ Tưởng liền mời Cao Lão và Cao Tấn Chu cùng đến Sâm Lâm Cư dùng cơm. Công viên rừng rậm hiện đã trở thành khu vực phong cảnh trong thành phố Yến, thu hút vô số người dân đến tham quan, tản bộ, nghỉ ngơi, và lại không khí trong công viên tươi mới, khung cảnh nho nhã, có thể tĩnh tâm vui chơi. Nếu viện an dưỡng và trung tâm hội nghị được xây dựng ở đây, ngoài việc tổ chức, đón tiếp các cuộc hội nghị lớn trực thuộc tỉnh và thành phố, viện an dưỡng còn có thể mở cửa đón dân thường. Người có tiền muốn nghỉ ngơi cũng có thể trọ trong này vài ngày, thả lỏng mình cũng rất tốt cho sức khỏe. Công viên rừng rậm đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện chất lượng khí hậu và môi trường thành phố Yến. Có thể nói, tập đoàn Viễn Cảnh làm được một việc lớn, lợi nước lợi dân. Bây giờ, khi nhắc đến công viên rừng rậm, người dân thành phố Yến hầu như đều biết đó là công ích của tập đoàn Viễn Cảnh. Tuy có thu vé vào cửa nhưng lại không đắt, mọi người có thể chấp nhận được. Dù sao, khí hậu ở thành phố Yến khô hanh, ít mưa, để duy trì thảm cỏ lớn, hồ nước bên trong công viên rừng rậm cũng cần một món kinh phí không nhỏ. Hạ Tưởng hy vọng, viện an dưỡng và trung tâm hội nghị được xây dựng xong, có thể làm tăng nền kinh tế giải trí, giúp cho người dân được trải nghiệm một cuộc sống giải trí, nhẹ nhàng. Trong xã hội bây giờ cuộc sống quá mệt mỏi, gần như nửa cuộc đời là dành để liều mạng kiếm tiền, nửa cuộc đời sau dùng số tiền vất vả kiếm được đó để trị bệnh. Phải luyện thành thói quen sống tốt, kết hợp, biết an dưỡng cũng là một việc thiện tốt. Nghĩ đến công viên rừng rậm, Hạ Tưởng bỗng nhiên nhận thấy, huyện An giờ vẫn chưa có được một công viên ra hồn. Người dân ở huyện ngày thường cũng không có khu vực để giải trí. Cảnh vật tuy có đẹp, nhưng phải leo núi. Nếu xây một công viên có cảnh trí không tồi, cũng có thể mang đến lợi ích thiết thực cho người dân. Hạ quyết tâm xong, Hạ Tưởng liền quyết định bớt ra thời gian nghiên cứu. Sớm thảo ra kiến nghị để trình lên. Lúc đến Sâm Lâm Cư ăn cơm, vừa đúng lúc Sở Tử Cao cũng có mặt ở đó, hắn vui mừng tiếp đón mấy người Hạ Tưởng. Sở Tử Cao là sau khi Hạ Tưởng đính hôn rồi mới biết chuyện, tiếc nuối, oán trách Hạ Tưởng không mời hắn một câu, quá coi hắn là người ngoài. Hạ Tưởng giải thích một hồi, nhưng vẫn không làm dịu đi sự nghi hoặc của Sở Tử Cao, hắn vẫn có cảm giác Hạ Tưởng lạnh nhạt với mình. Hắn đang buồn vì không có cơ hội thân với Hạ Tưởng nữa. Ai ngờ Hạ Tưởng lại dẫn người tới dùng cơm, khiến hắn vui mừng ra mặt. Cao Lão lấy làm hiếu kỳ khi thấy thái độ quá nhiệt tình của Sở Tử Cao liền hỏi một câu. Tiểu Hạ, cậu quen với ông chủ Sở đây à? Dạ, có quen ạ. Mà đâu chỉ có quen không thôi, ông chủ Sở đây còn là một nửa bà mối của cháu đấy. Hạ Tưởng không biết tâm ý lo được lo mất của Sở Tử Cao. Liền cười và kể lại chuyện giữa hắn và Tào Thù Lê nhờ có dự án thiết kế quảng trường vui chơi giải trí, rồi hai người ngày càng gần nhau như thế nào. Lúc đó, ông chủ Sở đây đã góp phần không nhỏ khi làm cầu nối tình cảm giữa cháu và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng nói vô tư, khiến cho Sở Tử Cao nghe ở tai nhưng lòng lại vui sướng, cuối cùng cũng đã yên tâm trở lại, thì ra Hạ Tưởng vẫn đối đãi với mình như xưa, không có thay đổi. Hắn thầm xúc động,
dặn dò mình hàng nghìn lần tuyệt đối không thể để mất người bạn có tiền đồ tươi sáng vô cùng này. Chương 325, đạo hợp tác lâu dài. Cao lão rất có hứng thú nghe chuyện giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, liền hỏi Sở Tử Cao. Ông chủ Sở có bận lắm không? Nếu không bận lắm mời ông ngồi đây một chút, kể cho chúng tôi nghe chuyện của Hạ Tưởng. Sở Tử Cao không biết Cao lão là ai, nhưng người được Hạ Tưởng đi theo và cung kính như vậy, không có ai không phải là nhân vật lớn cả, nên lo lắng nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng liền cười. Nhìn em làm cái gì chứ? Cao lão mời anh ngồi thì anh cứ ngồi, mời anh kể thì anh cứ kể. Có điều đừng nói linh tinh nhé. Sở Tử Cao vội vui vẻ, tươi cười ngồi xuống, vừa ân cần rót nước, châm lửa mời thuốc, vừa kể lại chuyện trước kia của Hạ Tưởng. Đương nhiên, Sở Tử Cao là người thông minh, lúc kể chuyện không những kể rất sinh động như thật, chỗ cần khoa trương thì khoa trương, chỗ trọng điểm thì nói ra trọng điểm, nhưng có một điểm là tuyệt đối rất biết chừng mực. Cao lão nghe xong, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi, ánh mắt nhìn Hạ Tưởng lộ ra những tia trêu chọc lẫn suy ngẫm. Hạ Tưởng hiểu rằng Cao lão là đang trêu cười trước mối tình của mình và Tào Thù Lê thì ngại ngùng, sờ sờ cái mặt, cảm than nói. Năm đó da mặt mỏng quá, có điều nghĩ lại thấy da mặt mỏng lại có điều tốt, ít nhất là cho người ta cảm giác chân thành. Cao Tấn Chu cười. Tôi thì lại thấy rằng, bây giờ cậu vẫn gợi cho người ta cảm giác rất chân thành, đặc biệt là khi nói chuyện, người ta vẫn cảm thấy ở cậu sự thành khẩn vô cùng. Cao lão lại nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên rót rượu, hỏi Sở Tử Cao. Nào, ông chủ Sở, tôi mời anh một chén. Sở Tử Cao hoảng hốt, lúng túng đứng bật dậy. Cao lão mời, tôi không dám, thật không dám. Với lại, tôi không có chuyện gì đáng để Cao lão mời rượu cả. Cao lão đưa tay ấn ấn Sở Tử Cao ngồi xuống. Ngồi xuống đã, đừng khách sáo. Tôi mời anh là vì anh đã bỏ tiền ra xây dựng quảng trường vui chơi, vừa tiện cho người dân, cải thiện môi trường. Đây là một việc tốt lớn đáng để biểu dương, phải mời ông chủ đây một chén. Sở Tử Cao cũng rất thật thà, ngượng nghịu cười. Cao lão đừng khen tôi nữa, tôi mà nhận thì hơi xấu hổ. Lúc đó, tôi xây dựng quảng trường vui chơi cũng là hoàn thành hiệp nghị đã ký với thành phố, còn cái chốt vẫn là vì việc làm ăn của bản thân, việc này không đáng được gọi là mục đích cao quý. Điểm xuất phát có cao quý hay không không quan trọng là việc anh làm ra, có lợi cho dân chúng là được. Giống như người làm quan, cùng lúc vì người dân làm những việc thiết thực, cũng là lúc ai cũng nghĩ mình phải có được thành tích, có tiếng tăm tốt, gây ấn tượng với lãnh đạo vân vân, có ai dám tự nhận họ làm quan, tất cả mục đích là vì người dân mà không vì bản thân trục lợi. Thời đại này không xuất hiện thánh nhân nữa rồi, cho nên ông chủ Sở đã làm được việc tốt. Tuy rằng có mặt lợi vì bản thân nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích cho người khác, đáng để tôi mời anh một chén. Lời của Cao lão nói ra đúng lúc đúng chỗ, Hạ Tưởng nghe mà có hơi hơi cảm động. Thật ra mà nói, mỗi một người làm quan, không cần biết động cơ tham gia chính trường là gì, nhưng cũng chỉ đến một vị trí nào đó mới đủ tư cách nói những lời vì dân vì nước, cái này gọi là ngồi ở vị trí nào thì mưu cầu cho vị trí đó. Hắn bây giờ mới chỉ là một phó chủ tịch huyện. Không phải chủ tịch huyện cũng chẳng phải là bí thư. Nếu to miệng chẳng những sẽ bị người ta phê bình là không hiểu chuyện mà còn bị chê cười vì chẳng có quy củ phép tắc. Một phó chủ tịch huyện mà thao thao bất tuyệt phải làm thế này, thế kia thì chủ tịch huyện và bí thư còn được đặt ở đâu? Huống chi đến chức danh ủy viên thường vụ hắn vẫn chưa phải. Đương nhiên, nếu làm quan rồi, ngồi lên vị trí quan rồi thì lúc nào cũng phải đặt dân chúng lên ngôi đầu tiên, cần phải một lòng nghĩ vì họ. Cố gắng hết khả năng làm được nhiều việc tốt. Không cần nói những lời to tát, tận lực, tận trung vì tổ quốc, phục tùng, hoàn thành sứ mệnh, công việc, ít nhất là cũng phải có một trái tim công bằng nghĩ về người dân, làm việc phục vụ dân chúng. Hạ Tưởng cũng rót rượu. Đừng khách sáo thế ông chủ Sở, Cao lão mời anh một chén, mình cứ uống thôi. Sở Tử Cao cảm động uống hết một hơi, mặt đỏ, nói. Thật hổ thẹn, để Cao lão khen như vậy. Tôi lại càng thêm xấu hổ vô cùng. Nghĩ lại mấy năm nay, tôi cũng kiếm được không ít, nhưng lại chưa làm được việc gì tốt cả. Đến cả quyên góp cũng rất ít, vẫn là ích kỷ quá. Lần trước giám đốc Mã của siêu thị Giai Gia đã góp cho huyện An 10.000 bộ bàn ghế, là một doanh nghiệp rất có lòng. Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi cũng có đóng góp cho giáo dục, tôi góp 1 triệu tệ. Hạ Tưởng khoát tay. Việc quyên tiền trợ giúp cho giáo dục giờ đã bước vào chính quy rồi. Tạm thời không cần nữa. Tôi có một đề nghị, anh có muốn nghe không?
Có, đương nhiên là có chứ. Sở Tử Cao vội trả lời. Hiện Huyện An không có một công viên vui chơi giải trí, có thể giúp cho các cụ già sáng đến tập dưỡng sinh đúng là một điều đáng tiếc. Hạ Tường đang muốn thử lòng Sở Tử Cao. Được, không thành vấn đề. Tập đoàn Viễn Cảnh có thể xuất vốn xây dựng công viên rừng rậm, tôi không nhiều tiền như vậy, cũng không có dứt khoát như họ, nhưng có thể xây được một công viên nhỏ cho người dân Huyện An. 1 triệu tệ, có đủ không ạ? Không đủ tôi xin góp thêm. Sở Tử Cao hiếm có dịp phóng khoáng như vậy, lúc phát biểu nói đâu ra đó. Lần này không cần điều kiện gì cả, không cầu sự báo đáp, chỉ cần công viên được xây dựng xong, có thể lấy tên tôi đặt thành tên công viên là tốt rồi. Hắn ngượng ngùng cười khì khì. Cái đó, lưu chút hư danh gọi là công viên Tử Cao thì tốt quá. Cao lão cũng bị Sở Tử Cao làm cho bật cười. Việc mà vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người khác đúng là phải ủng hộ mạnh mẽ. Để lại danh tiếng không có gì là không tốt cả, nhiều doanh nghiệp lớn khi quyên góp tiền giúp đỡ thư viện đại học cũng muốn đặt tên họ ở đó đấy thôi. Ông chủ Sở, cứ thoải mái đi, đừng ngại gì cả. Hạ Tường cũng cười. Được, đều đồng ý với anh hết, có điều tôi còn chưa nói hết cơ. 1 triệu tệ xây một công viên là đủ rồi, Huyện An là địa phương nhỏ, diện tích của công viên không cần lớn lắm, với lại nhân công, vật liệu xây dựng tại Huyện An không đắt. Ý kiến của tôi là, anh đầu tư khoảng 1 triệu tệ, xây dựng một công viên mở, trong có bóng xanh, có nước, có bãi để xe đương nhiên là phải tách riêng ra, không được ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham quan, sau đó trong trung tâm công viên, tại vị trí nổi nhất. Mở một nhà hàng. Cứ theo đà phát triển du lịch của Huyện An đang ngày càng đi lên, thêm vào việc khu thắng cảnh được mở rộng, nhất là khi làng du lịch được xây xong, kinh tế Huyện An sẽ phát triển càng vững chắc hơn, nói không chừng còn phát triển lớn mạnh hơn. Một khi làng du lịch được xây dựng xong, khung cảnh tiêu thụ mà cực tốt, người đến làng du lịch vui chơi, nghỉ ngơi sẽ ngày càng nhiều, không còn phân biệt mùa vượng với mùa vắng nữa mà là luôn luôn đông khách. Đến lúc đó, nhu cầu về nhà hàng sẽ ngày càng cao hơn. Vốn là ngay tại Huyện An cũng có nhà hàng, làm hài lòng người dân địa phương thì còn được, nhưng với thị trường mà người dân ngày càng kỹ tính thì còn thiếu một chút lửa nữa. Sở Tử Cao bỏ tiền đầu tư xây một công viên, mang tiếng làm công ích là thật, nhưng cũng không thể để ông ấy cống hiến không như thế. Vả lại, ông ta đầu tư vào nhà hàng không những nhận lại được báo đáp mà còn có thể thúc đẩy nền kinh tế, là một việc mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng có lý do để tin, tập đoàn Tề Thị đầu quân vào Huyện An thì cho dù mới đầu chỉ là có ý định dựa vào hắn, không phải chỉ muốn kiếm tiền, nhưng họ mà đến huyện rồi, nhìn vào sự phát triển của Huyện An, chắc chắn sẽ rất sắc bén phát hiện ra nhiều cơ hội làm ăn, và nữa, sau khi mỏ quặng được cải tạo chuẩn bị mở rộng kinh doanh, chắc chắn sẽ chiêu mộ nhiều công nhân và kỹ sư đến. Sau này họ có tiền thì sức tiêu pha vô cùng lớn, không thể xem nhẹ được. Trong sự tưởng tượng của Hạ Tưởng về viễn cảnh sau này, nền kinh tế Huyện An sẽ bay cao như diều gặp gió, chỉ trong tầm tay thôi. Lúc này, cũng chính là thời cơ tuyệt nhất để mở rộng thị trường. Nếu Sở Tử Cao đã mở miệng tình nguyện đầu tư 1 triệu tệ cũng coi như đã nể mặt mình, thì mình không thể không đáp lại ông ấy. Nếu mối quan hệ mà chỉ duy trì dựa trên tình cảm cũng sẽ có lúc dùng cạn. Chỉ khi giữa mọi người có sự qua lại với nhau, anh kính tôi một thước, tôi trả anh một trượng. Như vậy mới gọi là đạo hợp tác và hợp tác mới dài lâu được. Sở Tử Cao vui mừng ra mặt, Hạ Tưởng đã từng vạch hướng cho y chưa có cái nào là chưa thành công cả. Không ngờ, bản thân chỉ đơn giản là muốn làm một việc tốt không cần báo đáp, thế mà Hạ Tưởng lại có thể nghĩ cho y như vậy, chính là đưa ra đề nghị vàng ngọc đó. Sở Tử Cao vội gập đầu, nói liên mồm. Đường mà Phó Chủ tịch huyện Hạ vạch ra đều là vàng ngọc cả, tôi sẽ làm theo hoàn toàn. Cao Tấn Chu ngồi một bên hơi hơi cảm than, chẳng trách Hạ Tưởng có mối quan hệ rộng, được nhiều người thích như vậy. Cái thông minh của hắn chính là ở chỗ không giết gà lấy trứng, mối quan hệ có tốt hơn nữa, có sự qua lại, thì cũng vừa phải dùng lòng chân thành đả động, vừa phải đem chút lợi ích đến cho người khác mới là đạo hợp tác dài lâu. Với lại, hắn không giống như những tên quan tham kia, động một chút đã đòi này đòi nọ, hắn còn nghĩ giúp cho nhà đầu tư tìm mọi cách kiếm tiền. Ai mà chẳng tình nguyện hợp tác với vị quan chức như thế này chứ? Chương 326, lên lớp. Tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, trong lòng Cao Tấn Chu nghĩ, nếu y là một thương nhân thì cũng tình nguyện hợp tác với Hạ Tưởng. Không cần nói đến phẩm hạnh của hắn khiến cho người ta yên tâm, mà chính là hắn có mắt nhìn,
sự nhạy bén về thương trường, có thể chỉ ra điểm chốt yếu trong thị trường. Dù Hạ Tưởng không phải quan chức nhà nước, cũng sẽ bị giới thương nhân phong lên hàng quý khách. Bây giờ hắn đã là người của chính trường, ưu thế quanh mình, nếu muốn không có thành tích mới là việc khó. Có thành tích rồi, lại có thêm mạng lưới quan hệ, hắn chẳng lẽ lại không có tiền đồ sao? Cao Tấn Chu càng phân tích, càng cảm thấy ánh hào quang từ Hạ Tưởng tỏa ra lóa mắt. Bây giờ y mới hiểu, đừng nhìn rằng y ngồi vào vị trí quý báu phó chủ tịch tỉnh rồi, nhưng so với bố mình Cao Lão mà nói, con mắt nhìn vẫn còn kém đôi chút. Cao Lão chỉ gặp Hạ Tưởng có một lần mà đã nhận ra tiền đồ của Hạ Tưởng tươi sáng, và bản thân cũng trải qua nhiều phân tích, mới nhìn ra năng lượng của Hạ Tưởng. So sánh rồi mới thấy gừng càng già càng cay. Ánh mắt có phần phức tạp của Cao Tấn Chu quay sang nhìn bố, thấy ông chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có chút dấu vết nào. Trong lòng y thầm khâm phục, người thật sự đạt đến một mức cảnh giới, giơ tay giơ chân cảm giác như không có chút ra vẻ nào, khiến cho người ta như đang chìm đắm trong gió xuân mới đúng là phong độ của người ưu tú. Xem ra, điều cần phải học hỏi từ bố mình còn nhiều lắm, Cao Tấn Chu thậm chí còn nghĩ, nếu bố mà theo chính trị, bây giờ chắc cũng leo đến đoạn trung tâm rồi nhỉ. Mọi người lại đàm luận thêm một vài vấn đề nữa. Cuối cùng đã đến lúc phải tạm biệt, Cao Lão hơi do dự một chút, vẫn là quyết định kéo Hạ Tưởng qua một bên, hỏi nhỏ. Tiểu Hạ, quan hệ giữa cậu và Sử Lão thế nào? Hạ Tưởng thấy nét mặt Cao Lão căng thẳng, là sự bối rối mà hắn chưa bao giờ thấy. Trong lòng thầm nghĩ Cao Lão đã từng trải đủ phong sương, vậy mà vẫn bất an như vậy, đủ thấy Sử Lão có sức ảnh hưởng đến ông ta như thế nào, nên nói. Cháu từ rất sớm đã theo Bí Thư Lý tới huyện Bá làm thư ký cho chú ấy, Bí Thư Lý là con rể của Sử Lão. Cao Lão toàn thần ngạc nhiên, sững người một lúc. Ta hiểu rồi, ông ấy cũng nhìn cậu với con mắt khác, coi cậu như con cháu. Lý Đình Sơn và Sử Khiết phục hôn, có phải có công lao của cậu trong đó không? Hạ Tưởng khiêm tốn nói. Dạ chưa đến mức gọi là công lao ạ, chỉ là trước đó có thay mặt Bí Thư Lý chuyển lời vài lần. Cháu thấy cháu chưa có giúp được nhiều. Cao Lão thở một hơi dài, lắc đầu nói. Thôi được rồi, nếu ông ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không phiền hắn nữa. Cậu mà có cơ hội gặp ông ấy lần nữa, thì giúp tôi chuyển lời hỏi thăm tới ông ấy. Những chuyện khác cũng không nhắc nữa. Thấy Cao Lão lòng muốn nói nhưng rồi lại thôi, tâm trạng ngổn ngang, băn khoăn, Hạ Tưởng muốn an ủi ông ta nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cũng may Cao Lão chỉ là đôi chút buồn buồn. Lúc sau liền vui vẻ trở lại, cười ha ha, vẫy tay về phía Hạ Tưởng. Anh bạn trẻ, hẹn gặp vào ngày khác, việc tiếp theo dễ xử lý rồi. Tôi sẽ tìm cô bé Lê thiết kế thành bản vẽ, cố gắng xây viện an dưỡng và trung tâm hội nghị càng sớm càng tốt. Hạ Tưởng tiễn Cao Lão về, sau đó ngồi cùng Sở Tử Cao một lúc, bàn luận một chút chi tiết về xây dựng công viên và mở nhà hàng. Đang lúc nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại reo, là Tề Á Nam gọi tới. Phó Chủ tịch huyện Hạ, gần đây anh có thời gian rảnh không ạ? Em muốn nói chuyện với anh một chút. Giọng Tề Á Nam truyền tới, mang chút thiết tha và ý muốn lấy lòng. Tề Á Nam, Hạ Tưởng nghĩ ngợi một hồi cũng thấy mình nên nói chuyện với cậu ta một lần, nhìn sang Sở Tử Cao, trong lòng đã nghĩ ra chủ ý, nói. Cũng được, vậy cậu tới Sâm Lâm Cư, trong công viên rừng rậm tìm tôi nhé. Sở Tử Cao hơi khó hiểu. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Là ai vậy? Có cần tôi tránh mặt đi một lát không? Không cần, đúng dịp tôi muốn giới thiệu với anh, Tề Á Nam, người thừa kế tập đoàn Tề Thị. Con trai Tề Đông Lai. Sở Tư Cao kinh ngạc, giọng nói mang chút hưng phấn. Y theo ngành ẩm thực đã lâu, đương nhiên là biết đến đại danh lừng lẫy của tập đoàn Tề Thị, là nhân vật dẫn đầu tầm cỡ có chỗ đứng như thế nào trong ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Yến này. Có thể quen biết với Tề Á Nam, người thừa kế của tập đoàn Tề Thị. Đối với Sở Tử Cao mà nói thật đúng là miếng ngon rơi từ trên trời xuống. Tuy hiện tại y cũng được coi là có chút giá trị, nếu nói y là triệu phú nhân dân Tề cũng không ngoa. Nhưng so với Tề Thị thì còn kém xa. Khi nghe đến Tề Á Nam chủ động tới tìm Hạ Tưởng, sự khâm phục của y càng khó mà thu hồi lại. Nhất định là phải giới thiệu với tôi đấy. Phó Chủ tịch huyện Hạ nhớ nói tốt hộ tôi vài câu nhé, nếu mà có cơ hội được hợp tác với tập đoàn Tề Thị thì tốt quá rồi. Sở Tử Cao không thể chờ đợi được hơn, vội đề xuất. Hạ Tưởng liền cười y. Được rồi đấy, lão Sở ạ. Dù gì thì anh cũng là người có thân phận rồi, phải dè dặt một chút,
đừng có cái gì cứ động một chút đã bị kích động như thế. Sở Tử Cao xoa xoa tay. Cái đó tôi đâu bằng cậu. Tôi là một người phương Nam, làm ăn tại vùng đất phương Bắc này, vốn đã không dễ dàng gì, để có được ngày hôm nay là nhờ vào sự cẩn thận, dè dặt thôi. Hạ Tưởng hiểu tâm tư của y, liền nói. Đừng vội, cứ từ từ, đợi anh lớn mạnh rồi thì khác có sức mạnh riêng. Đương nhiên, không cần biết là lúc nào cũng đều phải giữ vững một trái tim hòa nhã thì mới có thể không ngừng tiến tới. Không lâu sau Tề Á Nam tới, y cảm thấy khó hiểu khi thấy Hạ Tưởng chọn Sâm Lâm Cư, một nhà hàng không có chút tiếng tăm làm nơi hẹn gặp, có điều y cũng không dám hỏi gì. Hạ Tưởng giới thiệu Sở Tử Cao với Tề Á Nam, Tề Á Nam lạnh nhạt bắt tay Sở Tử Cao. Khi nghe giới thiệu ông ấy là ông chủ của Sở Phong Lầu thì chỉ, ồ, lên một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào. Có thể là Tề Á Nam cũng có nghe qua về Sở Phong Lầu, nhưng chắc chắn y không có để tâm tới, càng không thể ghi nhớ. Trong mắt y, Sở Tử Cao không là nhân vật gì cả. Sở Tử Cao đương nhiên là nhìn ra sự coi thường của Tề Á Nam, có điều cũng tự xác định thân phận mình chưa đủ lớn, cũng không nghĩ nhiều, càng không để lộ ra một tia không hài lòng. Còn Hạ Tưởng thì lại để ý, nói với Tề Á Nam. Á Nam, lần trước cậu mặc đồng phục nhân viên đón khách, làm một ngày nhân viên phục vụ có thu hoạch gì và cảm nghĩ thế nào chưa? Tề Á Nam sửng sốt, không biết Hạ Tưởng nhắc lại chuyện cũ để làm gì, liền nói. Phải biết tôn trọng mọi người, biết cười, biết bình tĩnh hòa nhã, và còn. Cậu chỉ là tiếp nhận được lúc ấy thôi, sự việc qua đi thì quên luôn, vẫn chưa thực sự hấp thụ được bài học trong đó. Á Nam, cậu mà muốn hợp tác với tôi, muốn làm thân với tôi thì có một điều cậu cần phải ghi nhớ. Đó là khi ở bên ngoài, không cần biết cậu ngạo mạn với người ta thế nào, nhưng với những người bạn mà tôi giới thiệu với cậu, cậu phải biết đối xử trân trọng với họ. Giọng của Hạ Tưởng bỗng trở nên nghiêm khắc, có chút hàm ý trách mắng. Không cần biết người đó là ai, địa vị xã hội thế nào, chỉ cần là người do tôi giới thiệu, cậu nên coi họ như bạn của mình, nói chuyện bình đẳng. Nếu làm không được thì mời cậu rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Sở Tử Cao há hốc miệng, y với Hạ Tưởng tuy không phải là mới quen, cũng chưa bao giờ thấy Hạ Tưởng nghiêm khắc như vậy. Với lại, giọng điệu khi nói chuyện với người thừa kế của tập đoàn Tề thị chẳng khác gì là đang dạy bảo một cậu học sinh. Y liền lo lắng Tề Á Nam sẽ trở mặt, xoay người đi khỏi. Sắc mặt Tề Á Nam đúng là không dễ chịu gì, từ nhỏ tới lớn y chưa từng có người nói mình như vậy cả. Khiến y bị bẽ mặt không chỗ để chui. Sắc mặt y thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng bình ổn trái tim đang rất là kích động kia, quay người về phía Sở Tử Cao, nói. Giám đốc Sở, thật xin lỗi vừa rồi tôi có chút thất lễ, xin hãy bỏ qua cho. Sở Tử Cao đáp vội. Không sao cả, không có gì cả. Dù sao giám đốc Tề cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tề thị, so với cậu tôi chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Tề Á Nam đã hiểu ra dụng tâm của Hạ Tưởng, chính là không để y khinh thường bất kỳ một người nào, nhất là những người hắn trịnh trọng giới thiệu chắc chắn là có quan hệ lớn với Hạ Tưởng. Y nghĩ sâu hơn, thấy mình thật nông cạn, nếu Sở Tử Cao không đáng để nhắc đến, Hạ Tưởng sẽ không cố tình giới thiệu cho mình làm quen. Với trình độ của Hạ Tưởng, cũng sẽ không kết giao với người không có trình độ. Tề Á Nam tâm phục khẩu phục, lần trước Hạ Tưởng bắt y làm một ngày nhân viên phục vụ đón khách. Y không rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân. Hạ Tưởng có mối quan hệ rất tốt với ủy viên thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh, lại có thể hòa mình với Sở Tử Cao, đây mới là phong độ. Tôi hiểu rồi thưa phó chủ tịch huyện Hạ, cảm ơn sự chỉ bảo của anh. Tôi vẫn quyết định hợp tác với anh, vì tôi tự thấy mình còn phải học hỏi từ anh nhiều điều. Tề Á Nam cung kính nói. Chương 327, mắt nhìn và dự định của Tề Á Nam. Hạ quyết tâm chắc chắn chưa? Hạ Tưởng không có nét mặt vui mừng như Sở Tử Cao tưởng tượng, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt yên lặng nhìn Tề Á Nam, như là việc đi hay ở lại của Tề Á Nam không phải là mối quan tâm trọng yếu. Phải nghĩ cho kỹ đấy, không được đổi ý, nếu không chịu nhịn được những lời tôi phê bình thì nói ra. Cái xe Ferrari kia đã bị tôi chặt thành 8 khúc đặt trong phòng mình, bất cứ lúc nào cũng cảnh tỉnh tôi. Tôi quyết định rồi, Phó Chủ tịch huyện Hạ. Sau này dù anh có phê bình thế nào, tôi cũng đều nghe theo. Thái độ của Tề Á Nam nghiêm chỉnh, nghiêm trang nói. Hạ Tưởng cười hài lòng, tính cách của Tề Á Nam cũng có điểm kiên cường, dám lấy cũng dám bỏ, nên chỉ có một khiếm khuyết lớn chính là thái độ cư xử bình đẳng.
Nếu không có được thái độ đoan nghiêm khi tiếp xúc với một người khác, khiến cho người ta cảm thấy nhận được sự tôn kính, thì cũng không thể tiến xa hơn được. Rất nhiều ví dụ sống diễn ra tại các doanh nghiệp gia tộc chỉ có thể duy trì được hai đời, thậm chí là một đời, cũng chỉ vì không chú trọng đến giáo dục tố chất của đời thứ hai. Đứa nào cũng cậy tiền của cha mẹ, ngạo mạn, tự cao tự đại, cuối cùng khi giao tiếp với người khác thì bị người ta ghét bỏ. Làm người không ra gì thì làm việc cũng không ra gì, sản nghiệp gia tộc cứ thế dần dần bị lụi mại. Tề Á Nam thấy Hạ Tưởng tiếp nhận mình, cười tươi, y hỏi lại Sở Tử Cao tình hình Sở Phong Lầu và Sâm Lâm Cư, khi biết Sở Tử Cao chỉ kinh doanh 3 nhà hàng mà có hơn 100 triệu tệ trong tay cũng lấy làm kinh ngạc hỏi. Không ngờ nhà hàng của ông lại kiếm được tiền như vậy. Tỷ lệ đầu tư và sinh lời hơn hẳn chúng tôi nhiều lần, năng lực doanh thu quả là lớn mạnh. Nhỏ có cái lợi của nhỏ, lớn có cái tệ hại của lớn. Hạ Tưởng nói xen vào. Cho nên không được xem nhẹ những công ty có quy mô không lớn. Có thể bề ngoài nhìn họ không được sáng sủa như doanh nghiệp lớn, nhưng họ vẫn sống thư thái ngày qua ngày, thậm chí khả năng sinh tồn còn mạnh hơn cả những doanh nghiệp kia rất nhiều. Á Nam à, cậu chỉ cần bỏ đi định kiến, học tập tất cả sở trường của người khác thì mới có thể tiến bộ không ngừng. Tề Á Nam gật đầu nói. Vâng. Rõ ràng Sở Tử Cao đã cho y một bài học. Sau đó là bàn cụ thể về việc tập đoàn Tề Thị đứng ra bao thầu nhà khách huyện ủy. Tề Á Nam chuẩn bị đầy đủ, tường tận phân tích triển vọng của thị trường, đến cả việc các dự án đầu tư gây ảnh hưởng đến huyện An cũng được suy xét đến. Và lại y cũng nhìn thấy sự triển vọng của huyện An rất có khả quan, đồng thời y cũng thừa nhận, ban đầu y cho rằng việc bao thầu nhà khách huyện ủy chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Nhưng sau khi nghiên cứu tỉ mỉ và suy luận xong mới phát hiện, dưới sự dẫn dắt của mấy dự án đầu tư lớn, khi mùa thu tới, kinh tế huyện An sẽ bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ nhanh chóng, do đó sẽ mang đến hiệu ứng phóng xạ, có thể hoàn toàn giúp cho nhà khách huyện ủy thu được doanh thu lớn. Đương nhiên tập đoàn Tề Thị không phải là nhìn vào thị trường cấp huyện, cho dù mỗi năm nhà khách huyện ủy có thể thu về mấy triệu tệ, nhưng dưới cờ của tập đoàn Tề Thị thì cũng không đáng để nhắc tới. Có điều, có thể kiếm được tiền còn tốt hơn là không kiếm được tiền. Tề Á Nam kích động tìm đến Hạ Tưởng là muốn quyết định cho xong chuyện này, để tránh đêm dài lắm mộng. Hạ Tưởng cũng hiểu cho tâm tư của Tề Á Nam, nhận thấy tập đoàn Tề thì cũng có sức ảnh hưởng, cách cư xử của Tề Đông Lai cũng không tệ, Tề Á Nam cũng chịu tiếp nhận sự chỉ bảo đúng, liền nói. Được, chúng ta thỏa thuận qua miệng trước, vài ngày sau cậu đến huyện An, phác thảo một bản hiệp định tỉ mỉ. Cuối cùng sẽ trình lên chủ tịch huyện Khâu xét duyệt. Nếu không có ý kiến gì thì có thể ký hợp đồng rồi. Tề Á Nam vui mừng nói. Sau này tôi sẽ đích thân phụ trách dự án nhà khách huyện ủy, đến lúc đó sẽ không tránh được việc phải làm phiền đến phó chủ tịch huyện Hạ đấy. Ba người lại ngồi xuống, vừa uống chè, vừa bàn chuyện. Nói tới nói lui, Tề Á Nam khen khung cảnh công viên rừng rậm rất khá, nếu có thể xây dựng một biệt thự ở đây, mỗi năm đến ở một thời gian thì cũng là một kiểu xả hơi. Đáng tiếc là công viên rừng rậm lại là sản nghiệp của tập đoàn Viễn Cảnh, không mở cửa đón khách. Hạ Tưởng thấy Tề Á Nam cũng có ít mắt nhìn, nên không giấu y, nói. Tập đoàn Viễn Cảnh sắp tới sẽ xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị ở đây. Một khi xây xong rồi, công viên sẽ mở cửa, sẽ trở thành nơi vui chơi, vận động quan trọng trong thành phố Yến. Sở Tử Cao lắng nghe, bỗng chốc đôi mắt nheo lại, viện an dưỡng và trung tâm hội nghị mà được xây xong. Khu vực này sẽ tập trung rất nhiều nhân vật có tiền, có quyền, người mà nhiều lên thì việc làm ăn của y chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Tề Á Nam cũng lập tức nghĩ tới điểm này, cũng hơi phấn khích nói. Giám đốc Sở đúng là số đỏ, sớm chiếm được vị trí ngon trong công viên rừng rậm rồi, sau này khỏi lo không kiếm được tiền. Sở Tử Cao thật thà nói. Đều là nhờ phó chủ tịch huyện Hạ chỉ điểm cho, chứ tôi nào có mắt như thế. Với lại nếu không nhờ có mối quan hệ của phó chủ tịch huyện Hạ, tập đoàn Viễn Cảnh sao có thể để tôi xây Sâm Lâm Cư này? Tề Á Nam kinh ngạc. Phó chủ tịch huyện Hạ và tập đoàn Viễn Cảnh nói chuyện được với nhau sao? Đâu chỉ mỗi nói chuyện, công viên rừng rậm là do tập đoàn Viễn Cảnh mời phó chủ tịch huyện Hạ thiết kế. Có thể nói là, phó chủ tịch huyện Hạ là khách quý của cả tập đoàn, có sức ảnh hưởng không gì sánh bằng. Những lời đề cao hình tượng, tuyên dương Hạ Tưởng. Luôn được Sở Tử Cao tận hết sức lực nói. Tề Á Nam giờ mới biết, thì ra Hạ Tưởng trên chính trường không những có mạng lưới quan hệ sâu rộng, trên thương trường cũng tạo được sức ảnh hưởng hết sức quan trọng.
tuy rằng tập đoàn Tề thì cũng có nguồn tài lực hùng hậu, nhưng so với Viễn Cảnh thì vẫn kém xa. Tề Á Nam hiểu rõ, y chọn Hạ Tưởng Dựa thế là con đường đúng đắn. Nếu tự mình ngồi đợi sung dụng chờ chết, thì có thể làm cậu ấm đời thứ hai là được. Nếu muốn có thành tựu, đưa tập đoàn Tề thì phát triển lớn mạnh hơn nữa thì phải theo sát các bước đi của Hạ Tưởng, cố gắng đi gần bên hắn. Tôi có hai ý tưởng, hy vọng được Phó Chủ tịch huyện Hạ ủng hộ. Dùng cách của thương trường để giải quyết sự việc, phát hiện có cơ hội làm ăn thì không thể bỏ lỡ. Tề Á Nam cẩn thận nói. Hạ Tưởng có thể đoán ra y muốn nói cái gì nên trực tiếp nói. Trước mặt tôi, có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Tề Á Nam bắt đầu can đảm nói. Nếu như tập đoàn Viễn Cảnh chỉ phụ trách phần xây dựng, sau khi xây xong viện an dưỡng và trung tâm hội nghị quốc gia xong, việc bao thầu kinh doanh nếu giao cho chúng tôi tình nguyện đưa ra giá cao. Tập đoàn Tề thì có đầy đủ kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ăn uống, quản lý nhà hàng, khách sạn. Đương nhiên, có thể là tập đoàn Viễn Cảnh có sự suy xét khác, chỉ muốn một mình kinh doanh, không cho người ngoài bao thầu thì tôi cũng sẽ chọn một địa điểm khác trong công viên rừng rậm mở một nhà hàng. Nói xong, y nhìn sang Sở Tử Cao, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Đương nhiên là không phải có ác ý muốn cạnh tranh với ông chủ Sở đây. Sau khi viện an dưỡng và trung tâm hội nghị được hình thành, lượng khách sẽ tăng gấp bội, một nhà hàng xâm lâm cư sẽ không đủ để thỏa mãn tất cả các nhu cầu. Tuy viện an dưỡng và trung tâm hội nghị sẽ xây riêng nhà hàng cho mình, nhưng những người đến viện an dưỡng và trung tâm hội nghị trước tiên, số nhiều là chi tiêu theo công phí, chắc chắn sẽ gặp hạn chế, nhà hàng nội bộ chưa chắc phù hợp khẩu vị của họ, sẽ có không ít người đi ra ngoài dùng cơm, do vậy nhà hàng trong công viên sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ. Không thể không thừa nhận, Tề Á Nam cũng không phải dạng không có năng lực, con mắt cũng sắc bén lắm, nhìn nhận vấn đề rất chuẩn. Đem hình thức kinh doanh viện an dưỡng và trung tâm hội nghị lẫn hướng hoạt động phân tích, lập luận sắc sảo. Việc xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị của tập đoàn Viễn Cảnh để kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là lợi dụng yếu tố thuận lợi này để xây dựng mối quan hệ với một số cơ quan chính quyền tỉnh và thành phố, vì vậy quyền kinh doanh tuyệt đối sẽ không cho bên ngoài vào đấu thầu, với lại tập đoàn Viễn Cảnh không phải loại tham lợi nhỏ. Tề Á Nam muốn mở một nhà hàng tại công viên rừng rậm thì có thể xét được. Mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhất định đến nhà hàng của Sở Tử Cao, nhưng nếu nghĩ ngược lại thì lại có tác dụng thúc đẩy. Và qua việc y hơi chần chừ vì có suy nghĩ đến tâm trạng của Sở Tử Cao vừa rồi, Hạ Tưởng thấy y đã có tiến bộ không ít, chí ít là đã biết khiêm nhường. Chính trường cũng tốt, thương trường cũng được, khi đến lúc cần tranh đua thì cần phải tranh đua, khi cần nhường thì cứ hợp lý mà nhường, đây cũng là một kiểu biểu hiện của sự trưởng thành. Một người và một doanh nghiệp không thể lúc nào cũng chiếm được vị trí thượng phong. Phải hiểu được đạo có nhường thì mới có tiến, mới có thể đứng lên trên thất bại. Hạ Tưởng không nói chắc, cười nói. Ý thứ hai có thể suy nghĩ lại, tôi sẽ đề nghị với tập đoàn Viễn Cảnh, xem ý họ thế nào. Tề Á Nam nghe giọng điệu của Hạ Tưởng thì hiểu ngay việc coi như đã thành công được một nửa. Nhưng y cũng biết Hạ Tưởng vẫn chưa đủ tín nhiệm mình, thì càng khỏi nhắc đến thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Nếu không, chuyện sẽ không nói đến một nửa. Không vội, thời gian còn dài, nếu muốn Phó Chủ tịch huyện Hạ tiếp nhận y, thì cần phải có một quá trình, dù sao thì do lúc đầu y gây cho Hạ Tưởng một ấn tượng không tốt đẹp gì. Đúng là sự ngạo mạn hại chết người, hiện giờ Tề Á Nam đã thật sự hối hận chuyện nông nổi lúc đó. Chẳng trách Phó Chủ tịch huyện Hạ phải nhấn mạnh lần nữa việc đối xử bình đẳng giữa người với người. Ấn tượng đầu tiên thật quan trọng. Tề Á Nam ngồi thêm một lúc. Định mời Hạ Tưởng dùng cơm tối thì bị từ chối. Hạ Tưởng không phải cố ý gây khó dễ, mà do buổi tối thật sự có việc, phải đến gặp Tiêu Ngũ. Trên cơ bản, công ty bất động sản Giang Sơn sau khi được thành lập đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất, phân phối quyền sở hữu cổ phần. Hắn phải gặp mặt Tiêu Ngũ, sắp xếp sự việc ổn định, sau đó có thể xin đăng ký với Sở Công Thương, chính thức thành lập công ty. Sở Tử Cao không có suy nghĩ nhiều về việc tập đoàn Tề thì muốn xâm nhập vào công viên rừng rậm mở nhà hàng, y cũng hiểu rõ không thể chỉ một mình y siêu phàm, xuất chúng. Và lại sự thật đã minh chứng, nếu một khu vực chỉ có một nhà hàng, kết quả sẽ mãi là sụp đổ thua lỗ. Con người bẩm sinh mang tính chất quây quần, không cần biết là làm cái gì, vẫn là càng nhiều người càng tốt. Thêm một nhà hàng nữa cũng tốt, lôi kéo người đến đây. Nếu có thể nhân cơ hội này mà tiếp cận được với Tề Á Nam thì cũng là một chuyện tốt. Sở Tử Cao đắc ý nghĩ.
Hạ Tưởng chào tạm biệt Sở Tử Cao và Tề Á Nam, lái xe đến tòa nhà Thụy Đặc trong thành phố Yến. Công ty bất động sản Giang Sơn sau khi được thành lập thì tạm thời đặt văn phòng ở đây. Tòa nhà Thụy Đặc nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là tòa nhà thương mại cao cấp nhất tại thành phố Yến. Bất động sản Giang Sơn thuê hẳn một tầng làm văn phòng, tiền thuê một năm cũng gần triệu tệ. Đây cũng là do Tôn Hiện Vĩ và Thẩm Lập Xuân sau khi bàn bạc mới có được kết quả. Phải có khí phách, có khí thế mới thể hiện được thực lực. Trong kinh doanh, Hạ Tưởng tự nhận mình là không bằng hai người, nên buông tay dứt khoát để cho hai người họ tự làm. Hắn lên đến tầng 12 khu văn phòng thì bị chặn lại ngoài cửa. Một cô lễ tân có khuôn mặt tròn vẻ ngọt ngào, khi cười hai má lộ ra hai nụ đồng tiền đến chặn hắn lại. Chào anh ạ, cho hỏi anh đến tìm ai? Tôi tìm Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng mỉm cười trong lòng, ở đây không ai biết hắn. Xin hỏi, anh tìm giám đốc Tiêu phải không? Anh có hẹn gặp trước không? Cô gái lịch sự hỏi, miệng nở nụ cười rất tiêu chuẩn khiến cho người ta không dám làm gì sai sót. Không cần phải nói, chắc chắn là người do Tôn Hiện Vĩ chọn. Không phải hẹn trước, tôi và anh ấy là bạn bè thôi. Hạ Tưởng không còn cách nào khác, có những chuyện không thể cứ nói rõ ra được, cũng không thể ngang ngược với cô gái lễ tân. Hắn đành phải tìm cách nói khôn sáo nhất. Xin lỗi, không có hẹn trước thì anh không thể gặp giám đốc Tiêu được. Giám đốc rất bận, nếu anh có việc quan trọng thì xin hãy hẹn trước. Cô lễ tân quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, không chút do dự từ chối hắn. Hạ Tưởng hết cách, lấy tay chỉ vào điện thoại. Tôi gọi điện cho cậu ta là được chứ gì? Cô lễ tân không thoải mái lắm, nói. Xin đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi được không anh? Mời anh hẹn gặp trước, có vấn đề gì cũng phải tuân theo quy định của công ty chúng tôi đề ra, nếu không anh sẽ làm tôi khó xử. Được, Hạ Tưởng vừa dạy cho Đường Đường là người thừa kế tập đoàn Tề Thị Tề Á Nam một trận, giờ lại bị một cô gái trẻ nhiều nhất cũng chỉ 20 phê bình. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, không lý luận thêm gì nữa với cô gái. Người ta cũng là vì trách nhiệm với công việc, không thể cứ dựa vào khí thế ông chủ sau lưng mà cho người ta nghỉ việc. Thế thì quá không có phong độ rồi. Hạ Tưởng đang định lấy điện thoại ra gọi, Tiêu Ngũ nghe thấy tiếng vội chạy từ trong ra. Hạ phó chủ, anh Hạ đến rồi, mau mời vào. Sau đó trừng mắt nhìn cô lễ tân, lớn tiếng nói. Dương Diệp, về sau nhớ kỹ anh Hạ đây. Chỉ cần anh ấy đến thì ra vào tùy ý, nhớ chưa hả? Dương Diệp sợ đến nỗi co rụt cổ lại, dùng sức gật đầu, không dám nói gì. Hạ Tưởng cười với cô ấy. Đừng sợ, tôi là người tốt, trách nhiệm làm việc của cô rất tốt, rất xứng đáng được biểu dương. Nhưng phải chú ý phương pháp, có những người chưa chắc có hẹn trước, nhưng thực sự có việc gấp, nhất định phải gọi điện thoại báo cho giám đốc Tiêu, nhớ chưa? Dương Diệp thấy thái độ của Hạ Tưởng hòa nhã còn hơn cả Tiêu Ngũ, nhưng hình như Tiêu Ngũ còn sợ hắn ta hơn, có chút khó hiểu, rốt cuộc là Hạ Tưởng có lai lịch như thế nào nên chỉ biết gật đầu. Vâng, tôi nhớ rồi. Hạ Tưởng theo Tiêu Ngũ đi vào văn phòng làm việc, thấy văn phòng của y gần 50 mét, nhưng bày biện đầy đủ các kiểu văn phòng phẩm hiện đại, trang trí xa hoa, khí phái khiến Hạ Tưởng không khỏi bật cười. Khá, có chút thú vị. Đây nhất định là do Tôn Hiện Vĩ sắp xếp. Với mấy món đối ngoại, xây dựng hình tượng tốt với người khác là sở trường nhất của y. Tiêu Ngũ mặc bộ vest có thắt cà vạt, nhìn cũng có dáng vẻ của một ông giám đốc, dù sao y cũng đã tham gia bộ đội mấy năm liền, cộng thêm bộ dạng y cũng khá sáng sủa, đứng thôi cũng đã tỏa ra mấy phần khí thế. Hạ Tưởng cất lời khen. Được, được, đi ra ngoài gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn cũng uy phong lẫm liệt lắm. Tiêu Ngũ ngại ngùng cười. Đều là nhờ Phó Chủ tịch huyện Hạ em mới có được như ngày hôm nay. Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ, tận lực làm những công việc mà anh giao phó. Không cần nói khách khí với tôi. Hạ Tưởng ngắt lời Tiêu Ngũ, hắn không muốn nghe từ người bạn chí cốt phát biểu những lời trung thành như vậy. Hắn hiểu Tiêu Ngũ hơn cả Tiêu Ngũ hiểu về hắn rất nhiều. Tiêu Ngũ là cảm kích, kính nể hắn, còn hắn đối với y là cảm giác áy náy. Đồng thời cũng tuyệt đối tín nhiệm về con người và cách làm việc của y. Hắn hỏi, giám đốc Lý, giám đốc Tôn và giám đốc Thẩm bao giờ mới đến đây? Tiêu Ngũ nâng cánh tay nhìn đồng hồ. Có lẽ sắp rồi, họ đã sớm ở trên đường đến rồi. Lời chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng cười ha ha. Ông em Hạ, tôi đến đầu tiên. Tôn Hiện Vĩ đã tới.
Tôn Hiển Vĩ của hiện tại mang một thần thái gió xuân phơi phới, không biết là y đắc ý về con đường tình cảm hay là đắc ý trên thương trường, hoặc là cả hai mặt đều đắc ý. Nói chung là vừa nhìn thấy Hạ Tưởng thì mặt mày hớn hở, nói ồn ồn. Ông em Hạ, đã lâu không gặp rồi, nhớ cậu lắm, có cái gì khác không? Hạ Tưởng nghe ông ta mở miệng toàn văn vẻ, liền cười. Có phải mới tìm được cô sinh viên nào dạy môn tiếng Trung không? Ôi bà ơi, thần thánh quá, đoán một cái đã trúng ngay. Sau này tôi phải tránh xa cậu một chút, đỡ phải vừa làm được chuyện xấu nào một tí thì đã bị cậu phát hiện ra rồi, mất hết cả mặt. Chẳng có tí gì vẻ thần bí cả. Tôn Hiển Vĩ nở nụ cười gian xảo, nhưng không che giấu nổi vẻ đắc ý trong đó. Được rồi, đừng có được lợi rồi lại giả vờ ngoan thế, cẩn thận không em lại xem thường anh. Hạ Tưởng kịp chặn lại sự kiêu ngạo, bệ vệ của y, không thể để ông ấy đắc ý quá mà quên mình là ai. Tôn Hiển Vĩ biết Hạ Tưởng muốn nói các gì. Được, cậu đừng lo quá, chơi là chơi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc khác. Ai cũng có nhược điểm riêng của mình, nhược điểm của anh là quá bác ái, hài. Hết cách, y giả bộ thâm trầm, nói tiếp. Sinh viên nữ là thật, có điều cô bé không học khoa Trung văn, mà là học thanh nhạc cổ điển, là nghiên cứu sinh của học viện âm nhạc, tài hoa hơn người, đàn rất tuyệt. Thật kỳ lạ, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến Vệ Tân, nhưng hắn tin người đó không phải là Vệ Tân, có điều vẫn là vô thức hỏi thêm một câu. Cô bé tên gì vậy? Mạnh Giác Hiểu, đặc biệt không? Tôn Hiển Vĩ như phát hiện ra cái gì đó, vội hỏi.